Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 19. Tuy người tham gia hội giao dịch ở xung quanh không nằm trong phạm vi tấn công, nhưng nhìn thấy ba đại cao thủ ra tay, vẻ mặt cả đám thay đổi. Cờ màu vàng trong tay Hoàng Tông Chủ là ngũ độc phiên được ngự tứ sao? Có người có chút hiểu biết về Hoàng gia hỏi. Nghe nói Hoàng gia từng có công giúp một vị Hoàng đế nào đó giết tà giáo, được Hoàng đế ngự tứ lá cờ này, để Hoàng gia nghiên cứu phương pháp giải độc nâng cao y thuật. Lá cờ này được làm bằng tơ vàng, bên trong chứa 5 tinh hồn yêu thú kịch độc trăm năm. Cho dù dính một chút độc tố bên trên, tu thành Phật đạo đại sư kim thân không thối giữa trăm năm, cũng sẽ khiến toàn thân hư thối mà chết, là kịch độc. Hoàng gia từng dùng lá cờ này diệt tất cả người trong tiểu trấn, cho dù đã qua trăm năm tiểu trấn kia vẫn là tử trấn, ngoại trừ độc vật có thể sinh tồn, những vật khác dính vào sẽ chết. Nghe có người nói vậy, mọi người đều lùi về phía sau, sợ độc tố sẽ dính vào người. Bên này mới yên tĩnh lại, lại có người nhận ra pháp khí trong tay Trương Vấn Thiên. Trong tay Trương chân nhân là Tiên Thiên Thông Bảo Kiếm danh tiếng lẫy lừng đúng không? Thanh kiếm của Trương Vấn Thiên dùng toàn bộ tiền đồng tạo thành, lấy dây tơ vàng buộc lại. Kiếm như vậy ở trong tay đạo sĩ xua quỷ rất bình thường, nhưng thanh kiếm trong tay Trương Vấn Thiên lại khác. Thanh kiếm đồng tiền của Trương Vấn Thiên, nghe nói là đồng tiền được sản xuất lần đầu, những đồng tiền khác được sản xuất dựa theo những đồng tiền này. Mỗi đồng tiền đều ẩn chứa linh khí tiên thiên, đã thoát khỏi phạm chủ pháp khí. Trên có thể chém giết yêu ma, dưới có thể diệt quỷ mị, chỉ cần là vật sinh trưởng, đều có thể bị chuôi Tiên Thiên Thông Bảo Kiếm chém giết. Trương Vấn Thiên được xưng tụng là chân nhân, đa số là dựa vào thanh kiếm Tiên Thiên Thông Bảo Kiếm này. Tôi thấy người mạnh nhất là Trương chân nhân. Hoa Thiên Tinh nhìn chằm chằm Trương Vấn Thiên, vô cùng kính nể nói. Ai nói, anh nhìn trường đao của Tôn Vô Địch chưa? Một người khác cười mỉa nói. Mọi người đều biết chỉ đến cảnh giới Tiên Thiên, mới có thể nội khí ngoại phóng, giết người trong vô hình. Cho dù là nội kình đỉnh phong, cũng miễn cưỡng là mô hình thu nhỏ của nội khí ngoại phóng. Một đao của Tôn Vô Địch không chỉ có gió to cùng với đao khí một trượng, cho dù là võ giả cảnh giới Tiên Thiên sơ kỳ cũng chưa hẳn có uy lực này. Chắc chắn tiểu tử này chết dưới tay Tôn Vô Địch rồi. Người này nói rất chắc chắn. Anh quá coi thường Hoàng gia chúng tôi rồi, chắc chắn là tông chủ chúng tôi. Không ít người bên nào cũng cho rằng mình đúng, cả đám tranh cãi, nhưng ánh mắt đám người nhìn về phía Mạc Phàm, không một ai cảm thấy Mạc Phàm có thể sống sót. Ba người cùng tấn công, mắt Mộc Phong Nhạc khẽ đảo, ngơ ngẩn nhìn đao khí, phi kiếm, khói độc trước sau bay tới, vẻ mặt tuyệt vọng. Mộc đầu ngươi được không, nếu không được cứ giao bản tiểu thư ra, người là ta giết, bản tiểu thư sẽ gánh chịu tất cả. Tiểu hồ ly lo lắng truyền âm cho Mạc Phàm. Nó cũng là trúc cơ trung kỳ, ba người này tấn công làm nó có cảm giác như trời sắp sập xuống, nhân thần cộng nộ. Nó biết Mạc Phàm rất lợi hại, nhưng lúc này trong lòng không nắm chắc. Là đàn ông, sao có thể nói không được? Mạc Phàm cười nói. Ngươi là đàn ông sao, ngươi rõ ràng chỉ là đứa bé nam. Tiểu hồ ly phản bác. Mạc Phàm không trả lời, hắn đã là đàn ông hơn 500 năm trước. Lúc này cũng vậy. Hắn nheo mắt thu lại nụ cười, hàn quang hiện lên trên mặt hắn, hắn liếc mắt nhìn Tôn Vô Địch một cái. Lúc trước hắn xem nhẹ Tôn Vô Địch này rồi, Tôn Vô Địch này còn có chút bản lĩnh. Tôn Vô Địch này còn chưa tới cảnh giới Tiên Thiên, lại lĩnh ngộ đao ý trước. Anh ta lấy đao ý ngưng tụ không khí trên đao, giống như không khí kỹ của Hoành Luyện Tông Sư, chẳng qua là dùng trên đao. Đổi lại là trúc cơ hậu kỳ. Thậm chí là Tiên Thiên sơ kỳ, tất nhiên sẽ bị chém dưới đao của anh ta. Nhưng chơi không khí kỹ trước mặt Y Tiên Bất Tử hắn, hòa thượng của Thiếu Lâm Tự cũng bị đánh bại, huống chi là Tôn Vô Địch. Đối mặt với đao khí sắc bén, khí phách, một tay hắn giơ lên, bạch quang lóe sáng. Đao thần. Tôn Vô Địch vốn lấy không ít không khí xung quanh lại ngột ngạt hơn, rất nhiều người cảm thấy sắp hít thở không thông. Trong chớp mắt không khí vốn vô hình vô tướng trở thành sóng biển, chậm rãi tụ về phía tay Mạc Phàm. Bùm một tiếng, bạch quang lóe lên, một đạo đao khí dài hai trượng, rộng nửa thước thành hình trên tay Mạc Phàm, hơi thở cuồng bá, mạnh mẽ tùy ý mà ra. Vẻ mặt mọi người đều sửng sốt. Tôn Vô Địch có thể ngoại phóng đao khí đã vô cùng kinh người, vậy mà Mạc Phàm không dùng đao, cánh tay thành đao luôn. Hơn nữa một đao lúc trước nhìn vô cùng khí phách của Tôn Vô Địch.
so với Mạc Phàm, quả thực như gặp sư phụ. Cánh tay thành đao, đây là không khí kỹ của Hoành Luyện tông sư, tiểu tử này không phải Hoành Luyện đại sư, mà là tông sư sao? Có người kinh ngạc kêu lên. Không đợi bọn họ làm rõ đây là tình huống gì. Chảm! Mạc Phàm nhẹ giọng quát, cánh tay chém xuống. Đao khí dài 2 trượng như sao chổi giáng xuống, mang theo cái đuôi thật dài, rơi rầm rầm xuống, chạm vào đao khí của Tôn Vô Địch. Rầm, một tiếng thật lớn, giống như sấm sét nổ tung trong không trung. Không khí run rẩy, núi lắc lư dữ dội. Phịch, một số người đứng khoảng cách gần, không có tu vi hôn mê bất tỉnh, máu tràn ra từ lỗ tai, mũi, miệng. Cho dù không ngất đi, dưới chân không ít người bất ổn. Hai đạo đao khí chỉ khẽ đụng nhẹ nhàng, đao khí của Tôn Vô Địch bị chặt đứt từ giữa, bị đao khí của Mạc Phàm chém về phía đầu anh ta, mắt Tôn Vô Địch mở to, trừng mắt nhìn đao khí dài 2 trượng, trong đồng tử không có sợ hãi, chỉ có phẫn nộ. Từ lúc 8 tuổi anh ta đã bắt đầu tiếp xúc đao pháp, luyện đao 30 năm, chưa thất bại một lần, vậy mà không địch lại một đao rất nhẹ của một đứa bé. Loại nhục nhã này, toàn bộ biến thành lửa giận giấy lên từ ngực Tôn Vô Địch. Tôi không cam lòng, tôi không phục, tôi không khuất phục, tôi không sợ, tôi không điên, tôi là ma quỷ, tiểu tử, tao muốn lóc từng miếng thịt của mày. Tôn Vô Địch quát ầm lên. Trong chớp mắt mắt màu đen của Tôn Vô Địch biến thành màu đỏ, khuôn mặt như đao chém gọt của anh ta cũng hung dữ, như yêu ma. Điên cuồng tùy ý mà ra từ trên người Tôn Vô Địch. Hai tay anh ta cầm đao, đao khí đều thu lại, mất đi hoa lệ lúc trước. Nhưng thân đao lạnh lẽo hiện lên huyết sắc diễm lệ, là huyết tinh chi khí nhiều loại khác không địch lại được. Phong ma đao, xong rồi, đây là phong ma đao sao? Có người sợ hãi kêu lên. Một trong những đao pháp khủng bố nhất Tôn gia gia truyền lại. Một khi thi triển thực lực sẽ tăng không chỉ một lần, đồng thời sẽ hoàn toàn đánh mất chính mình, lục thân bất nhận, trong mắt chỉ có đao và kẻ địch. Tất cả những người anh ta cảm ứng được sẽ bị giết chết. Không giết xong sẽ không dừng lại. Khi Tôn Vô Địch giết chết 18 người có cựu oán với Tôn gia, nghe nói thi triển phong ma đao, trong ngoài 18 gia tộc đó phàm là còn sống đều không thể chạy thoát, gà chó cũng không lưu, càng không nói đến người già và trẻ con, toàn bộ đều bị băm thây. Ai biết Mạc Phàm ép Tôn Vô Địch thi triển bộ đao pháp này. Lần này không chỉ Mạc Phàm sắp chết, bọn họ cũng phải chết theo. Tiểu tử, tự mày muốn tìm đường chết. Đừng lôi kéo chúng tao vào chứ. Có người quát Mạc Phàm. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, hắn hơi híp mắt nhìn Tôn Vô Địch một cái, trong chớp mắt thoải mái hơn, chẳng trách trên người Tôn Vô Địch mang theo một phần đao ý. Trong chuôi đao cổ đồng của Tôn Vô Địch có một loại đá tên là ma hồn thạch, loại đá này là ma bảo bình thường, ma tộc chết biến thành ma hồn. Hắn không ngờ trên địa cầu lại có đồ của ma tộc, thứ này luyện binh khí, có thể khiến binh khí càng sắc bén, cứng cỏi. Vết thương sẽ chảy máu liên tục, nếu không khắc ma văn không thể trở thành ma khí. Nhưng đao pháp Tôn Vô Địch tu luyện lấy máu người nuôi đao, lấy hồn dưỡng đao, máu và hồn khiến ma hồn thạch sống lại một phần ma linh, dần dần đao có được ma linh ma bảo. Tôn Vô Địch lấy hồn nuôi đao, đồng thời có thể đạt được chút đao ý trong đao. Luyện đao như vậy, không đợi anh ta đạt tới cảnh giới tiên thiên, sẽ trở thành ma đao con rối giết người, không có chút ý thức của mình. Nói là đao pháp phong ma, thực ra là nhập ma, để ma linh trong đao khống chế thân thể anh ta, phát huy toàn bộ ma tính ra, hiện giờ Tôn Vô Địch là như vậy. Chảm! Tôn Vô Địch thét lên, huyết sắc trên đại đao cổ đồng chớp lóe, chém xuống đao khí dài 2 trượng của Mạc Phàm. Rầm, một tiếng thật lớn, đao khí dài 2 trượng có vết rạn màu đỏ, đao khí lập tức nứt ra. Hai mắt màu đỏ của Tôn Vô Địch nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Lưỡi đỏ tươi liếm môi, cười hung dữ. Giết mày! Hồng quang chớp lóe trên huyết đao, xẹt qua một đường cong đẹp trong không trung, chém về phía đầu Mạc Phàm. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tôn Vô Địch một cái, hừ lạnh một tiếng. Hắn từng giết ma tộc rồi, một nhánh ma hồn cũng muốn mạo phạm hắn. Ngân quang chớp lóe trong đồng tử màu đen của hắn, toàn bộ đồng tử biến thành màu bạc như hợp kim, khí tức chôn vùi tất cả tỏa ra từ mắt hắn. Chấn ma. Hai chữ vang lên, hai đạo màu bạc mắt thường không thể thấy được dao động, như sấm điện bay về phía Tôn Vô Địch. Thân hình Tôn Vô Địch run lên, giống như bị sét đánh, bất luận là huyết đao trong tay hay huyết sắc trong mắt đều biến mất, trên mặt anh ta xuất hiện kinh hoàng. Tôi đây là...
Lúc này hẳn là anh ta rơi vào trạng thái nhập ma, sao tỉnh táo lại nhanh như vậy? Sao có thể như vậy? Anh ta còn chưa suy nghĩ cẩn thận, chỉ thấy cánh tay Mạc Phàm lại nâng lên, nhẹ nhàng lướt qua không khí. Đao khí hai trượng thành hình, nhanh chóng chém về phía Tôn Vô Địch. Sắc mặt Tôn Vô Địch thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, miễn cưỡng nâng đao ngăn cản. Két két, trường đao cổ đồng bị chém đứt ở giữa, Tôn Vô Địch cũng bị chém từ đầu tới cuối, máu tươi bay đầy trời, lục phủ ngũ tạng rơi đầy đất, nhuộm đỏ sân màu trắng, nhìn vô cùng chói mắt. Dầm, đao khí chém mạnh xuống sân. Núi vừa mới yên bình trở lại tiếp tục sóc này, mãi mới quay về yên bình, một vết thật sâu do đao dài hai trượng để lại xuất hiện, vô cùng ngay ngắn, có máu tươi trong đó. Một cao thủ giết 18 gia tộc, trong thời gian 3 giây bị hai đao chém giết, ngay cả phong ma đao nổi tiếng của Tôn gia cũng bị hóa giải, căn bản không có tác dụng gì trước mặt Mạc Phàm. Tôn Vô Địch vừa chết, tiếng quát của tiểu hồ ly truyền tới. Mộc đầu, cẩn thận. Mạc Phàm đánh chính diện với Tôn Vô Địch, kiếm đồng tiền ở phía sau lặng yên không tiếng động bay về phía tim Mạc Phàm, bạch quang chớp lóe đâm về phía tim hắn. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Trương Vấn Thiên một cái, vậy mà không trốn. Không ít người thấy Mạc Phàm giết Tôn Vô Địch, sợ bóng sợ gió một lát. Nếu Tôn Vô Địch không chết, bọn họ sẽ bị Tôn Vô Địch giết chết. Nhưng nhìn thấy Tiên Thiên Thông Bảo kiếm sau lưng Mạc Phàm, không ít người lập tức lắc đầu. Mạc Phàm muốn chết trong tay Trương Chân Nhân rồi. Trương Vấn Thiên nhếch miệng, lộ ra tươi cười đắc ý. Ông ta lựa chọn thời cơ rất tốt, lúc này Mạc Phàm muốn trốn cũng không trốn thoát. Cho dù Mạc Phàm là Hoành Luyện Tông Sư, bị Tiên Thiên Thông Bảo kiếm của ông ta đâm thủng tim, chết là chuyện sớm hay muộn. Còn Tôn Vô Địch, chết cũng không sao, chết một người ít đi một người đoạt bảo bối với ông ta. Giết tiểu tử này, ít nhất linh hồ trăm năm thuộc về bổn chân nhân rồi. Trương Vấn Thiên cười đắc y nói. Keng, tiếng kim khí va chạm nhau vang lên sau lưng Mạc Phàm. Mọi việc đều thuận lợi, Tiên Thiên Thông Bảo kiếm đâm vào người Mạc Phàm, giống như sàn nhà màu bạc, chỉ để lại dấu lõm sau đó bị bắn trở về. Mọi người xung quanh vốn sửng sốt, Tôn Vô Địch bị Mạc Phàm giết chết đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ, vậy mà Tiên Thiên Thông Bảo kiếm của Trương Vấn Thiên không có tác dụng với Mạc Phàm. Trương Vấn Thiên chớp chớp mắt, tươi cười trên mặt lập tức cứng ngắc. Có chuyện gì thế này? Tiên Thiên Thông Bảo kiếm của ông ta chỉ cần không phải vật tiên thiên, đều bị chém. Ông ta dùng thanh kiếm này chém không biết bao nhiêu người mạo phạm người của ông ta, trong đó có một Hoành Luyện Tông sư nổi tiếng ở Hoa Hạ, Thiết Y gia chủ Thiết gia Kim Trung Môn. Ngay cả Hoành Luyện Tông sư cũng bị chém, sao không chém được tiểu tử này? Chẳng lẽ thân thể tiểu tử này không phải hậu thiên chi thể, mà là tiên thiên đạo thể? Không có khả năng. Trương Vấn Thiên vội vàng lắc đầu. Linh khí trên địa cầu loãng như vậy, căn bản không có khả năng tồn tại tiên thiên đạo thể. Tiên Thiên Thông Bảo kiếm bị đẩy lùi, lúc này Mạc Phàm mới xoay người lại. Tiên Thiên Ngọc Cốt, không hổ có hai chữ tiên thiên. Nếu chỉ là Ngọc Cốt, một kiếm vừa rồi sẽ đâm xuyên qua tim hắn. Nhưng có tiên thiên chi khí hộ thể, pháp khí tiên thiên bình thường căn bản không làm gì được hắn. Có Tiên Thiên Ngọc Cốt này, hắn thi triển không khí kỹ trên Hỗn Nguyên Quyết vừa ý rất nhiều. Ông đã thích nghịch kiếm, vậy tôi cũng chơi kiếm với ông. Mạc Phàm nhìn Trương Vấn Thiên chăm chú lạnh lùng nói. Kiếm tới. Hắn quát lên, giọng nói như kinh lôi truyền đi rất xa. Cây quạt xuất hiện trong tay hắn, kiếm trong tay người luyện kiếm trên quạt sáng lên, kiếm khí như tú hoa châm bay ra, bay về phía Tiên Thiên Thông Bảo kiếm. Không đợi kiếm khí này đâm vào Tiên Thiên Thông Bảo kiếm, một giọng nói cứng cáp có lực truyền đến. Tiểu tử, cho dù cậu giết được Tôn Điên, cậu cho rằng thiên hạ vô địch à? Thử ngũ độc phiên của hoàng gia chúng tôi xem. Giọng nói này vừa vang lên, không cho mọi người cơ hội phản ứng kịp, ngũ độc tinh hồn mang theo khói độc ngũ sắc nồng đậm từ trên trời giáng xuống, rơi xuống người Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, tay nhanh chóng tạo hai pháp tuyệt, một pháp tuyệt rơi vào người Mộc Phong Nhạc. Một hào quang sáng lên chưa tới 1% giây, bao Mộc Phong Nhạc bên trong. Vận khí của Mạc Phàm không tốt như vậy, trong chớp mắt bị khói độc ngũ sắc bao phủ. Ngũ độc tinh hồn phát ra tiếng kêu kỳ lạ, bay lượn xung quanh Mạc Phàm, giống như hưng phấn và vui sướng. Nhìn thấy Mạc Phàm bị khói độc vây quanh, Hoàng Kình Thương và Trương Vấn Thiên đều cười. Thực lực của Mạc Phàm vượt xa tưởng tượng của bọn họ, Tôn Vô Địch không phải đối thủ của cậu ta,
tiên thiên thông bảo kiếm cũng không làm gì được cậu ta. Khó trách tiểu tử này giết người hoàng gia bọn họ, còn dám ở hoàng gia, không biết tiểu tử này ở lại hoàng gia có mục đích gì. Không ít người thở phào nhẹ nhõm một hơi, gần như tất cả mọi người đều nhìn Hoàng Kình Thương với vẻ kính sợ. Lúc này sao bọn họ vẫn không nhìn ra, Hoàng Kình Thương lợi hại hơn. Hoàng Tông Chủ uy võ, không có ông ra tay, có khả năng tôi không giết được tiểu tử này. Trương Vấn Thiên cảm thán. Trương Chân Nhân khiêm tốn rồi. Hoàng Kình Thương cười khiêm tốn, không che giấu vẻ đắc ý trong mắt. Hoành Luyện Tông Sư thì sao chứ, có thể ngăn cản tiên thiên thông bảo kiếm thì sao đây, không phải đều chết dưới ngũ độc phiên nhà bọn họ. Hoàng Kình Thương đắc ý một lát, kiêu ngạo liếc nhìn Mộc Phong Nhạc bên cạnh khói độc. Cậu là tiểu tử Mộc gia đúng không, cậu biết mục đích Phạm Nhất Trần tới hoàng gia chúng tôi là gì không, nói cho tôi biết, tôi sẽ cho cậu chết thoải mái chút. Giết người hoàng gia còn dám ở hoàng gia, chắc chắn có mục đích. Mắt Mộc Phong Nhạc mở to, mắt đảo liên tục, nước mắt gợn sóng bên trong. Anh ta từng nghe nói đến ngũ độc phiên của hoàng gia rồi, vừa rồi anh ta cho rằng mình sắp chết, ai biết Mạc Phàm thêm pháp thuật với anh ta, cứu anh ta một mạng, còn Mạc Phàm thì rơi vào trong khói độc. Anh ta xem như bị Mộc gia vứt bỏ, cơ bản là một phế vật, từng giúp hoàng gia tính kế Mạc gia, nhưng Mạc Phàm lại xả thân cứu anh ta. Chuyện này, anh ta không thể hiểu nổi. Tiểu tử, cậu không nghe thấy tôi nói chuyện với cậu sao, có phải cậu muốn nếm thử tư vị ngũ độc cắn tim như tiểu tử này đúng không? Hoàng Kình Thương thấy Mộc Phong Nhạc không trả lời, lông mày tuyết trắng nhíu lại, phẫn nộ hỏi, giọng như sư tử giống. Lúc này Mộc Phong Nhạc mới ngây ngốc quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Hoàng Kình Thương chăm chú. Ông giết tôi là được, tôi không biết gì cả. Anh ta và Mạc Phàm không tính là bạn, thậm chí bọn họ còn là kẻ thù. Nhưng Mạc Phàm cứu anh ta một mạng, anh ta phải trả Mạc Phàm một mạng. Nếu anh ta nói Phạm Nhất Trần là Mạc Phàm, cả Mạc gia sẽ bị Hoàng gia trả thù, dù sao cũng chết một lần, chết thì chết đi. Có thể biết được Tô Nhã Hân vẫn yêu anh ta từ chỗ Mạc Phàm, video clip trong tay Tiêu Dật Trần đều là giả, anh ta đến Hoàng gia một chuyến không vô ích. Cho dù không thể gặp mặt nói với Tô Nhã Hân, anh đã tin tưởng cô, vẫn yêu cô, cũng đáng, nhân sinh đâu thể hoàn mỹ như vậy, có chút khuyết điểm cũng được, kiếp sau bù lại, khà khà. Trên đầu Mộc Phong Nhạc có màn hào quang, vẻ mặt anh ta thoải mái đứng dậy, lúc này anh ta thấy cái chết không còn đáng sợ. Sống có gì vui, chết có gì buồn, hỉ nhạc sầu bi đều thuộc về bụi đất, lão bất tử hoàng gia, ông giết tôi đi, tôi chúc ông và trùng ngàn năm khiến người ta ghê tởm của hoàng gia ông sống lâu trăm tuổi. Mọi người sửng sốt, mấy phú thiếu có quan hệ không tệ với Mộc Phong Nhạc đều lắc đầu đầy tiếc hận. Mộc Phong Nhạc tự làm khổ mình làm gì, là một người chết đắc tội hoàng gia như vậy, chỉ sợ muốn chết cũng không dễ dàng. Hoàng Kình Thương nhíu mày, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Muốn chết không dễ như vậy, cậu không chịu nói cũng không sao, tôi có biện pháp khiến cậu mở miệng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một tiểu bối Mộc gia dám nói chuyện với ông ta như vậy, đúng là không biết mức độ, hoàng gia bọn họ có không ít phương pháp khiến người ta nói chuyện. Tôi sẽ không cho ông cơ hội hành hạ tôi. Mộc Phong Nhạc cười, lấy một con dao nhỏ bằng lòng bàn tay ra, trên chuôi đao khảm viên ngọc lục bảo. Đây là khi Tô Nhã Hân đi tham gia một show catwalk ở Damascus, mua bên đó về cho anh ta. Nghe nói thép Damascus là thép tốt nhất trên thế giới, chém sắt như chém bùn. Là lợi khí giết người. Anh ta luôn muốn dùng con dao này giết Tiêu Dật Trần, bây giờ không cần nữa. Anh ta chậm rãi rút dao ra, trên thân dao tràn đầy hoa vệ duy nhất của thép Damascus, dao phong mang tất lộ, nhìn khiến người ta sởn gai ốc. Tiểu tử, cậu dám, Trương Chân Nhân mau ngăn cậu ta lại, tôi muốn khiến tiểu tử này sống không bằng chết. Hoàng Kình Thương tức giận nói. Hai ngón tay Trương Vấn Thiên giơ lên. Tiên thiên thông bảo kiếm chém về phía Mộc Phong Nhạc. Dao đâm vào trái tim nhanh như vậy, hẳn là không quá đau đớn. Mộc Phong Nhạc không thèm quan tâm lý lẽ, cười để mũi dao ở ngực, muốn tự sát. Tiên thiên thông bảo kiếm của Trương Vấn Thiên bay đến bên ngoài màn hào quang trên người Mộc Phong Nhạc, một giọng nói lạnh lùng truyền từ bên cạnh đến. Dao của anh quá mỏng quá ngắn, đâm xuống sẽ không chết ngay được, ở chỗ tôi có cái đao tốt hơn anh muốn thử một lần không? Đảm bảo đâm một đao xuống, sẽ lập tức chết ngay. Vẻ mặt Mộc Phong Nhạc sửng sốt, quay đầu nhìn Mạc Phàm trong khói độc.
Anh ta nghe giọng nói này nhiều lần như vậy, sao có thể không biết là ai, ngoại trừ Mạc Phàm ra còn có ai? Không chỉ an ta, mọi người ở đây đều khiếp sợ, nhìn về phía khói độc với vẻ khó tin. Không chết sao? Ngũ độc phiên này đã phá hủy một tiểu trấn trăm năm. Cho dù Mạc Phàm là Hoành Luyện tông sư, cũng không có đạo lý không chết. Nhưng Mạc Phàm lại không chết. Mau nhìn, khói độc nhỏ đi rồi. Không biết ai kêu lên một tiếng, mọi người đều quay lại nhìn. Chỉ thấy ngũ độc tinh hồn bay lượn bên ngoài khói độc kêu lên quái dị, bị lực lượng vô hình kéo vào trong khói độc nhanh chóng thu nhỏ lại mắt thường có thể thấy được. Chỉ chưa đầy hút xong điếu thuốc, trong khói độc lộ ra bóng dáng Mạc Phàm. Một tay hắn cầm quạt, một tay vươn ra, năm hạt châu màu sắc khác nhau bay trên tay hắn, khói độc ngũ sắc nhanh chóng bị năm hạt châu này phân chia, hấp thu. Đợi khói độc chui hết vào trong, hắn quát một tiếng. Ngưng! Hào quang lóe lên trên hạt châu ngũ sắc, từng cái đều như bảo thạch, bên trong có các hư ảnh của rắn, bò cạp. Hào quang trên hạt châu thu lại, rơi vào tay Mạc Phàm. Leng keng, Mộc Phong Nhạc nhìn thoáng qua Mạc Phàm bình yên vô sự, đao đa ma cút rơi xuống đất, phát ra âm thanh êm tai. Mạc tiên sinh, cậu không sao chứ? Mạc Phàm lạnh lùng liếc Mộc Phong Nhạc một cái, không để ý đến Mộc Phong Nhạc, thu năm hạt châu vào trong nhẫn chữ vật. Vẻ mặt Hoàng Kình Thương là không tin, ngũ độc phiên của hoàng gia bọn họ lại bị tên này phá, tiểu tử này không trúng một chút độc nào. Ông ta ném ngũ độc phiên lên không trung, muốn thu ngũ độc phiên lại. Lạch cạch, ngũ độc phiên rơi xuống đất, không có một chút phản ứng. Hoàng Kình Thương nhìn chăm chú, trên ngũ độc phiên vốn có ngũ độc, bây giờ chỉ còn lại lá cờ nhỏ màu vàng. Không chỉ sắc mặt Hoàng Kình Thương thay đổi, vẻ mặt mọi người ở đây đều khiếp sợ. Ngũ độc phiên hoàng đế ngự tứ lại bị người ta phá dễ như vậy, người này còn là một đứa con nít. Tiểu tử, sao cậu dám hủy ngũ độc phiên của hoàng gia chúng tôi? Hai mắt Hoàng Kình Thương như muốn phun lửa, phẫn nộ nói. Vật báu bị phá hủy, ông ta có thể không tức sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, trên mặt đều là khinh thường. Chơi độc với y tiên bất tử hắn, giống như nghịch đại đao trước mặt quan công, có khác gì ở trước mặt lão tử xưng lão tử? Không biết tự lượng sức mình. Chỉ là ngũ độc phiên còn muốn giết hắn, hắn có thể nghĩ ra ngàn biện pháp phá giải. Hắn không để ý đến Hoàng Kình Thương, mà nhìn thoáng qua Trương Vấn Thiên. Ông vừa đâm tôi một kiếm, ông còn nợ tôi một kiếm. Ngón tay hắn vẽ trên không trung. Vèo một tiếng, kiếm khí như tú hoa châm bay về phía Trương Vấn Thiên. Không đợi Trương Vấn Thiên phản ứng kịp, kiếm khí thiên thiên đã bay qua mi tâm Trương Vấn Thiên. Bay ra sau đầu, mang theo giọt máu tươi quay về cây quạt trong tay Mạc Phàm, vẽ lên chuôi kiếm chút huyết khí. Sau đầu Trương Vấn Thiên có một cái lỗ, mắt ông ta mở to, huyết sắc hiện lên từ đáy mắt ông ta, thần quang trong mắt nhanh chóng biến mất phịch. Sau tôn vô địch, Trương Vấn Thiên thiên cơ chân nhân ngã xuống đất, huyết dịch chảy từ sau đầu ông ta ra, không còn hơi thở. Mạc Phàm nắm lấy tiên thiên thông bảo kiếm vô chủ, cho vào trong nhẫn chữ vật. Lúc này hắn rời mắt nhìn Hoàng Kình Thương và đám người hoàng gia. Mắt hắn nheo lại, sát khí tỏa từ người hắn ra, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm đi nhiều. Không phải các người muốn biết mục đích tôi tới đây sao, tôi nói cho các người biết. Hoàng Kình Thương và đám người hoàng gia phía sau ông ta nhíu mày, trong lòng không ít người có dự cảm không tốt, nhất là Hoàng Kình Thương, sắc mặt vô cùng khó coi. Tiểu tử này giết người hoàng gia, còn dám tham gia hội giao dịch. Chắc chắn không chỉ vì đồ trong hội giao dịch. Tiểu tử, cậu tới hoàng gia chúng tôi vì chuyện gì? Hoàng gia tôi không oán không thù với cậu, hẳn là cậu muốn diệt hoàng gia chúng tôi đúng không? Hoàng Kình Thương trầm giọng hỏi. Nếu là người bình thường dám đến tổ địa hoàng gia bọn họ, muốn diệt hoàng gia bọn họ, ông ta chỉ cười ha ha, có lẽ không cần ông ta ra tay, người này sẽ chết. Nhưng tiểu tử trước mặt thì khác. Bất luận là Trương Vấn Thiên hay Tôn Vô Địch đều có thực lực giết chết cao thủ cảnh giới tiên thiên, không chỉ không làm gì được tiểu tử này, còn bị giết chết, giống như uống nước lạnh. Xem ra tiểu tử này không chỉ là Hoành Luyện tông sư đơn giản như vậy, rất có khả năng là chân nhân trình độ pháp thuật thông thần. Hoành Luyện tông sư đã đủ đáng sợ, thân thể đao thương bất nhập, pháp khí khó địch nổi, chỉ có thuật pháp mới có thể khắc chế. Nếu tiểu tử này là chân nhân... Chân nhân hoàn mỹ bù lại khuyết điểm của Hoành Luyện tông sư. Người như vậy, chỉ sợ không có mấy người, tuyệt đối không phải người bọn họ dễ đối phó,
muốn diệt hoàng gia bọn họ cũng không phải không có khả năng. Không oán không cừu. Mạc Phàm cười lạnh lùng, một tay hắn lướt qua mặt, lộ ra khuôn mặt thật của hắn. Pháp thuật này tên là Huyễn Dung thuật, người quen hắn nhìn thấy hắn, liếc mắt một cái là nhận ra, bởi vì tướng mạo hắn không có gì thay đổi, ví dụ như Lỗ Lão Hổ và Mộc Phong Nhạc thuộc loại này. Người chưa từng gặp hắn, không chỉ nhìn thấy dáng vẻ khác của hắn, ngay cả giọng nói cũng biến đổi. Trừ phi Mạc Phàm muốn cho bọn họ nhìn thấy, nếu không bọn họ không nhìn ra. Hơn nữa mỗi người nhìn và nghe hắn khác nhau. Nói cách khác, sao người hoàng gia lại không nhận ra hắn? Cậu là Mạc Phàm Đông Hải, cậu dám tới Tấn Châu Hoa Bắc chúng tôi. Trong đám người hoàng gia, có người từng xem qua tài liệu về Mạc Phàm, lập tức nhận ra hắn, vô cùng khiếp sợ nói. Mạc Phàm mộc hóa hoàng đào nhiên, lại giết hoàng thiếu thiên, bọn họ không tìm Mạc Phàm gây phiền phức, Mạc Phàm lại tự mình tới đây. Tôi đã nói rồi. Không cần các người đi tìm, tôi sẽ tự tìm các người. Mạc Phàm lạnh lùng nói. À, lời này vừa vang lên, không ít người hít vào một hơi khí lạnh, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khác thường. Cho dù nơi này là Tấn Châu Hoa Bắc, cũng có không ít người biết Mạc Phàm. Bác sĩ chữa khỏi Super Sơ, bác sĩ chữa khỏi ung thư. Nhưng ai cũng không ngờ tới, thần y Mạc Phàm nổi tiếng ở Đông Hải lại có tu vi này, giết tôn vô địch. Diệt Trương Vấn Thiên, ngay cả hoàng gia cũng e ngại vài phần. Không có khả năng, sao Mạc Phàm lại có tu vi như vậy? Hoàng Kình Thương lắc đầu không tin lắm, nói. Mạc Phàm 16, 17 tuổi có thể giải trừ bệnh truyền nhiễm, chữa ung thư, y thuật này đã khá lắm rồi, bác sĩ khác chăm chỉ học tập cả đời cũng không làm được. Mạc Phàm ngoại trừ nghiên cứu y thuật, còn có thời gian tu luyện đến hoành luyện tông sư, tu luyện pháp thuật đến cảnh giới chân nhân. So với Mạc Phàm, tôi càng thích người khác gọi tôi là Mạc Đại Sư. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái gì? Gần như tất cả mọi người lại khiếp sợ, Mạc Đại Sư đánh bại tên cuồng đồ nước ngoài và Mạc Phàm là một người. Trước đây có người suy đoán như vậy, rất nhanh bị đa số mọi người phủ quyết. So với Mạc Phàm và Mạc Đại Sư là một người, rất nhiều người nguyện ý tin tưởng hai người là cha con hay thầy trò. Nhưng quả nhiên hai người lại là một. Nếu đây là sự thật, mọi chuyện sẽ dễ lý giải hơn nhiều. Lúc này, trong đám người sắc mặt Hoa Thiên Tinh rất khó coi, hai chân không tự chủ được run rẩy, người bọn họ trêu chọc tối qua lại là Mạc Phàm Mạc Đại Sư. Trên mặt Chu Hoa càng không có một chút huyết sắc, còn trắng bệch hơn ăn đồ thừa nôn như điên tối qua, hai chân run lên ngã xuống đất. May mà Mạc Phàm không chấp nhặt với bọn họ, nếu không không biết bọn họ sẽ chết như thế nào. Dù vậy, sợ hãi giống như một vùng u ám xuất hiện trong lòng bọn họ. Hoàng Kình Thương và đám người hoàng gia, sắc mặt lại càng âm trầm hơn, gần như có thể vặn ra nước. Mạc Phàm bọn họ đắc tội, lại là Mạc Đại Sư. Hoàng Vân Long tối qua vẫn luôn hò hét muốn giết Mạc Phàm, lúc này cũng vô cùng thành thật, không dám nói một chữ. Rất lâu sau, Hoàng Kình Thương mở miệng nói. Mạc Đại Sư, cậu giết ba người hoàng gia chúng tôi. Hoàng gia chúng tôi không làm gì cậu, cậu còn muốn thế nào nữa? Mạc Phàm cười ha ha, lắc đầu. Không phải hoàng gia không làm gì hắn, mà là hoàng gia làm gì hắn, nhưng không làm được gì. Nếu không phải hắn vạch trần lời nói dối của Hoàng Đào Nhiên, có khả năng hắn không là bác sĩ giải trừ bệnh dịch, bây giờ đang ở trong tù. Nếu không phải hắn giải trừ tử mẫu cổ trên người cha, cổ độc trên người cha đã phát tác, bị hành hạ đến chết, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Không làm được gì. Nếu không phải hắn có đủ thực lực, bên hồ sau khi kết thúc hội giao dịch nhỏ, hắn và Mộc Phong Nhạc đã chết dưới tay hoàng gia. Nếu vừa rồi hắn không lợi hại, không biết hắn sẽ chết trong tay tôn vô địch, Trương Vấn Thiên hay hoàng gia, người nhà hắn chỉ có thể đi tha hương, trốn tránh hoàng gia đuổi giết. Ông chắc chắn hoàng gia không làm gì Mạc gia chúng tôi. Mạc Phàm trầm giọng hỏi. Hoàng Kình Thương nhíu chặt mày, khuôn mặt đỏ bừng như bị tát. Mạc gia và hoàng gia xảy ra chuyện này, sao ông ta có thể không biết chân tướng? Lão Phu thừa nhận, quả thật hoàng gia chúng tôi ra tay với người nhà Mạc Đại Sư, nhưng không phải bây giờ người nhà Mạc Đại Sư đều bình yên vô sự, còn hoàng gia chúng tôi lại mất ba mạng, có phải Mạc Đại Sư nên thu tay lại không? Nếu Mạc Đại Sư đồng ý bỏ qua cho hoàng gia chúng tôi nguyện ý làm đồng minh vĩnh viễn với Mạc Đại Sư. Đồng minh? Mạc Phàm cười khinh thường. Đừng nói là đồng minh, cả hoàng gia trở thành nô lệ của hắn,
hắn cũng không cần. Các người nghĩ hay quá nhỉ? Mạc Phàm cười hỏi. Chẳng lẽ Mạc Đại Sư cho rằng có thể diệt Hoàng gia chúng tôi? Hoàng Kình Thương hơi híp mắt lại, trầm giọng hỏi. Quả thật Mạc Đại Sư rất lợi hại, nhưng Hoàng gia bọn họ cũng không phải quả hồng mềm mặc người ta nắn bóp. Tông chủ, đừng để ý tiểu tử này vừa vận dụng nhiều pháp lực như vậy, chắc chắn không còn dư nhiều tinh lực, chúng ta cùng giết tiểu tử này, lấy lại uy nghiêm của Hoàng gia chúng ta. Một lão giả mặt đỏ bừng đầy sát khí nói. Đại ca, Mạc Đại Sư thì sao chứ, dám hung hãn ở tổ địa Hoàng gia chúng ta, để cậu ta một đi không trở về đi. Vẻ mặt Hoàng Kình Khôn âm u nói. Hoàng Kình Khôn nói xong nhìn lướt qua người tham gia hội giao dịch. Các vị tới tham gia hội giao dịch hôm nay, nếu các vị nguyện ý cùng giết tiểu tử này với chúng tôi, Hoàng gia chúng tôi không chỉ kết đồng minh vĩnh viễn với các vị, còn chia cho các vị bảo vật lấy trên người tiểu tử này. Hoàng Kình Khôn vừa nói xong, vẻ mặt không ít người thay đổi. Mạc Đại Sư lợi hại đến mấy, cũng có lúc kiệt lực. Hoàng Kình Thương nhướng mày, nhìn Mạc Phàm chăm chú hỏi một câu như xác nhận. Mạc Đại Sư, cậu chắc chắn muốn là địch với Hoàng gia chúng tôi sao? Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Mục đích tôi tới hôm nay chính là diệt Hoàng gia các ông. Giọng điệu Mạc Phàm nói chắc như đinh đóng cột, khiến không ít người hít thở không thông. Hoàng gia truyền thừa ngàn năm, Mạc Phàm là một đứa bé 16 tuổi, vậy mà nói diệt là diệt, không có bất luận thương lượng đường sống gì, giống như diệt Hoàng gia không khác nhổ cỏ, sắc mặt Hoàng Kình Thương trầm xuống như bão táp trên bầu trời. Lửa giận hừng hực thiêu đốt trong mắt ông ta, bất chợt âm lệ thay thế vào đó. Bọn họ đường đường là Hoàng gia, ngàn năm qua có khi nào bọn họ bị đè ép như vậy, cho dù là thời cổ Hoàng đế muốn diệt Hoàng gia bọn họ, chưa thành công lần nào. Lần này lại bị một đứa bé 16 tuổi làm không có lực đánh trả. Mạc Phàm cậu vì tranh đoạt công lao giải trừ bệnh truyền nhiễm, thi triển yêu thuật với đệ tử Hoàng gia chúng tôi, đệ tử Hoàng gia chúng tôi đến Đông Hải tìm cậu lấy công đạo, cậu giết chết đệ tử Hoàng gia tôi, bây giờ cậu lại tới tổ địa Hoàng gia giết đệ tử Hoàng gia, muốn diệt Hoàng gia tôi, cậu đã cố chấp như vậy, vậy chúng tôi chỉ có thể mời các vị đạo hữu và Hoàng gia tôi liều chết với cậu. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Tông chủ Hoàng gia Đông Y thế gia ngàn năm này không có y thuật gì, trái lại hắt nước đục là nhất. Thực ra ông còn nói thiếu một chuyện. Chuyện gì? Hoàng Kình Thương nhướng mày, hỏi. Mạc Phàm có nhiều ân oán với Hoàng gia bọn họ như vậy, chắc không còn chuyện gì khác nữa. Hơn một tuần trước, tôi diệt 35 cứ điểm Nam Phái ở Bắc Xuyên, 36 đường chủ đều là thành viên của huyết độc Hoàng gia ông có thể thêm chuyện này vào. Mạc Phàm nói. Những lời này như một quả bom hạng nặng rơi xuống sân, dẫn tới sóng to gió lớn. Chuyện 35 cứ điểm Nam Phái bị diệt, gần đây luôn được chiếu trên TV, đã là tin tức lớn nhất gần đây, gần như không ai không biết. Chuyện này được xưng là vụ án lừa bán trẻ em lớn nhất, có trên vạn đứa bé được cứu ra. Trên TV có quay những đứa bé tàn tật vô cùng đáng thương, cùng với hoàn cảnh cuộc sống tồi tệ của bọn chúng, làm không ít cha mẹ giận dữ. Đợi lệnh phán tử hình những tên xúc sinh kia. Trên TV không đưa tin là ai diệt 35 cứ điểm Nam Phái, không ngờ chuyện này do Mạc Phàm làm, càng không ngờ là 36 đường chủ Nam Phái này đều là người Hoàng gia. Hoàng gia ngàn năm, vậy mà làm chuyện như vậy. Loại chuyện này không bị vạch trần còn chưa tính, một khi điều tra ra sẽ có tai họa sau này. Sắc mặt đám người Hoàng gia âm u, trong mắt lại có thêm vài phần lửa giận. Bọn họ luôn điều tra là ai diệt huyết độc bồi dưỡng nhiều năm của Hoàng gia bọn họ, không ngờ cũng là Mạc Phàm. Chuyện này thì thôi đi, còn bị Mạc Phàm vạch trần trước mặt mọi người. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt Hoàng Kình Thương khôi phục như thường. Mạc Phàm, cậu đừng ngậm máu phun người, sao Hoàng gia chúng tôi có liên quan đến những tên xấu xa Nam Phái đó? 36 người kia là người Hoàng gia bọn họ, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Mạc Phàm cười. Không trông mong Hoàng gia sẽ thừa nhận. Cho tới bây giờ người say rượu không nói mình uống rượu, người Hoàng gia sẽ không thừa nhận mặt không bằng cầm thú của bọn họ. Không thừa nhận cũng không sao, hôm nay tôi đều muốn diệt Hoàng gia ông, bắt đầu từ ông trước đi. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, kiếm trong cây quạt khiến người ta phát lạnh xuất hiện. Một tay hắn cầm kiếm, áo đung đưa, tóc không gió mà bay, đi đến chỗ Hoàng Kình Thương, bộ dạng uy phong lẫm liệt, như một kiếm thần. Mạc Phàm, cậu cho rằng cậu giết Tôn Vô Địch và Tôn Vô Địch,
Tôi sẽ sợ cậu sao, cậu không nhìn xem đây là nơi nào. Hoàng Kình Thương tức giận nói. Ông ta lấy một thứ như tỷ ấn trong túi ra, bạch ngọc tứ phương, bên trên khắc một con kỳ lân, xung quanh được điện quang bao quanh, trông rất sống động. Tỷ ấn giống như lâu năm, bên trên tràn đầy vết rạn, giống như có thể nứt ra bất cứ lúc nào. Vạn lôi ấn. Vừa lấy tỷ ấn này ra, mắt không ít người hoàng gia sáng lên, trên khuôn mặt tràn đầy lửa giận lộ ra kích động. Vạn lôi ấn này là then chốt khống chế trận pháp ở tổ địa hoàng gia, ngoại trừ khống chế phòng hộ trận pháp trên núi ra, cũng có khả năng kích hoạt trận pháp tấn công tên là vạn lôi diệt thế ở đây, dẫn vạn đạo cửu thiên lôi giáng xuống mặt đất, chống lại kẻ địch mạnh. Vạn lôi ấn, cũng vì đây mà gọi tên này. Trong lịch sử hoàng gia, chỉ kích hoạt vạn lôi diệt thế một lần. Lúc ấy là một vị bác sĩ hoàng gia sắc đảm che trời nhìn chúng phi tử của hoàng thượng, phi tử kia cô đơn khó nhịn, ngầm có tư tình với ngự y hoàng gia, ăn nằm với nhau, còn bị hoàng đế bắt gian tại trận. Hoàng đế ra lệnh cho quốc sư lập tức mang thiên quân vạn mã đến dưới chân núi hoàng gia, muốn tiêu diệt cửu tộc hoàng gia. Lúc ấy người có thể được làm quốc sư, tuyệt đối là đạo gia hay Phật giáo tu vi vô cùng cao thâm, ít nhất cũng trước chân nhân, phá được vân vụ đại trận trên núi rồi lên núi. Hoàng gia mở vạn lôi ấn, vạn đạo thiên lôi đánh xuống. Mấy ngàn nhân mã chỉ có mình quốc sư chạy thoát trở về, chưa được vài ngày quốc vương sư cũng trọng thương mà chết. Chuyện này không giải quyết được gì, hoàng gia cũng lánh đời trên trăm năm, mãi đến khi thay đổi triều đại mới xuất thế. Vạn lôi ấn này mở, tiểu tử kia sẽ chết không thể nghi ngờ. Có đệ tử hoàng gia tự tin nói. Tông chủ, nhanh cởi vạn lôi ấn ra, làm cậu ta hồn phi phách tán. Một lão giả hoàng gia tức giận nói. Sơn ấn. Mạc Phàm nhìn lướt qua tỷ ấn trên tay Hoàng Kình Thương, thản nhiên nói. Thứ này như trấn sơn phù của hắn, đều là pháp khí khống chế hộ sơn đại trận. Mạc Phàm, nếu cậu nhận ra sơn ấn này, chắc chắn biết sự lợi hại của nó, bây giờ cậu quỳ xuống xin lỗi hoàng gia chúng tôi, thề vĩnh viễn không là địch với hoàng gia, tôi có thể không so đo chuyện lúc trước cậu làm, tha cho cậu một mạng. Hoàng Kình Thương cầm sơn ấn, trầm giọng kêu lên. Vạn lôi ấn này lưu truyền ngàn năm ở hoàng gia, sớm không chịu nổi sử dụng nữa, cố gắng dùng lần nữa sẽ bị nghiền nát, hoàng gia bọn họ không còn biện pháp sử dụng trận pháp trên ngọn núi này. Nếu không phải vì bất đắc dĩ, ông ta tuyệt đối không muốn sử dụng vạn lôi ấn này. Khi nói chuyện, miệng ông ta niệm thần chú, tạo pháp ấn đánh vào trong vạn lôi ấn. Vù vù, cuồng phong thổi tới. Bầu trời vốn vô cùng sáng sủa, nơi cách đỉnh đầu bọn họ 10 mét xuất hiện mây đen dày đặc, sắc trời cũng tối dần theo. Trong mây đen, từng đạo lôi quang nuốt nhả bất định, chớp lóe nhấp nháy, làm tim người ta đập nhanh và cảm giác áp lực mãnh liệt giáng xuống sân. Người tham gia hội giao dịch cảm thấy trời tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn mây đen trên đỉnh đầu, gần như vẻ mặt mọi người đều ngẩn ra, thân thể run rẩy. Bởi vì lôi vân thật sự quá gần, chỉ cao bằng nhà 3-4 tầng. Lông không ít người dựng thẳng về trước, trong chớp mắt da gà nổi toàn thân. Hoàng Tông Chủ, ông có ý gì đây, ân oán giữa các người, vì sao phải kéo những người không liên quan là chúng tôi vào? Một người trong đó nói, người tham gia hội giao dịch đều có thân phận không tầm thường, có không ít người biết vạn lôi ấn của Hoàng gia. Lôi vân này không chỉ vây quanh mình Mạc Phàm, còn bao trùm tất cả những người tham gia hội giao dịch, rõ ràng không muốn bỏ qua cho bọn họ. Chư vị, tôi chỉ có thể nói một câu thật xin lỗi với mọi người, Mạc Phàm một lòng muốn diệt hoàng gia tôi chỉ liều mạng đánh cược, muốn trách thì trách Mạc Phàm đi. Hoàng Kình Thương giả mù sa mưa nói, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Nếu những người này đều biết 35 cứ điểm Nam Phái là quân cờ hoàng gia bọn họ xếp vào, vậy thì ở lại hết đi. Hoàng Kình Thương, rõ ràng là ông muốn giết người diệt khẩu. Có người phẫn nộ nói. Hoàng Kình Thương cười lạnh lùng không để ý đến, đã bị ép đến mức này, ông ta bất chấp tất cả, giết Mạc Phàm chuyện gì cũng có thể giải quyết. Mạc Phàm, cậu phải nghĩ thật kỹ, nếu cậu không đồng ý với điều kiện của tôi, những người này sẽ chết cùng với cậu. Mạc Phàm nhíu mày, Hoàng Kình Thương dùng mạng những người này uy hiếp hắn. Lam quang hiện lên trong mắt hắn, hắn liếc nhìn lôi vân trên bầu trời, cười lạnh lùng, sát khí trên người lại nặng vài phần. Chỉ dựa vào loại sấm chớp này, cũng muốn uy hiếp tôi, tuy khi tôi là đứa bé 3 tuổi không có chơi sấm chớp, nhưng tôi sẽ dạy ông chơi thế nào. 10 ngón tay Mạc Phàm nhảy múa vô cùng thuần thục,
Chú ngữ khó hiểu truyền từ miệng hắn ra, chín pháp ấn màu bạc hành văn liền mạch lưu loát bay về phía bầu trời trong chớp mắt bay vào trong lôi vân trên bầu trời. Hoàng Kình Thương nhìn mấy pháp ấn của Mạc Phàm đánh vào trong lôi vân, hơi sững sờ. Nhưng thấy lôi vân không có bất luận phản ứng gì, khóe miệng ông ta lập tức nhếch lên, cười khinh thường. Bọn họ chưa từng bỏ qua chuyện nghiên cứu vạn lôi diệt thế trận này, một khi nghiên cứu thành công, có thể không hạn chế vạn lôi diệt thế trận kích hoạt. Vì thế bọn họ còn thỉnh giáo thiên sư đạo am hiểu lôi pháp chính là một trong thơ ngũ tuyệt của thiên sư đạo, đâu có thể dạy người ngoài dễ dàng. Hoàng gia bọn họ bế môn tạo sang nghiên cứu ngàn năm cũng không được, một tên tiểu tử như Mạc Phàm thì chơi gì, đùa giỡn gì thế. Đừng giả thần giả quỷ nữa, tôi thấy cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cậu đã khăng khăng cố chấp như thế, để tôi dùng lôi pháp giáo huấn cậu một chút. Hai mắt ông ta nén giận, một pháp ấn đánh vào trong vạn lôi ấn, hai ngón tay chỉ Mạc Phàm ở phía xa, miệng thầm quát một tiếng. Tật, bùm, một tiếng thật lớn. Một đạo điện quang to bằng cánh tay trên bầu trời, không ngừng phân nhánh trong không trung, đánh xuống đầu Mạc Phàm. Tuy hoàng gia bọn họ chưa nghiên cứu sâu vạn lôi thế diệt, nhưng sử dụng một chút uy lực tiểu lôi pháp, không đến mức pháp thuật vạn lôi ấn vỡ nát. Nhìn lôi quang đánh xuống, lúc này đám người hoàng gia mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhau cười, Mạc Phàm vừa nói nghiêm túc như thế, giống như thật sự sẽ xua lôi. Nếu Mạc Phàm xua lôi, vì sao lôi này lại nghe theo pháp ấn của tông chủ bọn họ? Tiểu tử, không phải cậu muốn dạy tông pháp cho tông chủ chúng tôi sao? Cậu dạy đi, không phải cậu dạy tông chủ chúng tôi bị sét đánh như thế nào đấy chứ? Hoàng Vân Long nói đầy trào phúng. Người hoàng gia khác, bao gồm cả Hoàng Kình Thương đều nhếch miệng, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Lôi này ngay cả quỷ thần đều có thể diệt, khi sắt thép bị đánh chúng sẽ sản sinh nhiệt độ cao hóa thành chất lỏng. Càng không nói đến thân thể phàm thai. Xem tiểu tử này có chết hay không. Những người xung quanh nhìn lôi quang như con rắn dương nanh múa vuốt, da đầu run lên, trong mắt đều là khủng bố. Lần này chắc chắn Mạc Phàm sẽ mất mạng. Mạc Phàm nhìn lướt qua bầu trời, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, chỉ vươn một ngón tay ra, nói một chữ. Ngừng. Đạo lôi điện chỉ xẹt một cái, còn chưa có bùm đã dừng lại, như định thân pháp, bị cố định giữa không trung. Mọi người ở đây mắt mở to, che miệng, sửng sốt. Chuyện này, có thể cố định người di chuyển, chuyện này rất bình thường. Cố định lôi điện hữu hình vô tướng gì đó, trái lại không có khả năng. Mạc Phàm nhìn lướt qua Hoàng Vân Long, sát khí trên người người này rất nặng, không giết mấy trăm mạng người không có khả năng sát khí nặng như thế, ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt hắn. Muốn học lôi pháp phải giao học phí, là ông rồi. Đi. Ngón tay Mạc Phàm chỉ Hoàng Vân Long phía xa. Lôi điện bị cố định trên bầu trời lập tức như con ngựa hoang thoát cương, như dã thú sổ lồng, lao nhanh về phía Hoàng Vân Long. Bùm một tiếng, lôi điện đánh xuống đầu ông ta. Thân hình Hoàng Vân Long run lên, tóc bị đốt trụi, mùi khét tỏa ra từ người ông ta. Phịch, Hoàng Vân Long ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, mắt dần mất đi ánh sáng. Ông còn học không? Mạc Phàm hỏi Hoàng Kình Thương. Vẻ mặt Hoàng Kình Thương ngẩn ra, trong chớp mắt vẻ phẫn nộ xuất hiện trên mặt ông ta, khiến gương mặt ông ta trở nên hung dữ. Tiểu tử, mày giết cháu nội tao, lại diệt con tao, tao phải giết mày. Ông ta niệm thần chú, đánh tất cả pháp lực vào trong vạn lôi ấn. Ông ta không tin Mạc Phàm có thể khống chế một đạo tia chớp của ông ta, còn khống chế được vạn lôi ấn. Cho dù liều mạng không cần vạn lôi ấn, cũng phải giết Mạc Phàm. Lôi vạn. Ông ta nổi giận thét lên một tiếng. Vạn lôi ấn lập tức tỏa ra hào quang, một trận cuồng phong đánh tới, mây đen trên bầu trời tản ra, thay vào đó là một tầng lôi quang như thủy ngân phía dưới mây đen. Khí tức chôn vùi nồng đậm lập tức như bàn tay to, nắm chặt lấy trái tim của mọi người, làm cho người ta rất khó chịu. Lôi vũ. Hoàng Kình Thương nghiến răng nói ra hai chữ. Trời giống như sập xuống, tiến đến điểm cuối, lôi như mưa đánh xuống, kéo dài. Phân nhánh trong không trung. Xẹt, xẹt tiếng đan chéo vào nhau, chôn vùi toàn bộ. Rất nhiều người từng thấy sấm chớp, nhưng ai thấy lôi điện như nước. Bị lôi điện như vậy đánh xuống, ai có thể tránh được, không trốn được ngay cả cản cũng không còn. Sợ hãi trước nay chưa từng có bao phủ mọi người, không ít người muốn chạy trốn, thậm chí nhảy xuống biển mây cũng được, nhưng hai chân như cắm rễ trên đất, căn bản không nhúc nhích.
Mạc tiên sinh, chuyện này. Mộc Phong Nhạc cũng biến sắc. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Ha ha, còn phải giao học phí, lần này tôi muốn hàng ổ hoàng gia ông. Tâm niệm hắn khẽ động, thu quạt vào trong nhẫn. Tinh quang trong mắt chớp lóe, năm lôi điện hình dạng ấn ký xuất hiện trên tay, tim, mi tâm, giữa ngực và đan điền bụng của hắn. Năm ấn ký tỏa ra màu bạc, hai tay hắn dùng lực đẩy, như trợ giúp. Đi! Một chữ vang lên, trời trở nên sáng hơn, bầu trời quang đãng. Cảm giác áp lực, tim đập nhanh, khó thở lúc trước biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là thoải mái như kiếp hậu gặp sinh, tất cả mọi người dưới lôi vân đều hít sâu một hơi. Có người gan lớn nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, đâu còn lôi vân. Bọn họ chưa làm rõ đây là tình huống gì. Nổ tung ngập trời truyền từ cung bạch thạch đến, lôi quang như mưa, nổ dày đặc ở cung bạch thạch. Rắc rắc, rầm rầm, âm thanh điếc tai nhức óc vang lên, khiến lỗ tai người ta mất đi thính giác, chìm vào trong âm thanh. Sơn thể giống như lung lay dữ dội vì bị động đất, kình phong vô cùng bá đạo tàn sát bừa bãi xung quanh. Trên đài, tất cả những người không có tu vi bị thổi ngã xuống đất, cách vách núi đen tương đối gần, kêu thảm một tiếng biến mất trong biển mây. Những người không ngã xuống thì sợ hãi rụt rè, toàn thân run rẩy. Gần như trong lòng mọi người đều xuất hiện hai chữ. Đáng sợ. Đợi núi yên bình lại, không ít người nhìn về phía cung bạch thạch. Cung bạch thạch sừng sững ngàn năm của hoàng gia, hóa thành một đống hoang tàn dưới lôi quang, khắp nơi đều là tường đổ, khói đen tỏa ra. Không chỉ như vậy. Theo lôi quang đánh xuống, cuối cùng vạn lôi ấn trong tay Hoàng Kình Thương không chịu nổi sức mạnh, vết rạn mở rộng ra. Dầm một tiếng, hóa thành tảng đá màu sạm đi. Mặt tất cả những người hoàng gia ở đây đều xám như cho tàn, trong mắt đều là tuyệt vọng. Ngũ độc phiên của hoàng gia bị Mạc Phàm phá đi, ngay cả vạn lôi ấn cũng nghe theo Mạc Phàm triệu hoán. Đây là chuyện người có thể làm được sao? Vạn lôi diệt thế không có cách nào đối phó Mạc Phàm, bọn họ còn biện pháp khác sao? Hoàng Kình Thương há to miệng, ngơ ngẩn nhìn cung bạch thạch biến thành đống hoang tàn, mắt đảo liên tục. Bắp thịt trên mặt co rúm theo, mãi mà không nói một câu nên lời. Cung bạch thạch là nơi hoàng gia bọn họ kiêu ngạo nhất, cứ hủy đi như vậy, còn bị hủy dưới vạn lôi diệt của hoàng gia bọn họ. Cho dù là quốc sư kia cũng không làm được chuyện này, vậy mà Mạc Phàm làm được rồi. Trong chớp mắt, Hoàng Kình Thương giống như già đi rất nhiều, trên mặt đều là tuyệt vọng, bất đắc dĩ, phẫn nộ. Bây giờ ông có thể đi chết đi. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi. Lấy kiếm khí trong quạt ra, giơ tay muốn chém Hoàng Kình Thương. Lúc này, một giọng nói sắc bén nham hiểm truyền từ trong biển mây ra. Chẳng lẽ hoàng gia đã rơi vào hoàn cảnh này, ngay cả một tiểu tử cũng không làm gì được. Bất chợt có giọng nói vang lên làm mọi người hơi sững sờ. Không ít người theo âm nhìn về phía biển mây, chỉ thấy trong biển mây, một cái đầu rắn có hai sừng trâu trên đỉnh, to bằng xe con xuất hiện. Đầu rắn vươn ra ngoài biển mây hơn 5 thước, lưỡi rắn màu đỏ tươi lè ra, phát ra tiếng phì phì. Hai con mắt to như hai cái đèn lồng màu đỏ lớn, lóe sáng u quang làm tim người ta đập nhanh. Toàn thân con rắn này như bạch ngọc, chỗ cổ có một đôi cánh nhỏ hơn thân thể nó nhiều, khiến nó có vài phần hung dữ, đúng là mẫu cổ hoàng gia nuôi nhốt ngàn năm. Quái vật! Có người quát to một tiếng, chân lảo đảo vài cái ngã xuống đất, đây là giao long trong truyền thuyết sao? Có người tố chất tâm lý tốt hơn một chút, nuốt nước bọt một cái, bất chấp đầu đầy mồ hôi, nhìn chằm chằm mẫu cổ vô cùng kinh ngạc nói. Rắn trăm năm hóa giao, ngàn năm hóa rồng, con rắn này có sừng dài, hơn phân nửa là giao long, còn là giao long có thể nói tiếng người. Giao long, lão tổ ta thích cách hình dung này, lão tổ ta có thể không ăn ngươi. Mẫu cổ phát ra tiếng cười gian, trườn về phía sân, thân thể khổng lồ nhanh chóng trườn đến sân. Giao long ở đây là cổ trùng ngàn năm của hoàng gia. Một tên béo có chút hiểu biết về hoàng gia kinh hãi kêu lên, nói xong giống như điên rồi lùi vào trong. Không phải lão tổ ta muốn ăn thịt người, đây là ngươi muốn chết. Mẫu cổ nheo mắt lại, hung quang nở rộ. Nó há cái miệng to, miệng đầy răng nanh lộ ra, mỗi cái răng nanh dài khoảng chừng nửa thước, lóe sáng sắc bén khiến người ta sợ hãi, lực hút mạnh mẽ xuất hiện. Người đàn ông kia còn chưa chạy được vài bước, thân thể anh ta không khống chế được bay về phía cái mồm to như bồn máu của mẫu cổ. A, cứu tôi! Mạc Phàm nheo mắt lại, trong con ngươi lóe lên hàn quang.
Cổ trùng là cổ trùng, còn giả bộ làm giao long, muốn ăn người cũng được, nếm thử tư vị kiếm trong tay ta trước. Bóng dáng hắn nhoáng lên một cái, liền xuất hiện bên cạnh tên béo đang bay về phía mẫu cổ, dùng một tay kéo anh ta trở về. Keng một tiếng, trường kiếm dài hơn một trượng trên cây quạt được rút ra, chém về phía cái miệng to như bồn máu của mẫu cổ. Đôi mắt đỏ bừng của mẫu cổ nheo lại, lộ ra vẻ mặt giận dữ vì bị mạo phạm. Trong biển mây, mây trôi quay cuồng như sóng hoa, cái đuôi to dài một người ôm không hết hiện ra, quất lên không trung, cái đuôi như roi lớn mang theo kình phong phần phật, đánh về phía kiếm khí rút ra. Bùm, kiếm khí nổ tung trong không trung như bom. Bạch quang chớp lóe trên cái đuôi dài, lông tóc không hao tổn gì, nhấc lên một mảng lớn vân đào, lại ẩn vào trong biển mây. Tiểu tử, chỉ dựa vào cái kiếm rách nát của ngươi cũng muốn làm tổn thương lão tổ ta, ngươi quá ngây thơ rồi. Mẫu cổ cười khinh thường nói. Mạc Phàm không để ý đến mẫu cổ này, để người đàn ông kia xuống. Cảm ơn, Mạc Đại Sư, cảm ơn. Người đàn ông cảm kích nói. Lam quang trong mắt Mạc Phàm chớp lóe, đánh giá mẫu cổ này. Nhìn thấy mẫu cổ, mắt Hoàng Kình Thương và đám người hoàng gia sáng lên, vui mừng sợ hãi lại xuất hiện trên mặt bọn họ lần nữa. Mấy ngày hôm trước bỗng nhiên mẫu cổ nói muốn bế quan tu luyện, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu. Ông ta tưởng rằng hoàng gia sẽ bị diệt trong tay Mạc Phàm rồi, ai biết mẫu cổ đột nhiên xuất quan. Bái kiến lão tổ, cung nghênh lão tổ xuất quan. Hoàng Kình Thương dẫn đầu, tất cả người hoàng gia cung kính lạy mẫu cổ. Hoàng gia vừa cúi đầu, không ít người sửng sốt. Đường đường là hoàng gia truyền thừa ngàn năm, vậy mà bái một con cổ trùng làm lão tổ. Một đám phế vật, đứng dậy đi. Mẫu cổ giống như không sốt ruột đối phó Mạc Phàm, lạnh lùng liếc nhìn đám Hoàng Kình Thương một cái nói. Lão tổ, tiểu tử này thật sự khinh người quá đáng, giết người hoàng gia con, còn muốn diệt hoàng gia, mong lão tổ báo thù cho chúng con. Hoàng Kình Thương nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ hung dữ, nói. Ông ta không làm gì được Mạc Phàm, vạn lôi trận cũng không diệt được cậu ta, cổ trùng ngàn năm này đã sớm đến cảnh giới tiên thiên, ông ta không tin không giết được Mạc Phàm. Hoàng Kình Thương vừa mở miệng, người hoàng gia khác nhau nhau tố khổ. Lão tổ, cung bạch thạch của hoàng gia chúng con, vạn lôi ấn và ngũ độc phiên đều bị tiểu tử này hủy diệt, mong lão tổ phân xử giúp chúng con. Lão tổ, tiểu tử này quá kiêu ngạo, cầu xin lão tổ giết cậu ta. Chỉ là một đứa con nít mà khiến các ngươi thành ra như vậy, các ngươi đúng là vô dụng. Mẫu cổ tức giận nói. Chúng con vô năng, mong lão tổ ra tay giết tiểu tử này. Hoàng Kình Thương không dám phản bác, nơm nớp lo sợ nói. Lão tổ ta ra tay cũng được, tế phẩm Khương gia chuẩn bị xong chưa? Mẫu cổ không vội ra tay, hỏi. Chỉ cần lão tổ ra tay giết tiểu tử này, đừng nói 10 tế phẩm Khương gia, 100 người cũng không có vấn đề. Hoàng Kình Thương vội vàng nói. Không giết chết Mạc Phàm hoàng gia bọn họ sẽ bị diệt, còn quản sống chết của Khương gia làm gì? Cho dù hiến toàn bộ Khương gia cho mẫu cổ hưởng dụng cũng không sao, nhất định phải giết Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, mở miệng hỏi. Tế phẩm Khương gia gì? Mạc Đại Sư không biết sao, Khương gia bọn họ nói là Đông Y thế gia ngàn năm trước, nghe nói là hậu nhân của thần nông, y thuật vô song, không phải hoàng gia hiện giờ có thể so sánh. Tên béo được Mạc Phàm cứu trở về giống như hiểu rất rõ lịch sử hoàng gia, giải thích. Bây giờ thì sao? Mạc Phàm tò mò hỏi. Nghe nói ngàn năm trước, Khương gia tóm được mẫu cổ này trong một thôn trang, lúc ấy cả thôn xóm bị mẫu cổ hạ cổ, Khương gia cảm thấy mẫu cổ này quá mức hung tàn, đánh nó về nguyên hình rồi phong ấn, sau khi phong ấn mẫu cổ này trong bình bị một tên thổ phỉ họ Hoàng tìm thấy. Thổ phỉ họ Hoàng dùng vợ anh ta đang mang thai làm tế phẩm, gửi nuôi mẫu cổ này, thực lực của mẫu cổ càng ngày càng mạnh, dưới sự giúp đỡ của con sâu độc, Hoàng gia diệt Khương gia. Đoạt sách thuốc của Khương gia trở thành Đông Y thế gia mới, còn chiếm tổ địa của Khương gia. Mẫu cổ này có trả thù người Khương gia bắt nó phong ấn, nhưng nó không đuổi tận giết tuyệt người Khương gia, mà để hoàng gia nô dịch Khương gia nhiều thế hệ. Mỗi lần cổ mẫu ra tay, đều phải lấy Khương gia làm tế phẩm. Nô bộc trong tổ địa hoàng gia không có dấu hiệu của hoàng gia, đều là người Khương gia mà hoàng gia nuôi nhốt. Hóa ra là như vậy, nói như vậy, hoàng gia và mẫu cổ này càng đáng chết hơn. Mạc Phàm hiểu ra, ánh mắt lập tức sắc bén hơn vài phần. Quả thật cổ mẫu này đủ hung tàn, vì báo thù hạ cổ ngàn năm trên người Khương gia.
hoàng gia giúp con cổ trùng này, chết không luyến tiếc. Lúc này mẫu cổ đạt được mục đích, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, cho dù ngươi biết thì thế nào, chính ngươi cũng phải chết ở đây, còn có thể cứu được đám người Khương gia ngu ngốc sao? Ngàn năm trước nó đã đến cảnh giới tiên thiên, có thể mở miệng nói chuyện. Bất hạnh gặp phải một lão quái vật của Khương gia, bị anh ta bắt. Nó mở miệng năn nỉ lão quái vật Khương gia, chỉ cần Khương gia hợp tác với nó nhất định sẽ khiến Khương gia thiên thu muôn đời, danh lưu sử sách. Lão quái vật Khương gia thấy nó hại nhiều người như vậy, nghe cũng không nghe, đánh nó về nguyên hình rồi phong ấn lại. Nếu không vì lão quái vật Khương gia, sao nó lại giống như hiện giờ, tu luyện ngàn năm lần nữa mới đến cảnh giới tiên thiên, hạ cổ ngàn năm Khương gia là nhẹ, nó muốn người Khương gia hối hận thiên sinh vạn thế. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng, lập tức đi đến chỗ mẫu cổ ở vách núi đen. Mỗi khi đi một bước, khí thế toàn thân hắn tăng lên một chút, bước chân cũng nặng hơn, đất đều bị chấn động theo. Trùng tử, quên nói cho người biết, lần này ngoại trừ tới diệt hoàng gia, ta còn mục đích khác. Mục đích gì? Mẫu cổ nhíu mày hỏi. Tụ linh đại trận của ta còn thiếu một yêu linh hơn 500 năm, chỉ đợi ngươi xuất hiện. Giọng điệu Mạc Phàm bình tĩnh nói. Lời này vừa vang lên, đám người Hoàng Kình Thương sửng sốt, sau đó đều cười khinh thường. Khẩu khí của tiểu tử này lớn thật. Thân thể yêu thú tiên thiên đều mạnh hơn tu sĩ nhân loại, thứ duy nhất nhân loại mạnh hơn yêu thú là linh trí. Nhưng mẫu cổ nhà bọn họ sống ngàn năm, sớm đã đến cảnh giới tiên thiên, không chỉ mở miệng nói chuyện, linh trí không chỉ không kém nhân loại, trái lại còn mạnh hơn nhiều, thực lực lại càng mạnh hơn cảnh giới tiên thiên thông thường. Mạc Phàm muốn chém thì chém ngay được, cậu ta nghĩ là chém cỏ à? Lúc trước có hai diệt yêu sư cảnh giới tiên thiên tìm tới hoàng gia bọn họ, nói muốn diệt mẫu cổ này. Không lâu sau, hai diệt yêu sư bị mẫu cổ nổ thành mảnh nhỏ, một người bị mẫu cổ đánh vỡ xương cốt toàn thân, chúng tử cổ, toàn bộ linh khí toàn thân hóa thành chất dinh dưỡng của mẫu cổ. Lão tổ, ngài thấy rồi đó, khẩu khí của tiểu tử này quá lớn, cậu ta không để hoàng gia chúng ta vào mắt còn chưa tính. Còn làm càn như vậy trước mặt ngài, đúng là quá buồn cười. Hoàng Kình Thương nịnh nọt mẫu cổ. Những người xung quanh đều khiếp sợ, Mạc Phàm thực sự tới giết cổ ngàn năm này sao? May mà con sâu độc này ở yên trong tổ địa hoàng gia không ra ngoài, nếu ra ngoài mà nói chắc chắn là tai họa ngập đầu. Kiếm khí của Mạc Phàm vừa chém vào người cổ trùng này, ngay cả bạch ấn cũng không để lại, chỉ sợ đạn không có tác dụng với nó, đạn pháo có tác dụng hay không còn chưa biết. Quái vật khổng lồ mở miệng nói chuyện như vậy, từ tận đáy lòng bọn họ không tin Mạc Phàm có thể chém được. Mắt mẫu cổ nheo lại, trong con mắt huyết sắc hiện lên vẻ khinh thường. Tiểu tử, lão tử thấy ngươi không biết yêu thú tiên thiên có bao nhiêu đáng sợ đâu. Thân thể mẫu cổ hơi nghiêng về trước, mồm to như bồn máu há ra. Không khí xung quanh lập tức tụ tập về phía miệng nó, đạn nguyên khí đường kính 10 mét nhanh chóng thành hình, hơi thở hủy diệt khủng bố tỏa ra bốn phía. Như một quả bom cỡ lớn đang ngưng tụ. Đây là cầm khí thành binh, vì sao một con yêu thú cũng làm được? Dấu hiệu tiên thiên tông sư là nội khí ngoại phóng, cầm khí thành binh, giết người vô hình, những chuyện này đều là nhân loại mới làm được, chưa từng nghe nói yêu thú cũng có thể cầm khí thành binh. Trừ chuyện đó ra, khí binh này cũng quá lớn rồi, đường kính tới tận 10 mét, còn đang tăng trưởng. Phần lớn yêu thú đều dựa vào thân thể mạnh mẽ. Hay là yêu thuật trời sinh? Trong mắt đám Hoàng Kình Thương lộ ra sảng khoái, nếu mẫu cổ không hiện thế, chắc chắn hoàng gia bọn họ xong đời rồi. Hiện giờ còn ai cứu được Mạc Phàm? Vừa rồi vũ nhục hoàng gia chúng ta, bây giờ là lúc phải trả giá thật nhiều. Giết tiểu tử này trước, lại đến Đông Hải bắt tất cả Mạc gia đến, bọn họ sẽ trở thành nô lệ hoàng gia trọn đời như Khương gia. Đường kính của đạn nguyên khí lại tăng một nửa mới dừng lại, treo ở trên sân. Che lấp mặt trời, giống như mặt trăng siêu lớn. Đi! Tiên thiên chi khí của mẫu cổ phun lên trên đạn nguyên khí. Đạn nguyên khí lập tức như mặt trăng giáng từ trên trời xuống, đi về phía Mạc Phàm. Dưới đạn nguyên khí, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy sinh mệnh vô cùng nhỏ bé, yếu ớt cỡ nào. Không ai hoài nghi chỉ cần đạn nguyên khí nổ tung, cho dù là một tòa nhà 6 tầng cũng sẽ bị nổ tung, bọn họ căn bản đừng nghĩ đến chuyện may mắn thoát khỏi. Mạc Phàm lắc đầu cười, đừng nói yêu thú cấp bậc tiên thiên, thánh thú cấp bậc đại thừa, tiên thú cấp tiên hắn đều từng thấy rồi,
một con trùng tử cấp tiên thiên mà dám nói như vậy ở trước mặt hắn. Học được chút phương pháp ngưng khí của tiên thiên tông sư, liền cảm thấy mình rất lợi hại, thực ra chỉ là bắt chước hàm đan. Đối mặt với đạn nguyên khí to lớn từ trên trời giáng xuống, một tay Mạc Phàm giơ lên không trung. Linh khí trong cơ thể chịu khí cơ lôi kéo, dũng mãnh điên cuồng lao vào trong tay hắn, chỉ trong chớp mắt, linh khí tràn đầy trong cơ thể hắn bị rút đi một phần tư, một đạn nguyên khí chỉ to bằng nắm tay xuất hiện trong tay hắn. Toái tinh, tay này của hắn đẩy về phía trước, đạn nguyên khí huyền ảo như sao băng xẹt qua bầu trời, trong chớp mắt bay về phía đạn nguyên khí to lớn. Một cái thật lớn, một cái thật nhỏ, hình thành tương phản mãnh liệt. Ôi, Mạc đại sư còn có tu vi võ đạo, nhưng khí binh của cậu nhỏ như vậy có thể làm gì? Hoàng Kình Thương lộ ra chút bất ngờ, chào phúng nói. Ông ta tưởng rằng Mạc Phàm chỉ là thể, pháp song tu, không ngờ còn tu luyện võ đạo, ngưng tụ khí binh. Nhưng mọi chuyện đều phí công, khí binh lớn nhỏ quyết định tu vi mạnh yếu, thực lực kém xa nhau. Một kích này của Mạc Phàm là vùng vẫy phí công khi chết, không có gì khác biệt. Những người khác cũng lắc đầu, không đành lòng nhìn. Trong số bọn họ có rất nhiều người không hiểu võ đạo, nhưng nhìn bằng mắt có thể phân rõ mạnh yếu. Trong đám người, vẻ mặt Mộc Phong Nhạc lo lắng. Một kiếm vừa rồi của Mạc Phàm không chém mẫu cổ bị thương, anh ta cũng có chút lo lắng, hiện giờ trái tim như bị treo cao. Tiểu tử, ánh sáng vài mét cũng dám tranh phát sáng với trăng sao. Đợi thiên sinh vạn thế trở thành tế phẩm của ta đi. Mẫu cổ cười đắc ý. Vậy sao? Mạc Phàm cười nói. Ngươi nhìn lại xem, trùng tử. Mẫu cổ nhìn lướt qua, đồng tử lập tức co rụt lại. Đạn nguyên khí huyền ảo của Mạc Phàm tiếp xúc đạn nguyên khí cỡ lớn, trong chớp mắt đạn nguyên khí cỡ lớn nổ tung. Không khí xung quanh thay đổi, giống như một tầng plastic trong suốt vặn vẹo vì trọng lực. Linh khí trời đất tản ra tứ tung. Mây mù cuồn cuộn nổi lên trên biển mây, như nước sông chảy ngược, hóa thành sóng biển nghiêng trời bay về phía mẫu cổ. Chuyện này, làm sao có thể? Mẫu cổ vô cùng kinh ngạc quát. Ngưng tụ khí binh này là thành quả nó suy nghĩ rất lâu, một trong hai bắt yêu sư lần trước đã bị khí binh của nó nổ tan thành mảnh nhỏ, ở trước mặt Mạc Phàm lại không chịu được một kích. Mẫu cổ còn chưa hiểu rõ nguyên nhân ở đâu, đạn nguyên khí huyền ảo của Mạc Phàm đã bay tới, đập mạnh vào mặt mẫu cổ. Trên cái đầu khổng lồ của mẫu cổ, bạch quang chớp lóe, yêu khí hộ thể tự động xuất hiện, nhưng chỉ duy trì một lát. Rắc rắc, vết rạn như mạng nhện xuất hiện trên yêu khí hộ thể, giống như thủy tinh bị nghiền nát. Ngay sau đó, rắc một tiếng, yêu khí hộ thể bị phá tan thành mảnh nhỏ, hóa thành thiên địa nguyên khí biến mất trên bầu trời. Đạn nguyên khí huyền ảo đập mạnh vào mặt mẫu cổ, cái đầu to lớn của mẫu cổ nghiêng về một bên, biến mất vào trong mây mù. Dầm, sóng mây cao hai trượng văng tung tóe lên, từng đợt tiếng nổ vang lên trong biển mây, hình như là đụng vào vách núi đá, tất cả núi chấn động một lát, mãi mới khôi phục yên bình. Xung quanh giống như chết lặng, mọi người đứng yên tại chỗ ngây ra như phỗng, vẫn duy trì biểu cảm lúc trước. Đám người Hoàng Kình Thương vừa rồi còn cười vô cùng đắc ý, bây giờ vẫn mang theo tươi cười, chỉ là tươi cười này còn khó coi hơn cả khóc, trong hai mắt là tràn đầy vẻ không thể tin được. Đám người hoàng gia, cả đám mặt xám như cho tàn, có mấy người tuổi tác lớn bị cao huyết áp, bệnh tim nên té ngã trên đất, hôn mê bất tỉnh. Tất cả, không ai không sợ hãi kinh ngạc. Vậy mà Mạc Phàm đánh bại được yêu thú tiên thiên này. Yêu thú khổng lồ như vậy, còn cường hãn hơn tiên thiên tông sư nhân loại một chút. Cho dù phái bộ đội một doanh chạy tới, có vũ khí hạng nặng tấn công, cũng rất khó đối phó. Trừ phi dùng máy bay chiến đấu và dùng hỏa lực bao trùm mặt đất, mới có khả năng giết chết. Nhưng Mạc Phàm chỉ dùng một quyền đấu với yêu thú trước mặt như vậy. Cảm giác không chân thực đột nhiên xuất hiện trong lòng bọn họ, giống như đang nằm mơ. Đây là Mạc đại sư sao? Có người ngơ ngẩn nhìn chằm chằm thiếu niên đứng gần biển mây nói, ánh mắt đã không còn như đang nhìn người bình thường, giống như nhìn trích tiên. Trên đài mới yên tĩnh một lát, sơn thể lại run rẩy. Trong biển mây quay cuồng một trận, đầu rắn to lớn lại vươn ra. Mẫu cổ bị đạn nguyên khí huyền ảo đánh trúng một bên mặt, một vùng huyết nhục mơ hồ, có thể nhìn thấy xương trắng bên trong, một cái sừng cũng bị đứt xuống, trong đôi mắt màu đỏ đều là nanh sắc. Tiểu tử nhân loại, lão tổ muốn ăn ngươi, lão tổ muốn Mạc gia ngươi còn thảm hơn Khương gia. Nghìn năm qua, trên cơ bản nó chưa từng gặp địch thủ, không
không ngờ hôm nay bị một đứa bé 16, 17 tuổi vả mặt, thù này nó không thể không báo. Nó há cái mồm to như bồn máu, lập tức cắn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm híp mắt, hàn quang bắn ra bốn phía. Yên tâm đi, ta sẽ không giống như Khương gia, ngươi sẽ hình thần câu diệt, chỉ để lại yêu linh thuần túy. Mẫu cổ này có thể có tu vi như ngày hôm nay, ít nhất phải hạ cổ 10 vạn người mới có được. Yêu thú tội ác ngập trời như vậy, sao có thể để nó còn sống? Cho dù trời để nó sống, hắn cũng không đồng ý. Không đợi mẫu cổ cắn tới, hắn không sợ hãi tiến lên trước một bước, đi vào trong biển mây, như dẫm lên đất bằng. Thấy đầu rắn cực lớn của mẫu cổ sắp cắn tới, quả đấm của hắn nắm chặt, bạch quang chớp lóe đồng thời linh khí điên cuồng rót vào. Thử một lần sức mạnh thân thể cộng thêm thiên thượng phá diệt kinh mạnh như thế nào. Băng sơn. Một quyền đập mạnh vào cằm mẫu cổ. Rắc rắc, tiếng xương cốt gãy vang lên, cái cằm cứng rắn của mẫu cổ bị đánh gãy, biến thành chữ V chổng ngược, hàm răng khiến người ta sợ hãi trong miệng vỡ nát, phun ra theo huyết dịch. Lực lượng quá khủng bố, mẫu cổ nổi giận thét lên một tiếng, thân thể to lớn bay về phía sau xa hơn 10 thước. Rầm, nó đụng vào một ngọn núi khác trong biển mây. Mạc Phàm không có ý buông tha cho mẫu cổ, lam quang chớp lóe trong mắt hắn. Hắn đi sâu vào trong biển mây, chấn hải. Liệt địa, toái tinh, bốn thức đầu của thái thượng phá diệt kinh cộng thêm sức mạnh thân thể hắn, dùng liên tục trên người mẫu cổ, giống như có âm thanh sấm sét vang lên trong biển mây. Mới đầu mẫu cổ còn muốn phản kháng, nhưng võ pháp của Mạc Phàm quá đáng sợ. Yêu khí hộ thể trên người nó, ngay cả pháp khí thượng phẩm cũng ngăn cản được, nhưng giống như giấy dưới nắm tay của Mạc Phàm. Yêu tộc nó vẫn luôn tự hào về thân thể, ở dưới quả đấm của Mạc Phàm như hai tầng giấy, căn bản không có tác dụng gì. Chỉ sau thời gian hút một điếu thuốc, trên một đỉnh núi trong biển mây, toàn thân Mạc Phàm đầy máu, mắt sáng như đuốc, như chiến thần bừng tỉnh, dẫm xuống đầu đầy máu của mẫu cổ. Ngươi còn ăn ta không? Không ăn, không ăn nữa. Mẫu cổ như chó chết, hữu khí vô lực nói, trên thân thể to lớn không còn nhiều chỗ lành lặn. Yêu thú ngàn năm cảnh giới tiên thiên, hoàn toàn không còn hung hãn như khi vừa mới xuất hiện. Vậy thì đi lên theo ta. Mạc Phàm giơ tay nắm lấy, yêu thể của mẫu cổ bị hắn xé rách, chộp vào xương cốt mẫu cổ. Trong mắt mẫu cổ lóe sáng phẫn nộ, nhưng không còn biện pháp nào. Mạc Phàm mang theo mẫu cổ, hắn xách mẫu cổ như xách con gà, chân dẫm lên mây mù như đi lên trên bậc thang. Rất nhanh, bọn họ liền lên trên sân trống. Hiện ném một cái, giống như ném chó chết, ném mẫu cổ lên trên đài. Rầm, trên đài chấn động vài cái, mãi mới khôi phục như thường. Không ít người nhìn thân thể to lớn của mẫu cổ, mắt mở to, không ngừng nuốt nước bọt. Lúc trước mẫu cổ chỉ để lộ một cái đầu và bộ phận thân thể, bọn họ không có biện pháp thấy rõ mẫu cổ to lớn bao nhiêu, chỉ có thể tự suy đoán đại khái một phen. Nhưng bây giờ nhìn thấy toàn bộ mẫu cổ, mọi người vẫn khiếp sợ nói không nên lời. Mẫu cổ này phải to hơn một thước, dài gần 50 mét, cho dù là động vật lớn nhất hiện giờ cũng không lớn như vậy, trái lại giống như cự thú tiền sử hay mãnh thú trong truyền thuyết. Yêu thú khổng lồ như vậy, lại bị một đứa bé 16, 17 tuổi đánh gần chết. Mạc Đại Sư không hổ là Mạc Đại Sư. Mạc Phàm hạ xuống trên đài, đi đến bên cạnh mẫu cổ, ánh mắt nhìn mẫu cổ chăm chú. Ngươi còn lời gì muốn nói? Tiên sư tha mạng, tiên sư tha mạng. Mẫu cổ gần như không do dự, nằm dạp xuống đất, lộ ra biểu cảm đáng thương tội nghiệp. Dựa theo trí nhớ truyền thừa của nó, Mạc Phàm còn trẻ tuổi như thế mà có thực lực như vậy, không phải là tu tiên giả ở thượng giới xuống địa cầu thì là trích tiên, nếu không không có khả năng cường hãn như thế. Nhưng là tu tiên giả hay trích tiên thì sao chứ? Chỉ cần để nó tránh thoát kiếp này, đợi nó tiêu hóa hết thứ kia, tiên nhân cũng thành chất dinh dưỡng của nó. Tha mạng ngươi, ngươi có từng tha cho những người bị tử cổ của ngươi rút hồn ăn máu không? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Tiên sư hiểu lầm tiểu yêu rồi, từ nhỏ loại cổ chúng ta đã lấy ký sinh người khác mà sống, nếu có thể không cần ký sinh người khác cũng có thể sống sót, tiểu yêu đã không hại người hại mình như vậy rồi. Mẫu cổ ăn nói khép nép nói, giống như nó làm vì bất đắc dĩ. Ngay cả xương hô đã đổi từ lão tổ thành tiểu yêu. Ý của ngươi là không phải lỗi của ngươi, là lỗi của thiên đạo, là thiên đạo bảo các ngươi lấy người khác làm thức ăn sao? Tiên sư minh xét, mong tiên sư cho tiểu yêu một cơ hội hối cải làm người,
tiểu yêu nhất định sẽ sửa những sai lầm trước kia, tuyệt đối không làm hại người khác nữa. Không phải ngươi nói trời sinh ngươi đã phải ký sinh người khác mà sống, vì sao phải thay đổi? Mạc Phàm nhíu mày, hỏi. Mẫu cổ sửng sốt, mắt khẽ đảo, trong mắt lập tức hiện lên vui mừng. Ý của tiên sư là tiểu yêu không cần thay đổi, tiên sư sẽ tha cho tiểu yêu một mạng sao, nếu tiên sư tha thứ cho tiểu yêu nhất định sẽ tận tâm tận lực bảo vệ cả nhà tiên sư thiên thu vạn đại. Mạc Phàm lắc đầu, hàn quang lóe lên trong mắt. Ý của ta là, nếu thiên đạo giao cho ngươi phương thức ký sinh người khác để sinh tồn, thiên đạo cũng cho ta quyền lợi lấy đi, bây giờ ta cần yêu linh và yêu đan, cho nên ngươi đi chết đi. Giết nhiều người như vậy, còn muốn sống sao? Cho dù có rất nhiều lý do, cũng cần phải chết. Thiên đạo cũng không cứu được nó. Bạch quang chớp lóe trên tay Mạc Phàm, giống như đao đâm vào đầu mẫu cổ. Khi rút ra, một viên tinh thạch màu trắng to bằng nắm tay xuất hiện trong tay hắn. Bên trong tinh thạch là một cổ trùng, vẻ mặt nó hung dữ, nhìn Mạc Phàm chăm chú với vẻ hung ác. Tiểu tử, ngươi dám giết ta, ngươi sẽ phải chịu phệ hồn chú. Vẻ mặt Mạc Phàm khinh thường, một đạo pháp thuật đánh vào trong yêu đan. Thân hình cổ trùng run lên, cuối cùng không có âm thanh, im lặng trôi nổi trong yêu đan. Mẫu cổ mới chết, trên trán Mạc Phàm xuất hiện một dấu ấn hình rắn đen, giống như còn sống, lộ ra răng nanh. Mạc Phàm không thèm quan tâm, rời mắt nhìn người hoàng gia. Thân thể tất cả người hoàng gia căng cứng, ánh mắt âm tình bất định. Hoàng Kình Thương cách Mạc Phàm gần nhất, lùi về phía sau mấy bước theo bản năng, trên gương mặt già nua không còn một chút huyết sắc. Hoàng gia các người còn gì để dựa vào nữa không, nếu có thì các người có thể lấy ra. Mạc Phàm khí phách hỏi. Lông mày tuyết trắng của Hoàng Kình Thương nhăn lại, quả đấm nắm chặt lại thả ra. Yêu thú tiên thiên chỗ dựa lớn nhất của hoàng gia bọn họ đã bị Mạc Phàm đánh chết, yêu đan cũng bị Mạc Phàm lấy đi, bọn họ còn dựa vào cái gì nữa. Mãi một lúc sau Hoàng Kình Thương mới mở miệng. Mạc Phàm, hoàng gia chúng tôi tự nhận thực lực không bằng cậu, nhưng cậu cũng đừng quên, bác sĩ hoàng gia chúng tôi đã khám bệnh cho người nào, cậu dám diệt hoàng gia tôi, e rằng lão gia tử Tần gia cũng không bảo vệ được Mạc gia cậu, chỉ cần một câu của vài người hoàng gia chúng tôi. Cậu sẽ trở thành tội phạm truy nã cả Hoa Hạ, người nhà của cậu cũng sẽ bị bắt vào tù. Nếu không đánh lại Mạc Phàm, vậy thì dùng chức quyền đè Mạc Phàm. Hoàng gia bọn họ có vài người ở thủ đô, là bác sĩ bên cạnh người cầm quyền Hoa Hạ. Cho dù Mạc Phàm lợi hại đến mấy cũng là người Hoa Hạ, phải tuân thủ quy củ ở đây, thu thập Mạc Phàm quá dễ dàng, ông ta không tin Mạc Phàm dám là địch với Hoa Hạ. Hoàng Kình Thương vừa nói những lời này, không ít người đều nhíu mày. Ái ra, có người lắc đầu thở dài một hơi, đây là điểm khiến người ta không biết phải làm gì nhất. Dù hoàng gia táng tận lương tâm, nhưng phía trên có người, người không thể làm gì đám người họ. Mộc Phong Nhạc cũng cúi đầu xuống. Mạc Phàm nheo mắt lại, ánh mắt lại sắc bén hơn chút. Hoàng Kình Thương thấy vẻ mặt Mạc Phàm khẽ đổi, cười lạnh lùng. Mạc Phàm, nếu cậu đồng ý thì bỏ qua cho hoàng gia tôi. Hoàng gia chúng tôi nguyện ý tặng toàn bộ sách thuốc chân quý ngàn năm và bảo vật cho cậu, coi như là nhận lỗi, sau này cậu tiếp tục làm Mạc đại sư của cậu, chúng tôi tiếp tục làm hoàng gia của chúng tôi. Núi xanh còn đó không lo không có củi đốt, lừa gạt Mạc Phàm trước. Đợi Mạc Phàm vừa đi, ông ta lập tức liên lạc với một số môn phái có quan hệ tốt với hoàng gia. Nghìn năm qua, hoàng gia bọn họ tích lũy không ít quan hệ, tìm mấy cao thủ tiên thiên vô cùng dễ dàng. Một yêu thú tiên thiên không giết chết được Mạc Phàm, ông ta không tin tiên thiên tông sư và chân nhân cũng không diệt được Mạc Phàm. Dù sao hoàng gia bọn họ không thể kìm nén cơn tức này được. Ông nói xong rồi sao? Mạc Phàm hỏi. Mạc đại sư suy nghĩ một chút đi. Hoàng Kình Thương đã có dự tính trong lòng, nói. Y thuật và toàn bộ bảo vật của hoàng gia ông tôi sẽ lấy hết. Có thể cho Mạc đại sư hết. Hoàng Kình Thương hào phóng nói. Trên mặt lộ ra chút hớn hở. Đứa bé chỉ là đứa bé, tâm tư kém xa thực lực, rất dễ lừa gạt. Mạng của người hoàng gia ông, tôi cũng phải diệt. Mạc Phàm nói tiếp, thực cho rằng mấy bác sĩ thủ đô có thể dọa được hắn sao, có lẽ ở trong mắt người bình thường những khuôn sáo và quy tắc này rất quan trọng, động một tí sẽ làm người ta thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát. Nhưng trong mắt hắn như một tờ giấy bỏ đi, hắn động một ngón tay là bị chọc thủng. Muốn trói buộc hắn, quy tắc không đủ, quy củ không đủ,
pháp luật cũng không đủ, chỉ có sức mạnh mới khiến hắn quan tâm. Hoàng gia này hạ cổ cha hắn, điều này làm hoàng gia chết không luyến tiếc. Ai cũng không ngăn được hắn, thủ đô cũng không được. Cái gì, Mạc Phàm, cậu có thể giết tất cả chúng tôi ở đây, nhưng cậu có thể giết tất cả người hoàng gia sao, chỉ cần cậu không giết được, cậu đừng nghĩ đến chuyện sống yên ổn. Sắc mặt Hoàng Kình Thương trầm xuống, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, vội nói. Chuyện này rất khó sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu hắn muốn diệt hoàng gia, vậy thì không để lại một ai. Hắn tới hoàng gia đã chuẩn bị bốn thứ, tiên thiên ngọc cốt, kiếm khí tiên thiên, còn có toái tinh thức thứ tư trong thái thượng phá diệt kinh. Cũng đến lúc thử cái thứ tư, uy lực của nhất muội chân hỏa rồi. Tách, hắn búng tay, một ngọn lửa màu trắng thuần to bằng nắm tay xuất hiện trong tay hắn. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh đều tăng cao. Không ít người giật mình trong lòng. Mạc Phàm ném ngọn lửa lên không trung, đi về phía Hoàng Kình Thương, ngọn lửa như tinh linh bay trên bả vai trái hắn. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Hoàng Kình Thương thấy Mạc Phàm tới gần, kinh hoàng lùi về sau. Mạc Phàm ngay cả cổ trùng tiên thiên cũng giết được, làm ra chuyện gì ông ta cũng không kỳ lạ. Huống chi 36 huyết độc của Hoàng gia bọn họ lại bị Mạc Phàm giết sạch chỉ trong một đêm, đến bây giờ bọn họ còn chưa làm rõ được 36 người này chết như thế nào. Ông nên nghĩ lại xem một đời này ông đã phạm bao nhiêu lỗi lầm thì hơn. Các người còn thất thần làm gì, nhanh ra tay giết tiểu tử này, chẳng lẽ đợi bị tiểu tử này giết sao? Hoàng Kình Thương kêu lên, tay tạo pháp thuật đánh về phía Mạc Phàm. Người hoàng gia khác nghe thấy những lời Hoàng Kình Thương nói, một số người vội vàng tạo kết ấn, một số người khác thì lấy ám khí ném về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, lấy cây quạt ra. Kiếm tới. Kiếm khí tiên thiên trong cây quạt bay ra. Đi. Mạc Phàm chỉ Hoàng Kình Thương, kiếm khí tiên thiên lập tức bay về phía Hoàng Kình Thương. Sắc mặt Hoàng Kình Thương thay đổi, Trương Vấn Thiên chết dưới đạo kiếm khí này. À, ông ta còn chưa kịp ngăn cản, chỉ cảm thấy tay đau xót, giống như bị cái gì cắn, kiếm khí tiên thiên mang theo một giọt máu tươi của ông ta bay đến bên cạnh Mạc Phàm. Mạc Phàm khẽ điểm lên giọt máu của Hoàng Kình Thương, huyết dịch bay tới bên vai khác của hắn. Hắn nhìn lướt qua pháp thuật và ám khí bay tới, lấy ra Hoàng Tuyền Ngọc, đánh một dấu tay vào bên trong, một tấm màn ngũ sắc bao quanh hắn. Rầm rầm rầm, pháp thuật và ám khí đánh vào màn ngũ sắc, sau đó bị cản lại. Dùng Hoàng Tuyền Ngọc, Mạc Phàm điểm lên mi tâm một cái, một bóng dáng màu đỏ bay từ trong ra, trôi nổi trên đỉnh đầu hắn. Hắn vươn tay ra, một đạo linh khí mạnh xuất hiện, khẽ thổi nhẹ, linh khí bay ở ngực hắn. Vẻ mặt hắn nghiêm túc nhìn bốn món đồ xung quanh, môi hắn khẽ mở, linh khí rót vào trong tay vẽ trên không trung. Nhất hỏa là nhất muội chân hỏa, nhất huyết là hoàng thị tinh huyết, nhất nhân là hỏa chi ý chí kẻ kế thừa, nhất thần là đại lưu ly quang minh cung hỏa thần, lấy huyết làm phạt dẫn, lấy hỏa làm phạt kiếm, lấy nhân làm phạt nguyên, lấy thần làm phạt chấp hành giả, thỉnh hàng hạ huyết môi huyền hỏa chú, trừng hữu vi thiên đạo chi nhân, tiêu hữu thương nhân luân chi nhân, thiêu hủy cừu hận hỏa diễm chi nhân. Theo hắn vẽ trận pháp, hơi thở khác biệt của bạo táo, huyết tinh, vĩ đại, khinh linh tứ cổ tiệt truyền ra. Hỏa diễm, huyết dịch, hồng ảnh và linh khí chuyển động càng nhanh, bốn loại dần dần hòa hợp trong trận pháp mà Mạc Phàm khắc họa. Một lát sau, ngưng, Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Phốc, bốn thứ này hoàn toàn dung hợp lại, hóa thành một ngọn lửa hình hoa sen diêm dúa loè loẹt như máu. Ngọn lửa này vừa xuất hiện. Tất cả người hoàng gia chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên, giống như bị phỏng, ấn ký giống như ngọn lửa trước người Mạc Phàm xuất hiện. Sao trên trán anh có thêm một đốm lửa? Anh cũng có. Vậy anh? Sao lại thế này, đây là thứ gì thế? Không đợi bọn họ biết được đáp án, tiếng hét thảm truyền đến. A a, nóng quá, có lửa. Một lão giả khuôn mặt đỏ bừng, ngã trên mặt đất, hai tay nắm lấy cổ, hai chân liên tục đạp loạn. Giống như bên trong có thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Ngay sau đó ngọn lửa tràn ra từ mắt miệng lỗ tai ông ta. Chỉ trong chớp mắt, một người vừa rồi còn rất tốt, bị ngọn lửa bao trùm, khói đen cuồn cuộn. Sợ hãi như ngọn lửa lan ra cả khu rừng, cháy trong lòng những người khác. Lúc này, trong văn phòng bác sĩ chủ trị ở một bệnh viện của Tấn Châu Hoa Bắc. Một người đàn ông đeo mắt kính mặc áo dài trắng,
vẻ mặt tương đối lịch sự ngồi trên ghế massage bằng da. Ngồi đối diện anh ta là một mỹ phụ gần 30 tuổi, mặc áo sơ mi màu trắng, bên trong là áo ngực cũng màu trắng, phía dưới là quần đùi. Hai chân tuyết trắng mượt mà của mỹ phụ khép chặt lại, hai tay cầm một cái túi để trên đùi, vẻ mặt khẩn trương. Bác sĩ Hoàng, anh tìm tôi có chuyện gì? Mỹ phụ lo lắng hỏi. Cũng không có chuyện gì, là về vấn đề chữa trị kế tiếp của ông xã cô uống ngụm nước trước, thả lỏng người, rồi tôi sẽ nói với cô. Bác sĩ họ Hoàng nheo mắt đánh giá mỹ phụ, cười dâm nói. Không phải ông xã tôi chữa khỏi rồi sao? Mỹ phụ nhíu mày, trên khuôn mặt lo lắng có thêm vài phần kích động, nhìn thấy biểu cảm của bác sĩ họ Hoàng, cô vẫn cầm ly nước lên uống một ngụm. Bác sĩ họ Hoàng thấy mỹ phụ uống một ngụm, trong mắt lộ ra chút vui mừng không dễ phát hiện. Tôi chữa khỏi cho ông xã cô, cứu ông xã cô một mạng, cô chuẩn bị cảm ơn tôi thế nào? Vẻ mặt mỹ phụ khẽ đổi, bỗng nhiên có dự cảm không tốt, vẫn cảm kích nói. Tôi nên cảm ơn anh, tôi mời bác sĩ Hoàng một bữa cơm nhé. Sắc mặt bác sĩ họ Hoàng trầm xuống, trên mặt xuất hiện chút sắc lạnh. Chỉ mời một bữa cơm đơn giản như vậy. Bệnh của ông xã cô may mắn gặp tôi, nếu là bác sĩ khác chắc chắn không cứu được, hơn nữa tiền thuốc của ông xã cô bệnh viện luôn thúc giục, đều là tôi gánh giúp hai người, bữa cơm cô mời tôi thì thôi, có phải cô cảm thấy tôi không có cơm ăn hay không? Không phải, cảm ơn bác sĩ Hoàng đã cứu ông xã tôi, tiền nằm viện tôi sẽ nhanh chóng trả lại, đây là một chút tâm ý, mong bác sĩ Hoàng nhận lấy. Mỹ phụ lấy ra một bao lì xì đã chuẩn bị từ trước đặt lên bàn, đẩy về phía bác sĩ họ Hoàng. Bác sĩ họ Hoàng nhìn lướt qua bao lì xì với vẻ khinh thường, bác sĩ Hoàng ra bọn họ thiếu chút tiền ấy sao? Lưu phu nhân, bệnh viện chúng tôi có quy tắc, không thể nhận tiền lì xì của người nhà người bệnh, cô muốn tôi phạm sai lầm sao? Bác sĩ Hoàng, vậy anh muốn thế nào? Mỹ phụ nhíu mày, trong đôi mắt lóe sáng, hỏi. Thế nào sao? Bác sĩ họ Hoàng đứng dậy, trên mặt là nụ cười dâm đãng, một tay vươn về phía cằm Mỹ phụ. Tôi thấy như vậy, cho dù ông xã cô chữa khỏi, sau này phương diện kia cũng không được, tôi thấy cô cũng có vài phần tư sắc, dùng thân thể cô cảm ơn tôi là được, chỉ cần cô chịu làm tình nhân của tôi, tiền thuốc men của ông xã cô không cần các cô hoàn trả, thế nào? Ông xã cô là kẻ nghèo hèn, cô đi theo anh ta chỉ có thể chịu khổ. Bác sĩ họ Hoàng cười tít mắt nói. Anh ta liếc mắt nhìn mỹ phụ này thấy không có gì nổi bật, cũng không trang điểm. Nhưng bất luận là dáng người hay khuôn mặt còn có chút khí chất, hơn phu nhân nổi danh, người mẫu ở Tấn Châu nhiều. Mỹ phụ như vậy nếu không bắt, đúng là có lỗi với y thuật của mình. Cái gì? Mỹ phụ mở to mắt, sắc mặt đỏ bừng và bối rối. Trước khi cô đến nghe những người khác nói với cô, phải cẩn thận bác sĩ Hoàng này, cô không ngờ sẽ là như vậy. Bác sĩ Hoàng, cảm ơn anh đã chữa khỏi cho ông xã tôi, chi phí chữa bệnh tôi sẽ mau chóng trả lại. Tôi đi trước. Mỹ phụ tránh tay bác sĩ Hoàng, cầm lấy túi muốn rời đi, cô đi đi, cô đi thử xem. Bác sĩ họ Hoàng cười tít mắt nói, như đang nhìn con mồi. Mỹ phụ mới đứng dậy, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân nóng lên, tứ chi như nhũn ra, cả người mềm nhũn trên ghế. Trong chớp mắt mồ hôi làm ướt đẫm áo trắng của cô, dán sát vào làn da khiến cô không khác gì không mặc đồ. Ha ha! Chúng ngũ hương nhuyễn cốt tán của hoàng gia chúng tôi, còn muốn đi, đợi tôi chơi đủ thì đi. Bác sĩ họ Hoàng cười âm hiểm, một tay vươn về phía bộ ngực cao ngất của Mỹ Phụ. Xoẹt, quần áo của Mỹ Phụ bị xé rách một cách dễ dàng, lộ ra áo lót màu trắng và bộ ngực cao ngất. Đừng mà, đừng mà. Trong mắt Mỹ Phụ tràn đầy khuất nhục và phẫn nộ, cô muốn phản kháng, nhưng căn bản không thể nâng nổi tay lên. Trong mắt bác sĩ họ Hoàng tràn đầy nóng bỏng. Giống như đang nhìn thấy bảo bối cực phẩm, muốn nhào lên. Chỗ mi tâm, ấn ký ngọn lửa sáng lên, ngọn lửa màu đỏ yêu dị phun ra từ tai mắt mũi miệng anh ta. A à, tiếng gào thét vô cùng thống khổ phát ra từ miệng anh ta. Đôi mắt Mỹ Phụ mở to, nhìn một màn trước mắt với vẻ khó tin, mãi mà không phản ứng kịp. Dưới chân núi tổ địa hoàng gia, trong đỉnh hóng mát trên hồ. Loảng xoảng, một đứa bé 11. 12 tuổi không cẩn thận ngã xuống đất, chén đĩa trong tay vỡ nát. Sao lại thế này, không có mắt à? Một đệ tử hoàng gia đi tới diễu võ dương oai. Bốp, một cây roi quất mạnh vào người đứa nhỏ này, trên người đứa bé lập tức có thêm vết máu.
vẻ mặt một người phụ nữ mặc sườn xám hoa xanh thay đổi, vội vàng chạy tới ôm lấy đứa bé kia, ánh mắt lạnh lùng chừng đệ tử hoàng gia kia. Nhìn cái gì, thế nào, người Khương gia các cô còn muốn phản kháng à, cô phản kháng thử xem, hôm nay lão tử sẽ đẻ cô ngay trước mặt đứa bé, xem ai có thể cứu hai người, ai có thể trả thù hoàng gia tôi. Đệ tử hoàng gia kiêu ngạo nói. Anh ta ôm lấy người phụ nữ mặc sườn xám hoa xanh, để cô sang một bên, bắt đầu cởi quần áo mình. Ánh mắt oán hận, phẫn nộ xung quanh đều nhìn về phía đệ tử hoàng gia này. Đệ tử hoàng gia không thèm quan tâm, một đám nô lệ có thể làm gì. Anh ta vừa định cởi dây thắt lưng, liền cảm thấy lông mày nóng lên. À, mắt tôi! Hét thảm một tiếng, ngọn lửa phun từ trong mắt anh ta ra. Thân thể anh ta vừa nghiêng, bùm một tiếng rơi vào trong hồ nước, ngọn lửa không chỉ không tắt, trái lại càng cháy mạnh hơn. Xung quanh, trên đài, Mạc Phàm cảm ứng được nói. Người thứ ba, Mạc Phàm, rốt cuộc cậu đã làm gì chúng tôi? Hoàng Kình Thương nhìn thấy người hoàng gia bị lửa mạnh đốt cháy, quát. Đợi lát nữa thì biết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Huyết môi huyền hỏa chú này, là một trong những nguyền rủa mà hắn biết. Lấy huyết dịch làm môi giới, phàm là cùng huyết mạch đều chịu chú thuật này. Lấy lửa giận trong tam muội chân hỏa làm công cụ trừng phạt, phẫn nộ của bản thân và phẫn nộ của người khác đều có thể dẫn đốt đám chân hỏa này. Chỉ người thể chất thuộc tính hỏa mới có thể sử dụng, quá trình sẽ tiêu hao linh khí của anh ta. Chỉ là những chuyện này Hoàng Kình Thương không có tư cách biết. Hắn vừa mới nói xong, trong đám người hoàng gia, sắc mặt ba người kỳ lạ. Vù vù, một lỗ thủng xuất hiện ở ngực bọn họ, ngọn lửa cháy từ trong ra. Sau đó liên tục có người kêu thảm một tiếng, trên người phun ra ngọn lửa. Hoàng Kình Thương mở to mắt, sắc mặt vô cùng khó coi. Mạc Phàm, rốt cuộc cậu làm gì hoàng gia chúng tôi? Hoàng Kình Thương quát ầm lên. Những chuyện này ông không cần biết, ông biết một chuyện là đủ rồi, hoàng gia ngàn năm vạn năm của ông không nên làm một chuyện, đó chính là không nên hạ cổ cha tôi, không nên ra tay với những đứa bé kia, nếu làm, tất cả người hoàng gia đều chết đi. Mạc Phàm hơi híp mắt lại, lửa giận xuất hiện trong mắt hắn. Đốt! Trên núi, dưới chân núi, dưới vòng trời, tất cả người hoàng gia còn chưa bị đốt, bao gồm cả Hoàng Kình Thương bên trong, từ lúc chữ này vang lên, trên người toàn bộ đều giấy lên ngọn lửa. A a a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, người như đèn hình người cháy mạnh. Hỏa diệt, hoàng gia diệt. Mọi người xung quanh đều trợn mắt há miệng, trên khuôn mặt đều là kinh hãi, hoàn toàn không biết nên nói gì. Trên đài, mọi người đều ngây ra như phỗng, đứng yên tại chỗ. Chuyện này, một pháp thuật, người hoàng gia đều bị chết cháy. Đường đường là đông y thế gia truyền thừa ngàn năm, cứ bị diệt như vậy sao? Bọn họ từng thấy dùng pháp thuật khu hỏa sát nhân, nhưng chưa từng thấy qua giết người như vậy. Một giọt máu, liền diệt một tộc, còn bị ngọn lửa không biết tên làm chết cháy. Đây chỉ là bọn họ nhìn thấy, nếu theo như lời Mạc Phàm nói, người hoàng gia dưới chân núi và khắp nơi trên thế giới đều bị chết hết, chuyện đó mới đáng sợ. Mọi người nhìn thi thể mẫu cổ vô cùng to lớn và người hoàng gia hóa thành cho tàn trên mặt đất, ánh mắt nhìn Mạc Phàm đều là kính sợ. Đắc tội Mạc Đại Sư, sẽ có kết cục này sao? Tuyệt đối không thể đắc tội Mạc Đại Sư, quá đáng sợ. Lúc trước bọn họ cảm thấy Mạc Phàm thế đơn lực bạc, độc mộc khó thành đại sự. Hiện giờ bọn họ cảm thấy sư môn Tôn Gia và Trương Vấn Thiên đắc tội Mạc Phàm mới là nhỏ yếu nhất. Có Mạc Phàm ở đây, đối phó những người này thật quá dễ dàng. Tiên Thiên Tông Sư đúng là Tiên Thiên Tông Sư, chẳng trách cho dù là quốc gia cũng coi trọng Tiên Thiên Tông Sư như vậy. Có người cảm thán nói. Có người như Mạc Phàm tồn tại, cho dù không ra tay cũng có tác dụng trấn nhiếp. Người nào dám xâm phạm Hoa Hạ, chỉ cần một vị tông sư, có thể lấy lực địch ngàn vạn bộ đội đặc chủng trang bị hoàn mỹ. Giống như có người muốn phân tách Hoa Hạ, không cần ra cửa, chỉ một chú pháp cũng đủ giết người xa ngàn dặm. Đây là uy lực của tông sư. Quá khủng bố. Rất lâu sau mới có người phản ứng kịp, trên người đã ướt đẫm mồ hôi từ lâu. Mạc Đại Sư, chúng tôi có thể đi được chưa? Tên béo được Mạc Phàm cứu lúc trước đấu tranh trong lòng mãi mới hỏi. Các người sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn mọi người một cái, nhìn chăm chú Hoa Thiên Tinh và Chu Hoa một lát. Đám Hoa Thiên Tinh và Chu Hoa mặt xám như cho tàn, phịch một tiếng quỳ trên đất,
mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống. Mạc đại sư, tha mạng, Mạc đại sư, tha mạng. Bọn họ coi như là từng đắc tội Mạc Phàm, nếu như Mạc Phàm muốn giết bọn họ, căn bản không cần lý do dư thừa. Không ít người xung quanh nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn mấy người này một cái, mấy người này cũng dám đắc tội Mạc đại sư, đúng là muốn chết. Các người, mỗi người tự đánh gãy một tay, cút đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn không phải là người thích giết người, nhưng nếu mấy người này đã mạo phạm hắn, nhất định phải chịu trừng phạt. Đám Hoa Thiên Tinh sửng sốt, sắc mặt trắng bệch, cảm ơn Mạc đại sư khai ân. Hoa Thiên Tinh như được đại xá, không cảm thấy đây là vũ nhục, mà là ban ân, không chút do dự lạy Mạc Phàm mấy cái, lạy xong liền bảo vệ sĩ bên cạnh mình. Ra tay. Chỉ đánh gãy một tay mà thôi, nghỉ ngơi mấy tháng là có thể khôi phục, so với bị giết chết, xử phạt này quá nhẹ. Đám Chu Hoa do dự, cũng nhao nhao làm ra lựa chọn như vậy. Mạc đại sư, chúng tôi thì sao? Những người khác hỏi. Hội giao dịch đã không thể diễn ra được nữa, có thể bình yên rời đi là không tệ rồi. Chuyện xảy ra ở nơi này không được nói ra ngoài, người nào nói ra người đó chết. Mạc Phàm nhíu mày lại, cảnh cáo nói. Nhất định, nhất định. Mọi người chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, vội vàng gật đầu. Mở đường cho tiên nhân. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, một tay tạo pháp ấn, một phù văn như dấu chấm than lóe sáng kim quang nhàn nhạt, bay về phía mây mù. Mây mù nồng đậm gặp phải ký hiệu này, lập tức tự tách ra, sơn đạo thông xuống dưới chân núi tự nhiên xuất hiện. Các người có thể đi. Không đợi hắn nói hết câu. Tiểu hồ ly luôn trốn trong túi áo hắn nhảy vù một tiếng lên, đứng trên bờ vai hắn. Để lại hết đồ quý các người cầm trong tay, không quý thì rời đi với các người. Mọi người lập tức sửng sốt, vậy mà linh hồ này có thể mở miệng nói chuyện được. Đây không phải linh hồ trăm năm, rõ ràng là linh hồ tiên thiên. Có người nắm rõ về yêu thú thán phục. Một Mạc đại sư đã đáng sợ như thế, bên cạnh còn có một linh hồ tiên thiên. Chuyện này. Khương Gia Hoa hạ dâng tất cả lễ vật. Tên béo được Mạc Phàm cứu từ miệng rắn, còn nói bí mật về hoàng gia, không chút do dự bảo vệ sĩ bỏ tất cả đồ xuống. Đưa lễ cho Mạc đại sư là chuyện nên làm, Phương Gia Mạc Bắc chúng tôi cũng dâng tất cả bảo vật. Một người đàn ông trung niên tướng mạo thông minh lanh lợi nói. Bành Gia Hoa chúng tôi cũng dâng lên hạ lễ, chúc mừng Mạc đại sư diệt hoàng gia, trừ hại thay dân. Một lão giả chắp tay nói. Những người khác cũng nhao nhao để lại bảo vật trong tay. Hôm nay bọn họ vốn trải qua kỳ sinh kỳ tử, có thể sống sót đã là không dễ, cảm thấy đồ trong tay đã không còn đáng giá như trước. Hơn nữa tặng lễ vật cho đại sư cũng tương đương với kết một phần thiện duyên với đại sư, cơ hội tốt như vậy đâu thể bỏ qua. Một đám người nhao nhao báo tên mình, để lại đồ rời khỏi theo sơn đạo. Mạc Phàm lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Hắn ngồi khoanh chân. Lấy mấy viên khí huyết đan ra, không do dự nuốt xuống, nhắm mắt lại, vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công bổ sung nguyên khí bị tiêu hao. Mộc Phong Nhạc đứng yên tại chỗ, nhìn toàn bộ đài, cố gắng bình phục tâm tình. Hoàng gia ngàn năm cứ bị diệt như vậy, cảm giác rất không chân thực xuất hiện trong lòng anh ta. Nghìn năm qua có không biết bao nhiêu người muốn diệt hoàng gia, trong đó có không ít cửu ngũ chí tôn, đều không thành công. Một tiểu tử 16. 17 tuổi như Mạc Phàm giết chết cổ ngàn năm của hoàng gia, khiến người hoàng gia đều chịu hình phạt thiêu sống. Cho dù anh ta tận mắt thấy toàn bộ mọi chuyện, cũng có chút cảm giác như mơ. Còn thất thần làm gì, nhanh thu thập bảo bối giúp bổn đại tiểu thư, để gió thổi bay mất thứ gì đó của bổn đại tiểu thư sẽ phạt ngươi 3 ngày không được phép ăn cơm. Tiểu hồ ly thấy Mộc Phong Nhạc còn đang ngẩn người, chạy tới, vênh mặt hất hàm sai khiến. Mộc Phong Nhạc sửng sốt. Vội vàng thu dọn bảo bối đầy đất giúp tiểu hồ ly, giống như theo đuôi, nhanh chóng xếp bảo bối thành một tòa núi nhỏ. Nửa tiếng sau, vù vù, đốm lửa trước người Mạc Phàm lóe lên, nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng biến thành to bằng ngón tay. Ngọn lửa chớp lóe bay vào trong mi tâm Mạc Phàm, biến mất không thấy, Mạc Phàm cũng mở to mắt. Hắn vừa mở mắt ra, tiểu hồ ly vui vẻ chạy tới. Mộc đầu, người thấy ta lợi hại không? Bổn đại tiểu thư giống một tiếng, những người đó liền dâng lên nhiều bảo bối như vậy, quay về có quà cho chú gì và cả đám tiểu vũ rồi. Mạc Phàm cười chua xót, vậy mà tiểu hồ ly còn nghĩ đến người nhà hắn, đúng là không dễ dàng. Đi xem bảo bối của ngươi đi.
Mạc Phàm đứng dậy, cười nhạt nói. Không được phép cướp đâu đó. Tiểu hồ ly nghịch ngợm lắc lắc móng vuốt xù xì lông lá. Nó vừa mới nói xong, bỗng nhiên nhíu mày lại, đôi mắt linh động mở to, nhìn về phía mi tâm Mạc Phàm. Một con rắn nhỏ màu đen giống như còn sống, hiện lên chỗ mi tâm Mạc Phàm, chỉ trong chớp mắt liền biến mất không thấy, giống như không tồn tại. Mộc đầu, hình như chỗ mi tâm ngươi có một con rắn nhỏ màu đen, không phải là nguyền rủa của long gia đấy chứ? Tiểu hồ ly lo lắng nói. Ở âm sơn, Mạc Phàm chúng ngũ quỷ phệ thần chú của long gia, nó tận mắt nhìn thấy, tất nhiên biết chuyện đó. Đúng vậy. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, gật đầu. Ở âm sơn, người long gia bị giết nhiều như vậy, mỗi người là một đạo nguyền rủa. Nhiều ngũ quỷ phệ thần chú hợp vào nhau như vậy, đổi lại là tu sĩ khác, có khả năng sớm đã thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu. Những ngũ quỷ phệ thần chú này luôn được hắn dùng pháp thuật áp chế, trong khoảng thời gian ngắn vốn không có vấn đề gì. Hắn vốn định đợi diệt hoàng gia, liền đi tìm nguyên liệu giải trừ nguyền rủa. Ai biết giết phệ hồn tử mẫu cổ này, trong chớp mắt ngũ quỷ phệ thần chú được kích hoạt, lúc trước thậm chí pháp thuật của hắn có dấu hiệu không áp chế nổi, chuyện này lúc trước hắn không dự liệu tới. Hiện giờ hắn còn có thể áp chế, nhưng đợi một thời gian hay pháp lực trống rỗng, hắn không dám đảm bảo có thể chế trụ được nó hay không. Nhất là khi hắn đối địch với một người mạnh. Ngũ quỷ phệ thần chú phát tác, tuyệt đối hung hiểm vạn phần. Phải nhanh chóng giải quyết ngũ quỷ phệ thần chú quyết một chút. Mạc Phàm thầm nghĩ trong lòng. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu hồ ly sửng sốt, lo lắng nói. Nếu có thể hạ nguyền rủa, thì có thể giải, chỉ là hơi tốn sức một chút. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cần thứ gì, ở chỗ bổn đại tiểu thư có nhiều bảo vật như vậy, ngươi cứ chọn lựa thoải mái, chỉ cần là thứ ngươi có thể sử dụng, bổn đại tiểu thư sẽ không nhăn mày một cái nào. Tiểu hồ ly hiếm khi hào phóng nói. Mạc Phàm lắc đầu cười, véo mặt tiểu hồ ly, đi về phía kho báu của tiểu hồ ly. Giải trừ nguyền rủa này không khó, hắn biết rất nhiều phương pháp giải trừ, đơn giản nhất là ngũ hành huyền lôi chú. Lấy đế ngọc làm tâm, phụ lấy 5 loại ngũ hành lôi bảo là lôi quang kim, lôi kích mộc, lôi viêm chi thủy, lôi viêm chi hỏa và lôi trạch thạch. Mấy thứ này có vẻ bình thường ở tu chân giới, cửa hàng hơi to một chút đều có thể mua được, không biết trên địa cầu có tìm được hay không. Hắn đi đến bên cạnh kho báu của tiểu hồ ly, người tới tham gia hội giao dịch có hơn 100 người, mỗi người mang 2-3 món tham gia giao dịch, số lượng vô cùng khả quan. Hắn mở ra xem, dược liệu 100 năm chiếm đa số, cũng có một số đồ cổ, linh thạch, ngọc khí. Ngoại trừ những thứ này ra, vậy mà bên trong còn có 3 kiện pháp khí, một cái ngọc bội tiêu tai hỏa tị nạn, một đôi châm cài có thể ngưng tụ linh khí, còn có một pháp bàn tàng phong tụ khí. Mấy thứ này để ở ngoài, mỗi thứ đều bán được giá trên trời, ở chỗ hắn cơ bản đều là gân gà. Không phải hắn không có bất luận thu hoạch gì, trong đống bảo vật này hắn tìm được vài thứ có tác dụng. Trong đó có một loại quả như quả vải, chẳng qua ra quả này là một tầng mềm, tên là chu nhan quả, dùng để luyện chế chú nhan đan. Chỉ cần phục dùng loại đan dược này, khuôn mặt sẽ dừng lại ở mức độ đó vĩnh viễn. Đan dược như vậy đặt ở hội đấu giá thành phố lớn. Cho dù bán 1 triệu một viên, chỉ sợ cũng có người muốn đoạt lấy, dù sao ai chẳng muốn duy trì khuôn mặt như thời thanh xuân, bất luận là nam hay nữ. Nhưng hắn không có dự định bán chú nhan đan này. Cha mẹ đã bắt đầu xuất hiện tóc bạc, xuất hiện nếp nhăn, đợi hắn luyện chế chu nhan quả thành chú nhan đan, bọn họ sẽ không già nua nữa, cũng coi như là chút tâm ý của hắn. Ngoại trừ chu nhan quả ra, còn có một hộp tảng đá nhỏ, bên trong có gần 20 viên gì đó. Mỗi viên đều to bằng hạt cây nho, phiếm hồng quang. Hỏa tinh. Mạc Phàm lộ ra vui mừng sợ hãi. Hiện giờ nhất muội chân hỏa của hắn còn quá yếu, dốc sức thi triển, ngọn lửa cũng chỉ có đường kính 2 thước. Hỏa tinh chính là thái dương kim tinh biến thành, nếu luyện hóa hỏa tinh này, chân hỏa trong cơ thể hắn sẽ mạnh hơn không ít. Không lâu sau hắn kiểm tra xong tất cả bảo bối của tiểu hồ ly một lần, trong mắt có thêm chút thất vọng. Trong mấy thứ này không có thứ giải trừ ngũ quỷ phệ thần chú. Không có sao. Tiểu hồ ly thấy Mạc Phàm không nhìn nữa, vẻ mặt đầy chờ mong hỏi. Mạc Phàm cười nhạt, lắc đầu. Hắn không sốt ruột, có thể nhanh chóng giải trừ ngũ quỷ phệ thần chú là tốt nhất, muốn phát tác trên người hắn cũng không dễ dàng như vậy. Trong lúc này, hắn không đụng tới cao thủ là được.
Tiểu hồ ly thấy Mạc Phàm lắc đầu, miệng mở to, trong mắt chớp lóe dị sắc chạy đi. Chỉ trong chốc lát nó lại chạy tới, miệng ngậm một cọc gỗ đen như mực. Khối cọc gỗ này to bằng lòng bàn tay, giống như một khối than củi, bên trên tỏa ra ô quang như kim khí, nhưng không nặng như kim khí. Tiểu hồ ly để khối cọc gỗ màu đen trước người Mạc Phàm, hai mắt lóe sáng hỏi. Mộc đầu, ngươi xem cọc gỗ màu đen này có tác dụng không? Mạc Phàm liếc mắt nhìn khối gỗ màu đen này một cái, hai mắt sáng lên. Lôi kích mộc. Đúng là sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, vậy mà để hắn tìm được một trong những nguyên liệu giải trừ ngũ quỷ phệ thần chú. Ngươi lấy thứ này ở đâu ra? Mạc Phàm hỏi. Cái này sao, chuyện này ngươi đừng quản, có tác dụng không? Tiểu hồ ly hỏi thẳng vào vấn đề. Có tác dụng. Mạc Phàm gật đầu. Lôi kích mộc này là sau khi thụ yêu thăng cấp bị sét đánh, yêu nguyên không bị lôi điện phá hủy, nhưng không thể biến thành yêu hạch gì đó. Bên trong đã ẩn chứa lôi điện cường đại, nhưng có linh khí thuộc tính mộc khi thụ yêu còn sống, hai thứ này dung hợp vào nhau, dần dần biến thành lôi kích mộc này. Có tác dụng là được, có tác dụng là được. Tiểu hồ ly có chút chột dạ nói. Cọc gỗ này nằm trong đống bảo bối kia, lúc trước nó ghét bỏ cọc gỗ này quá xấu, đen giống như than. Bên trong ẩn chứa âm trầm dọa người, cho dù có tác dụng nó cũng không muốn, liền ném cọc gỗ này sang một bên. Mạc Phàm nói đống đồ của nó không có tác dụng giải trừ nguyền rủa, nó liền nhặt về cho Mạc Phàm nhìn xem. Ai biết vậy mà thật sự có tác dụng, may mà không bị gió thổi bay đi mất. Mạc Phàm cười khẽ, lấy ra một hộp ngọc bỏ lôi kích mộc vào trong, đi đến bên cạnh thi thể mẫu cổ kia. Yêu hạch và yêu linh chân quý nhất trên người mẫu cổ này đã bị hắn lấy đi. Nhưng da thịt cũng không thể bỏ qua, toàn thân yêu thú tiên thiên đều là bảo bối, dùng còn chân quý hơn đám đồ của tiểu hồ ly nhiều. Dù sao trước khi thành yêu thú tiên thiên, đều là vô số thiên tài địa bảo chồng chất lên, tất nhiên không thể bỏ qua. Kiếp trước hắn thấy không ít yêu thú, sớm đã như lái xe trên con đường quen thuộc. 4 tiếng sau, mẫu cổ nặng hơn 10 tấn chỉ còn lại một đống vụn gỗ biến thành đồ vô dụng. Tinh huyết của mẫu cổ được hắn luyện dẫn ra. Cất vào trong bình. Tinh huyết của yêu thú tiên thiên, chỉ cần một giọt có thể chữa khỏi bệnh như bệnh của Tôn Thiếu lúc trước. Nhưng Tôn Thiếu đánh lộn chú ý rồi, ai mượn anh ta đánh chú ý lên người tiểu hồ ly. Huyết nhục của mẫu cổ được hắn luyện hết thành tinh khí đan, người bình thường và tu sĩ đều có thể phục dùng, không chỉ tăng thọ nguyên lên, còn có thể tăng tu vi. Một mảng lớn ra bụng mẫu cổ cũng được hắn cắt xuống, đây là nơi rắn chắc nhất trên người mẫu cổ. Pháp khí cũng khó đánh thủng, chỉ có thể lột từ trong. Trải qua chân hỏa rèn luyện, mỏng như cánh ve, là nguyên liệu tốt nhất luyện chế áo cà sa. Đáng tiếc trong cơ thể mẫu cổ không có xương cốt, nếu không bây giờ hắn đã có thêm một kiện pháp khí. Cất mấy thứ này đi, Mạc Phàm muốn xoay người. Đột nhiên hắn nhướn mày, bàn tay vung lên. Trong đống gì đó như vụn gỗ còn lại của mẫu cổ, một thứ gì đó như xương tay trẻ con lộ ra, lóe lên ánh sáng ngũ sắc. Tỏa ra bốn phía, vô cùng rực rỡ. Hả, hai mắt Mạc Phàm sáng lên, kinh ngạc vui mừng hiếm có xuất hiện trên mặt hắn. Thứ này vừa xuất hiện, tiểu hồ ly cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý đến đống bảo vật của nó nữa, vội vàng chạy tới. Mộc đầu, đây là bảo bối gì thế? Trong mắt tiểu hồ ly lóe sáng ánh sáng ngũ sắc, nó nhìn chằm chằm xương tay lấp lánh hào quang như ngọc lưu ly, nhìn mà thèm nói. Tuy nó không biết đây là thứ gì, nhưng chỉ nhìn bề ngoài liền biết chắc chắn là vật bất phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Một tay hắn vươn ra nắm lấy xương tỏa ra ngũ sắc như ngọc lưu ly bay về phía tay hắn, rơi vào trong tay hắn. Trong lòng bàn tay Mạc Phàm lóe lên một pháp ấn, ánh sáng ngũ sắc lập tức biến mất, lộ ra bản thể bằng phẳng như kim cương. Biết Bạch Cốt Tinh không? Mạc Phàm hỏi. Là đại mỹ nữ đáng thương bị Tôn Hầu Tử dùng 3 gậy đánh chết đó sao? Tiểu hồ ly thuận miệng nói. Gần đây nó xem không ít phim truyền hình, nó ghét nhất là Tôn Ngộ Không. Rõ ràng Tôn Ngộ Không cũng là yêu, còn suốt ngày kêu yêu tinh ngươi chạy đi từ đâu, không biết soi gương nhìn mình xem. Sau đó là Tôn Ngộ Không bắt nạt kẻ yếu, gần như yêu không có bối cảnh đều bị đánh chết, người nào còn sống đã là rất tốt rồi. Nguyên nhân chủ yếu là trong đó còn hồ ly nhất tộc bị Mạc Phàm đánh chết, đây mới là nguyên nhân tiểu hồ ly hận Tôn Ngộ Không. Mạc Phàm gật đầu.
Bạch cốt tinh là loại đặc biệt trong đám yêu, khác loại với thụ yêu, hoa yêu gì đó. Bạch cốt vốn không có sinh mệnh, nhưng dựa vào một nhánh tàn hồn oán niệm, từ vật không có sự sống tu thành yêu đạo. Bạch cốt tinh có liên quan gì đến khối xương cốt này, không phải đây là một khối xương trên người bạch cốt tinh đấy chứ? Tiểu hồ ly nhảy lên trên cánh tay Mạc Phàm, có chút ghét bỏ hỏi. Nó vốn định ăn luôn khối xương này, vừa nghe là xương bạch cốt tinh, nó lập tức có chướng ngại tâm lý. Ha ha, xem như là vậy. Mạc Phàm cười nói. Bản thể của bạch cốt tinh chỉ còn lại xương, đã vô đan điền cũng không có linh đài, thứ duy nhất cô ta tu là xương trên người. Cho nên xương bạch cốt tinh không chỉ ngưng tụ tất cả yêu nguyên của cô ta, mỗi cái xương còn vô cùng cứng rắn. Nếu không sao bạch cốt tinh có thể chịu được ba gậy như ý của Tôn Ngộ Không, mới ôm nỗi hận kết thúc. Phải biết rằng chỉ riêng gậy như ý đã nặng 13.500 cân, cộng thêm thần lực trời sinh của Tôn Ngộ Không, một gậy đánh xuống, đánh vỡ núi rất dễ dàng. Chuyện Tôn Ngộ Không đánh bạch cốt tinh, không thể nào khảo chứng. Nhưng hắn từng chính mắt nhìn thấy một bạch cốt tinh hoàng cấp đại chiến với yêu vương của Thông Tý Yêu Viên. Thông Tý Yêu Viên là một trong 10 đại yêu tộc ở tu chân giới, vốn rất mạnh, thân thể vô cùng cường hoành, trong lúc nhấc tay sẽ có lực rời sông lấp biển. Bạch cốt tinh hóa thành khô lâu trăm trượng, vươn tay xé rách sơn hải, dậm chân có thể chặt đứt con sông, mỗi cục xương sắc bén như thần binh. Hai người đánh không bao lâu, yêu viên bị cốt kiếm trên người bạch cốt tinh đâm thương tích đầy mình, hốt hoảng chạy trốn. Chuyện này đủ để thấy chỗ cường hãn của xương cốt trên người bạch cốt nhất tộc. Hắn không ngờ vậy mà tìm được một khối di cốt của bạch cốt tinh nhất tộc trên địa cầu, còn là xương cốt cấp bậc cốt hoàng, xem ra văn minh tu chân trên địa cầu không đơn giản như hắn nghĩ. Mộc đầu, khối xương cốt này có ích lợi gì? Ô tiểu hồ ly tò mò hỏi. Có thể khiến ngươi lập tức đến cảnh giới tiên thiên. Mạc Phàm cười nói. Tuy chỉ có một đoạn xương tay, nhưng bên trong ẩn chứa yêu khí còn nồng đậm hơn linh khí của tu sĩ tiên thiên kỳ đỉnh phong. Chỉ sợ còn hơn cả kim đan sơ kỳ. Cũng may hắn giết mẫu cổ ngay tại chỗ, nếu để mẫu cổ luyện hóa đoạn cốt hoàng này hoàn toàn, rất có khả năng mẫu cổ tăng đến kim đan kỳ. Cho dù không đến kim đan kỳ, cũng sẽ đến tiên thiên trung, hậu kỳ, với thực lực hiện giờ của hắn khó mà đối phó được. Nếu tiểu hồ ly nuốt đoạn xương cốt này vào, hoàn toàn có thể đột phá từ trúc cơ trung kỳ lên đến tiên thiên kỳ. Thật vậy sao? Hai mắt tiểu hồ ly sáng lên. Có chút kích động nói. Chỉ cần đến cảnh giới tiên thiên, nó sẽ cách hóa thành người một bước gần, không cần giả bộ câm điếc nữa. Mạc Phàm gật đầu. Vẫn nên từ bỏ, bổn đại tiểu thư thuộc chòm sao xử nữ, không phải con trùng kia, ngay cả xương cốt người chết cũng ăn, tự ngươi giữ đi, ngàn vạn lần đừng ăn nó, quá ghê tởm rồi. Tiểu hồ ly nghĩ một lát, không còn hứng thú nói, nhảy xuống khỏi tay Mạc Phàm, tiếp tục đi xem bảo bối của nó. Mạc Phàm lắc đầu cười, sao hắn có thể ăn xương cốt này, cốt hoàng là vật hắn mong muốn nhất. Tiên thiên linh cốt mà hắn đạt được lúc trước, chỉ đủ thi triển 2 lần thứ cốt châm, có cốt hoàng này đủ nguyên liệu cho thứ huyết châm lần 3. Người có cốt chất bình thường chết rất khó tu thành bạch cốt tinh, cho dù cơ duyên xảo hợp bạch cốt thành tinh thực lực cũng rất yếu, muốn tăng tu vi đến cảnh giới cốt hoàng khó như lên trời, có thể đến cảnh giới cốt hoàng, đều không phải xương cốt bình thường. Cốt hoàng trong tay hắn tự mang màu ngũ sắc, cấp bậc còn trên tiên thiên linh cốt. Nếu dùng cốt hoàng này luyện chế thành cốt châm, tới thi triển thứ cốt châm lần 3. Không chỉ đoạn cốt hoàng này đủ dùng, hiệu quả thứ cốt châm cũng tốt hơn dùng tiên thiên linh cốt nhiều, nói không chừng có thể đến kim cương bất hoại. Nhưng hắn không lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Nếu ngũ quỷ phệ thần chú không phát tác, chắn chắn hắn sẽ tìm một chỗ ở đây bế quan. Linh khí ở tổ địa hoàng gia không so được với âm sơn, nhưng nhiều hơn biệt thự số 9 nhiều, trên núi lại không có ai quấy rầy, là nơi bế quan rất tốt. Nhưng ngũ quỷ phệ thần chú trên người hắn phải giải quyết sớm mới tốt, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có khả năng một lần trọng sinh này của hắn là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Hắn bỏ cốt hoàng vào trong nhẫn, một đống lớn bảo vật của tiểu hồ ly cũng được hắn thu vào. Hắn mang theo tiểu hồ ly và Mộc Phong Nhạc dạo quanh một vòng phế tích hoàng gia, cung bạch thạch của hoàng gia đã bị hủy, nhưng bảo vật chân quý ngàn năm của hoàng gia ở trong mật thất. Bên trong sách thuốc chiếm đa số, dược liệu và chân bảo khác không kém hội giao dịch. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số vật hiếm lạ, đa số chỉ là hư hữu kỳ danh,
trong đó trống không, giá trị sử dụng không cao. Lừa gạt người bình thường còn được, lừa gạt hắn còn kém xa. Trong đám đồ chân quý của hoàng gia, có thể để hắn nhìn vào mắt, thậm chí còn không bằng bảo bối trong hội giao dịch, điều này làm Mạc Phàm có chút thất vọng. Thế ra ngàn năm, đồ chân quý đúng là đáng thương. Hắn vốn tưởng rằng cho dù không có linh dược ngàn năm, cũng sẽ có bán linh dược 500 năm trở lên, ai biết không có gì cả. Chỉ là nghĩ đến cổ trùng ngàn năm kia, hắn thoải mái hơn. Cho dù chân quý nhiều đến mấy, cũng không chịu được linh thú tiêu hao. Tiểu hồ ly bên cạnh hắn còn tạm, chỉ đến trúc cơ trung kỳ, dược liệu 100 năm là được. Cổ ngàn năm tiên thiên kỳ, cần một lượng rất đáng sợ. Hắn lấy một số thứ tương đối chân quý, liền đóng mật thất lại lần nữa. Hắn đi đến trong mây mù tự động tránh ra, lộ ra một con đường núi nhỏ, hắn mang theo một người một hồ đi xuống núi. Mới vừa đến dưới núi, hắn liền nhíu mày lại. Chỗ cửa đường xuống núi, khoảng chừng hơn ngàn người đứng đó, nam nữ già trẻ đều có. Người đàn ông hắn cứu từ miệng rắn cũng ở trong đó. Một đám người đảo mắt, nhìn Mạc Phàm với vẻ ngẩn ngơ. Các người muốn làm gì thế? Mạc Phàm liếc mắt nhìn người đàn ông béo một cái, thản nhiên hỏi. Mạc Phàm vừa mới nói xong, một đám người bao gồm cả người đàn ông béo kia, bất luận nam nữ già trẻ đều quỳ trước mặt Mạc Phàm, như quân bài domino, không ít người chảy nước mắt. Cảm ơn Mạc Đại Sư cứu Khương Thị nhất mạch chúng tôi. Cảm ơn cậu, Mạc Đại Sư. Âm thanh bi thương vang vọng giữa núi rừng, giống như cảm xúc tích lũy ngàn năm bùng phát vào lúc này. Chim trong núi rừng cũng không còn kêu nữa, chỉ còn âm thanh khóc lóc than thở của Khương gia. Tiểu hồ ly đứng trên vai Mạc Phàm, hai cái tai nhọn hoắt dựng thẳng, trong mắt tràn đầy vẻ mơ màng. Vẻ mặt Mộc Phong Nhạc sửng sốt, nhìn những người Khương gia này, trên mặt tràn đầy thương hại. Đường đường là Khương gia thượng cổ, hậu nhân của thần nông, lại bị một đám thổ phỉ nô dịch ngàn năm. Toàn là đối tượng để hoàng gia tiết dục, phát thiết lửa giận. Chuột trắng nhỏ thí nghiệm dược liệu và hạ cổ, loại bi thương và tuyệt vọng này không phải người thường có thể cảm nhận được. Đừng nói ngàn năm, vài chục năm đã không chịu nổi. Mạc Phàm nhíu mày, khoát tay với những người này. Đều đứng dậy cả đi, các người đã được tự do, không còn hoàng gia nữa, muốn sống như thế nào thì sống như thế đó đi. Hắn dứt lời rất lâu, mới có người lau lệ lục tục đứng dậy. Tên béo được Mạc Phàm cứu lúc trước đi đến bên cạnh Mạc Phàm. Lấy ra một hộp đá dài hơn 1 mét, cung kính đưa cho Mạc Phàm. Mạc Đại Sư, không có gì báo đáp đại ân đại đức này, Khương gia chúng tôi có chút tâm ý, mong cậu nhận lấy. Mạc Phàm mở hộp ra nhìn thoáng qua, bên trong là một ngọc kiếm dài 1 mét, toàn thân màu xanh lá đậm, vô phong, hình vẽ phía trên tự tạo thành bách thảo. Hình như ngọc kiếm này lâu đời rồi, thân kiếm theo phong cách cổ xưa, rất nặng, lộ ra tang thương nồng đậm. Trong mắt hắn hiện lên lam quang, nhìn về phía ngọc kiếm, lông mày hắn lập tức nhíu lại, lộ ra vẻ bất ngờ. Vậy mà thần giám của hắn không thể nhìn thấu ngọc kiếm này. Hắn sử dụng thần thông này không ít lần, có rất ít thứ không thể nhìn thấu được. Hắn lại nhìn thoáng qua, kết quả vẫn giống như trước mắt là một vùng khí hỗn độn màu lục mờ mịt, không nhìn thấy gì. Hắn cầm lấy ngọc kiếm, linh khí rót vào bên trong, linh khí bị hấp thu. Ngọc kiếm lại không có một chút phản ứng, nếu là pháp khí tuyệt đối sẽ không giống vậy. Ngọc kiếm này có tên là gì? Mạc Phàm hỏi. Tên béo thấy Mạc Phàm cảm thấy hứng thú với ngọc kiếm này, trên khuôn mặt mũ mĩm hiện lên vui mừng. Mạc Đại Sư, kiếm này là vật tổ truyền của Khương gia chúng tôi, tên là Thần Nông Xích, còn có tên khác là Vô Phong Kiếm. Thần Nông Xích, Vô Phong Kiếm. Mạc Phàm suy nghĩ một lát, vẫn lắc đầu như cũ. Thanh kiếm này ngay cả hắn cũng không thể phân biệt được, rất có khả năng phẩm cấp rất cao. Nhưng hắn ở tu chân giới 500 năm, chưa từng nghe nói qua hay nhìn thấy trong sách cổ binh khí như vậy. Anh chắc chắn muốn tặng cái này cho tôi sao, tôi diệt hoàng gia là xuất phát từ tư tâm, rất có khả năng thanh kiếm này vô cùng chân quý, thậm chí còn mang đến một phần cơ duyên cho Khương gia các anh nguyện ý tặng thứ chân quý như vậy cho tôi sao? Mạc Phàm xác nhận. Tên béo liếc mắt nhìn những lão giả khác như trưng cầu ý kiến, những người đó đều gật đầu. Vô phong kiếm này chân quý đến mấy, cũng không chân quý bằng ân tình của Mạc Đại Sư đối với Khương gia, hơn nữa nghe nói vô phong kiếm này là kiếm chữa bệnh cứu người, nhưng hơn 1000 năm trước Khương gia chúng tôi đã bị mất phương pháp sử dụng,
ở Khương gia chúng tôi sẽ khiến nó mai một đi, Mạc đại sư cũng là bác sĩ, nếu cậu không ngại, mong cậu nhận lấy Vô Phong kiếm, hy vọng một ngày nào đó kiếm này ở trong tay Mạc đại sư sẽ rực rỡ như xưa. Tên béo nói rất chân thành. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, kiếm chữa bệnh cứu người sao? Chuyện này không hiếm lạ gì với hắn, Thần Nông Tông bọn họ không thiếu pháp bảo chữa bệnh cứu người. Trong tay Vô Cực đạo nhân sư phụ hắn là Mộc Xích không khác Vô Phong này là mấy, do Thủ Huyền Hoàng mẫu tạo ra, trải qua ngàn vạn trận pháp tế luyện ngàn năm, thiên độc vạn bệnh, một thước đủ chết. Nhưng hắn không lập tức nhận lấy ngọc kiếm này, mà lấy 9 khối ngọc bội từ trong nhẫn ra. Hắn ném ngọc bội lên không trung, hai tay nhanh chóng nhảy múa, trận pháp một cái lại một cái đánh vào bên trong. Chỉ trong phút chốc, tất cả ngọc bội sáng lên rồi rơi vào trong tay Mạc Phàm. Đây là sơn phù ngọn núi này, phần lớn sách thuốc và đồ chân quý của hoàng gia đều còn ở trong, nếu hoàng gia cướp từ tay Khương gia các anh, tôi trả lại cho mọi người có thể tiếp tục sống ở trong đây, học tập y đạo của Khương gia mọi người, dạng danh đông y trong ngoài, cũng có thể làm chuyện xấu ngàn năm như hoàng gia, nhưng để tôi phát hiện là cái sau, tôi sẽ là người đầu tiên diệt các người. Mạc Phàm đưa ngọc bội cho tên béo này, nghiêm túc nói. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, tài nguyên hoàng gia cũng như vậy, có thể khiến một đám người biến tốt, cũng có khả năng trở nên tệ hơn. Vẻ mặt tên béo và một đám người Khương gia sửng sốt, tuy trước đây núi này là tổ địa của Khương gia, nhưng bọn họ không định lấy lại, dù sao cũng là Mạc Phàm giết người hoàng gia, núi này là của Mạc Phàm. Vậy mà Mạc Phàm đưa núi này cho Khương gia bọn họ, chuyện này làm bọn họ có cảm giác đột nhiên hạnh phúc tới. Ngàn năm nay đều chưa từng được hạnh phúc, lập tức tới hết trong ngày này. Mạc đại sư yên tâm, Khương gia chúng tôi nhất định sẽ lấy trị bệnh cứu người làm đạo, lấy tế thế làm hoài, nếu có nửa chút tà niệm, sẽ khiến con cháu đời đời Khương gia chúng tôi chết không có chỗ chôn. Tên béo dựng thẳng hai ngón tay lên thề, kích động đến chảy nước mắt, chân thành nói. Mạc Phàm nhìn lướt qua thể ấn lôi điện trên mi tâm tên béo, đưa ngọc bội cho anh ta, nhận lấy ngọc kiếm trong tay anh ta. Tôi sẽ nhận Vô Phong kiếm này, các anh có thể phái một đứa bé trung hậu thành thật đến Mạc gia Đông Hải tìm tôi sẽ truyền cho cậu bé y thuật đạo pháp, các anh chuẩn bị một chút đi. Rất có khả năng Vô Phong kiếm này là thứ có phẩm cấp rất cao, vậy mà Khương gia có thể từ bỏ đưa cho hắn, tất nhiên hắn sẽ không nợ nhân tình của Khương gia. Nếu đưa Phật thì đưa đến Tây Thiên, đưa cho Khương gia một phần cơ duyên thì sao chứ? Nếu không có hắn ở đây, Khương gia được nhiều thứ như vậy, tuyệt đối không phải cơ duyên, mà là một tai nạn, dùng không được bao lâu sẽ bị người ta cướp đoạt mất. Dù sao đồ chân quý ngàn năm của hoàng gia, có không ít người đỏ mắt, mà Khương gia còn chưa có thực lực có được những thứ này. Vô Phong kiếm này đáng để hắn đưa phần cơ duyên này cho Khương gia. Chuyện này, một đám người Khương gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, còn cảm thấy như đang ở trong mơ. Mộng đẹp ngàn năm trước đó còn chưa tỉnh lại, sau đó lại tới một chuyện nữa, cảm giác này thật sự không chân thực lắm. Mạc Phàm chưa tới 20 tuổi mà diệt được hoàng gia, thực lực không thể nghi ngờ. Nếu như Khương gia bọn họ có người bái môn hạ của Mạc Phàm, không chỉ có thêm chỗ dựa vững chắc, tiền đồ sau này cũng không thể đo được. Thế nào, không muốn à? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Nguyện ý, chúng tôi lập tức chuẩn bị. Vẻ mặt tên béo khó mà tin, vội vàng kích động nói. Đừng sốt ruột, gần đây tôi sẽ không về Đông Hải, các anh cứ lựa chọn người tốt nhất đưa tới Mạc gia Đông Hải, cầm ngọc bài này sẽ có người mang các anh vào Mạc gia. Mạc Phàm lấy một ngọc bài từ trong nhẫn ra, đưa cho tên béo này. Tên béo này giống như đạt được một chân bảo hiếm có, hai tay không ngừng run rẩy, cất đi cẩn thận. Tôi còn chút chuyện phải làm, anh sắp xếp cho người nhà anh trước đi. Mạc Phàm nói, hiện giờ hắn cần phải nhanh chóng tìm 4 thứ còn lại giải trừ ngũ quỷ phệ thần chú, không thể ở đây lâu. Mạc đại sư, cậu đợi một chút. Tên béo thấy Mạc Phàm muốn đi, vội vàng nói. Anh còn chuyện gì sao? Mạc Phàm khẽ nhíu mày hỏi. Thứ này đã không còn tác dụng gì với tôi sẽ đưa luôn cho Mạc đại sư, không biết có tác dụng với Mạc đại sư hay không. Tên béo này lấy một lọ thủy tinh hình trụ từ trong ngực ra. Lọ thủy tinh này dài bằng chiếc đũa, to bằng cánh tay, hai đầu bịt chặt, bên ngoài khắc trận pháp chữ như gà bới. Trong lọ thủy tinh có một vật thể như tơ liễu màu bạc trôi nổi. Vật thể màu bạc này không ngừng bắn tia chớp màu bạc ra xung quanh,
tia chớp phân ra từng sợi xúc tua, tiếp tục phân nhánh, cuối cùng biến thành một ngọn lửa màu bạc chạm vào trên chai. Mạc Phàm hơi híp mắt lại, trong mắt lộ ra chút vui mừng. Đây là lôi viêm chi hỏa. Mạc đại sư biết thứ này sao? Tên béo này hơi bất ngờ nói. Thứ này là anh ta dùng tất cả tài sản đổi lấy, ở nước ngoài không có mấy người biết. Mạc Phàm cười, đây là lôi viêm chi hỏa một trong những thứ giải trừ ngũ quỷ phệ thần chú của hắn, sao hắn có thể không biết? Nghe nói mỗi viên lôi viêm chi hỏa đều là một hành tinh cực nhỏ, cụ thể hình thành như thế nào, không ai biết. Chỉ ở một số lôi bạo chi địa, tử vong hạp cốc đặc biệt, mới có thể tìm thấy lôi viêm chi hỏa. Một viên lôi viêm chi hỏa nhỏ như vậy, nếu để ra bên ngoài, có thể phá hủy một ngọn núi nhỏ. Anh lấy thứ này ở đâu ra vậy? Mạc Phàm hỏi. Đây là tôi nhờ một người bạn Thanh Bang ở nước ngoài, mời đại sư của Thanh Bang tìm giúp, vốn dùng để báo thù. Tên béo này giải thích. Anh ta là đời sau của đám người Khương gia bỏ trốn, thay tên đổi họ ẩn cư ở nước ngoài nhiều năm, đến thế hệ anh ta cuối cùng cũng tích lũy được một chút tài phú. Anh ta dùng tất cả gia sản đổi lấy lôi viêm chi hỏa này, muốn giết chết mẫu cổ và người hoàng gia. Lúc trước anh ta chọc giận mẫu cổ kia, là muốn nhân cơ hội đồng quy vu tận với mẫu cổ, nhưng được Mạc Phàm cứu giúp. Lôi viêm chi hỏa giết đám người hoàng gia còn được, muốn diệt mẫu cổ thì kém rất nhiều. Mạc Phàm nói, mẫu cổ đã đến cảnh giới tiên thiên, thân thể cường hãn không nói, trong ngoài còn có yêu khí tiên thiên hộ thể, lôi viêm chi hỏa có thể khiến mẫu cổ bị thương, nhưng không thể giết chết mẫu cổ này, đến lúc đó sẽ có tai họa ngập đầu giáng xuống Khương gia. Vậy sao? Sắc mặt tên béo trắng bệch. Tông sư của Thanh Bang kia nói, dư giả giết chết tiên thiên tông sư, xem ra vẫn là anh ta xem thường thực lực của mẫu cổ rồi. May mà có Mạc Phàm ở đó, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. May mà có Mạc tiên sinh, mong Mạc tiên sinh nhận lấy những lôi viêm chi hỏa này. Tên béo cảm kích nói. Mạc Phàm cũng không khách sáo, cất lôi viêm chi hỏa đi. Lôi viêm chi hỏa này là thứ mà hắn cần, có thứ này, hắn chỉ cần tìm ba thứ khác là được, giảm bớt không ít phiền phức cho hắn. Đây là một lọ tinh khí đan dùng huyết nhục của mẫu cổ để luyện chế, bên trong có 200 viên. Anh lấy cho lão nhân và đứa bé phục dùng, có thể khiến bọn họ khôi phục chút nguyên khí. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, lấy hai bình ngọc ra nói. Tên béo này do dự một lúc, nhìn thoáng qua đám lão nhân và trẻ em gầy như que củi, khuôn mặt biến vàng, vẫn nhận lấy nó. Đúng rồi, Mạc đại sư, trong tháng này cậu nhất định phải cẩn thận Thanh Bang, Vạn Thiên Tuyệt đang bế quan sẽ không xuất hiện khoảng một thời gian, nhưng Thanh Bang có vài người đến Tiên Thiên Tông Sư. Không có nghĩa bọn họ sẽ không tới. Chuyện Mạc đại sư dùng ba chiêu giết chết tên cuồng đồ Thanh Bang ở nước ngoài, đã sớm truyền đến tai đám người Hoa ở nước ngoài, tất nhiên là anh ta biết. Sở dĩ Thanh Bang không phái người trả thù Mạc Phàm, là vì gần đây Thanh Bang đang thu xếp tụ long hội 10 năm một lần, toàn bộ người đứng đầu Thanh Bang trên thế giới đều đi tham gia, không có thời gian để ý tới chuyện nhỏ của Mạc Phàm. Nhưng anh ta biết được từ miệng người bạn Thanh Bang kia, Mạc Phàm hung hãn không được lâu đâu, chỉ trong một tháng này. Mạc Phàm giúp Khương gia anh ta nhiều như vậy, tất nhiên anh ta phải nhắc nhở Mạc Phàm một chút. Hả? Mạc Phàm nhướng mày lên, sau đó cười thoải mái. Tôi đã biết, chuyện Thanh Bang tôi sẽ xử lý, nếu không còn chuyện gì, tôi đi trước. Tên béo này nhíu mày, vẻ lo lắng lóe qua trong mắt, anh ta cũng không nói gì nữa, tiễn Mạc Phàm rời đi. Nửa tiếng sau, hai người một hồ ngồi trên phi cơ trực thăng khi đi tới. Mạc tiên sinh, chúng ta đi đâu thế, bây giờ phải về Đông Hải sao? Mộc Phong Nhạc cung kính hỏi, trên khuôn mặt có thêm rất nhiều cung kính, không có qua loa và nịnh nọt. Mạc Phàm nghĩ một lát, năm thứ giải trừ ngũ quỷ phệ thần chú, lôi kích mộc và lôi viêm chi hỏa đã có, chỉ còn lại lôi quang kim, lôi trì chi thủy và lôi trạch thạch. Đi Lỗ Châu đi, Mạc Phàm nói. Lôi quang kim và lôi trì chu thủy hắn còn chưa rõ, nhưng có lẽ lôi trạch thạch đến Lỗ Châu tìm sẽ có. Trong Sơn Hải Kinh ghi lại, lôi trạch có lôi thần, lôi trạch này ở ngay Lỗ Châu, hiện giờ tên là Hà Trạch. Đây là nơi duy nhất hắn nghĩ đến có liên quan đến lôi trạch thạch, nơi này cách Lỗ Châu không xa, Lỗ Châu ở ngay phía đông Tấn Châu, trái lại có thể đến thử vận khí một phen. Dạ, Mộc Phong Nhạc khởi động phi cơ, xác định vị trí. Phi cơ trực thăng cất cánh, rất nhanh liền lên cao mấy trăm mét, bay về phía Lỗ Châu.
Mạc Phàm ngồi ở trên máy bay, hắn lấy ngọc kiếm Khương gia đưa cho ra nghiên cứu. Ngọc kiếm này cũng quá kỳ lạ rồi, hắn dùng linh khí đều không có một chút phản ứng nào, hắn dùng thần niệm vẫn không nhúc nhích tí nào, giống như một vật chết. Do dự một lát, hắn điểm lên mi tâm, một giọt tinh huyết bay từ trong mi tâm ra, rơi vào trên vô phong kiếm này. Huyết dịch rơi vào trên ngọc kiếm, trong chớp mắt bị ngọc kiếm hấp thu. Chỉ thấy ngọc kiếm chớp lóe thanh quang, đâm về phía mi tâm Mạc Phàm, tốc độ rất nhanh, vậy mà Mạc Phàm còn chưa phản ứng kịp, ngọc kiếm đã đâm vào trong mi tâm hắn. Mi tâm chính là chỗ linh đài, nếu nơi này bị đâm phá, thần tiên cũng không cứu được. Mộc Phong Nhạc và Tiểu Hồ Ly chưa từng thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt hai người thay đổi. Mạc tiên sinh, Mộc đầu, Mạc Phàm khoát tay, ý bảo không sao đâu. Trong chớp mắt ngọc kiếm biến mất hơn phân nửa vào trong mi tâm Mạc Phàm, nhưng không xuyên qua phía sau đầu. Chỉ một lát sau, ngọc kiếm biến mất hoàn toàn. Mạc Phàm nhắm mắt lại, thần thức chìm vào trong thức hải. Trong thức hải mênh mông, đạo cơ của hắn vẫn giống như trước kia, cháy sáng nhất muội chân hỏa màu trắng. Trong thức hải, ngũ quỷ vệ thần chú rõ ràng hơn trước rất nhiều, lúc trước hoàn toàn là con rắn nhỏ hóa thành tranh thủy mặc, bây giờ mới có hình dạng rắn thực sự, nó càng ngày càng to vòng quanh đạo cơ của hắn, bộ dạng hung ác. Hắn nhìn lướt qua ngũ quỷ vệ thần chú một cái, liền nhìn về phía thức hải. Vô phong ngọc kiếm nên ở ngay trong thức hải, nhưng hắn không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Hắn thử rất nhiều phương pháp, vậy mà đều không có tác dụng, ngọc kiếm căn bản thờ ơ. Hắn chắc chắn ngọc kiếm không có địch ý với mình, lúc này mới đành phải rời khỏi thức hải. Ngọc kiếm có thể tiến vào thức hải của hắn một cách dễ dàng, tuyệt đối không phải là phàm phẩm. Nếu không phải công pháp, khẩu quyết không đúng, hẳn là tu vi của hắn không đủ để khống chế ngọc kiếm này. Bất luận là loại nào, đều là chuyện không thể sốt ruột được. Vẫn nên xử lý chuyện ngũ quỷ vệ thần chú trước đã. Mạc Phàm thở dài nói. Hắn mới rời khỏi thức hải, bỗng nhiên hắn nhíu mày, ánh sáng lạnh nở rộ. Ngay trước phi cơ trực thăng của bọn họ chưa tới cây số, hai chiếc phi cơ trực thăng bay nghênh diện tới, không có một chút ý tứ dừng lại. Nếu hai chiếc phi cơ trực thăng này va chạm đến, hắn không có gì phải sợ. Cho dù bây giờ hắn nhảy xuống, nhảy từ 100 mét xuống cũng có thể không có một chút thương tổn. Nhưng mang theo Mộc Phong Nhạc thì không dễ như vậy, rất có khả năng hai người bọn họ đều bị thương. Phía trước có hai cái phi cơ trực thăng, cẩn thận một chút. Mạc Phàm nhắc nhở. Mộc Phong Nhạc nhướng mày, hơi kinh hãi. Anh ta còn chưa nhìn thấy phi cơ trực thăng ở phía trước, ngay cả ra, đa còn chưa kiểm tra đo lường ra phi cơ trực thăng, vậy mà Mạc Phàm cảm nhận được trước sao? Anh ta ở với Mạc Phàm mấy ngày, gặp việc lạ còn nhiều hơn mấy năm nay, lúc này vẫn cảm thấy có chút khó mà tin như trước, không phải mắt người không thể so được với da, đa sao. Anh ta nhìn lướt qua menu kiểm soát phi cơ trực thăng bay qua, lập tức nhíu mày, một cái nút dấu đèn đỏ lóe lên. Thật sự có phi cơ trực thăng. Vẻ mặt anh ta ngạc nhiên, ấn nút đó, ánh sáng đỏ tắt, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Phía trước đúng là phi cơ trực thăng của Mạc tiên sinh phải không? Tôi là Lỗ Lão Hổ, có chút việc gấp muốn nhờ Mạc tiên sinh giúp đỡ, mong Mạc tiên sinh giúp tôi chuyện này, cho dù hết sạch tài sản Lỗ Lão Hổ cũng không chối từ. Hửm. Lông mày Mạc Phàm nhướng lên, lộ ra chút bất ngờ. Hắn chỉ cảm thấy có phi cơ cách đó không xa, không kiểm tra rõ ràng bên trong là ai, không ngờ là Lỗ Lão Hổ. Tối qua Lỗ Lão Hổ vội vàng rời đi, hôm nay lại vội vàng quay về tìm hắn. Dù hết sạch tài sản cũng không tiếc, chắc chắn có chuyện lớn xảy ra. Nhưng hắn vẫn hỏi ông ta một câu. Tìm tôi có chuyện gì? Mẹ và con tôi mắc phải một căn bệnh rất kỳ lạ, tìm rất nhiều bác sĩ mà không chữa khỏi, muốn mời Mạc tiên sinh ra tay chữa trị. Nếu Mạc tiên sinh không thể giúp tôi, Lỗ Lão Hổ tôi chỉ có thể nhảy từ trên phi cơ xuống. Giọng nói lo lắng của Lỗ Lão Hổ truyền từ trong thiết bị trên phi cơ trực thăng đến. Đường đường là Lỗ Lão Hổ của Hoa Bắc. Vừa cử động sẽ khiến cả Hoa Hạ chấn động 3 lần, lại bị ép đến mức này. Mạc Phàm nhíu mày, cho dù trong giọng nói của Lỗ Lão Hổ có vài phần uy hiếp, nhưng hắn không tức giận. Chuyện khi cha mẹ, con cái mình bị bệnh nhưng không làm gì được này, hắn cũng từng thấy rồi, hắn biết loại tuyệt vọng này mang đến thống khổ. Kiếp trước, bỗng nhiên bệnh tình của cha hắn không khống chế được, hắn cầu xin bác sĩ nhanh chóng cứu cha mình, thậm chí còn quỳ xuống với bác sĩ, mong bác sĩ cứu cha.
Cuối cùng hai bác sĩ kia chỉ làm một chút cứu giúp có cũng được mà không có cũng không sao, không có máy thở, không có thiết bị cứu giúp khác, nửa tiếng sau một bác sĩ khoa cấp cứu mới chậm rãi tiến vào. Gần như không làm gì, liền nói một câu chuẩn bị hậu sự rồi rời đi. Hắn chỉ có thể nhìn cha chịu đựng thống khổ khó có thể hình dung, sinh mệnh nhanh chóng suy tàn. Lúc ấy bàn tay cha vươn về phía hắn, khuôn mặt xanh mét, trong mắt đều là dục vọng muốn sống, cho dù là bây giờ hắn cũng không thể quên được. Nếu hiện giờ hắn từ chối Lỗ lão hổ, rất có khả năng ông chủ Lỗ sẽ nhảy xuống thật. Hắn đang vội đi tìm ba nguyên liệu khác, nhưng đến Lỗ ra xem một chút cũng không mất thời gian. Tôi đã biết, ông dẫn đường đi, Phong Nhạc, anh lái đến Lỗ ra với ông chủ Lỗ đi. Mạc Phàm không do dự nói. Cảm ơn Mạc tiên sinh, cảm ơn Mạc tiên sinh. Ông chủ Lỗ kích động nói. Không cần, đây là ông nên được, cứu người quan trọng hơn, nhanh đi thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ông chủ Lỗ này có vẻ tôn kính với hắn, tất nhiên hắn không phải là người không nói ân tình. Mộc Phong Nhạc lái phi cơ trực thăng đi theo ông chủ Lỗ. Hơn nửa tiếng sau, ba phi cơ trực thăng hạ xuống khu đất trống của một trang viên rất rộng. Mảnh đất trống này không khác sân bay loại nhỏ là mấy, thoải mái hạ ba chiếc phi cơ trực thăng xuống. Ngoại trừ phi cơ trực thăng ra, trên đất trống còn có một chiếc phi cơ tư nhân xa hoa, bên cạnh có nhiều người canh chừng. Hơn 10 chiếc xe bản số lượng có hạn so với chiếc phi cơ tư nhân trước mặt, đều kém xa. Trên mảnh đất trống này, bên đường đều có vệ sĩ canh gác, mỗi người đều lưng hùm vai gấu, hơi thở hùng hậu, không phải hạng người bình thường. Mạc Phàm mới xuống phi cơ trực thăng, ông chủ Lỗ cúi người chạy tới. Mạc tiên sinh, mời lên xe, nơi chúng tôi ở cách nơi này một khoảng nữa, ngồi xe sẽ nhanh hơn một chút. Một chiếc xe Lincoln màu đen dài đỗ trước người Mạc Phàm, không có một chút tạp âm nào, cửa xe được một mỹ nữ lái xe nóng bỏng mặc đồng phục mở ra. Mạc tiên sinh, mời. Mỹ nữ lái xe hơi khom người, lộ ra mảng lớn tuyết trắng trước ngực, cung kính nói. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn lướt qua khu đất trống này. Lỗ gia này đúng là rộng, ở Lỗ gia còn phải ngồi xe mới được, không biết trang viên Lỗ gia rộng bao nhiêu. Chẳng trách ngay cả hoàng gia cũng phải e ngại Lỗ lão hổ vài phần, chỉ riêng khí thế mảnh đất trống này, Lỗ gia không thua hoàng gia bao nhiêu. Hắn ngồi lên xe Lincoln, Lỗ lão hổ và Mộc Phong Nhạc cũng theo lên xe. Mạc tiên sinh, hội giao dịch lần này thế nào, có thu hoạch được gì không? Lỗ lão hổ không biết chuyện hội giao dịch, rót cho Mạc Phàm một ly La Phi 82 năm, nịnh nọt nói. Nghe thấy chuyện hội giao dịch, lỗ tai của tiểu hồ ly dựng thẳng, chui từ trong túi áo ra, muốn mở miệng khoe khoang chiến tích của nó, bị ánh mắt của Mạc Phàm ngăn cản. Lỗ lão hổ nhìn chằm chằm tiểu hồ ly đột nhiên xuất hiện, hơi sững sờ, tò mò hỏi. Mạc tiên sinh, vị này là linh thú của tôi, không cần để ý đến nó. Nói một chút về bệnh của người nhà ông xem. Mạc Phàm liếc mắt nhìn tiểu hồ ly một cái nói. Tất nhiên ông chủ Lỗ biết giá trị của tiểu hồ ly, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lúc này mới bao lâu, Mạc Phàm từ một học sinh trung học đến đại sư có được linh thú. Ông ta cũng không hỏi nhiều, nói với Mạc Phàm về tình trạng của mẹ và con trai ông ta. Bệnh này bắt đầu từ mấy ngày trước, ông ta đến Nam Dương một chuyến nói chuyện làm ăn quay về. Mẹ và con trai ông ta bắt đầu xuất hiện hiện tượng phát sốt, hôn mê, con của ông ta nói có một đứa bé luôn nói chuyện với nó. Đây là dính thứ gì bẩn về sao? Mộc Phong Nhạc nói xen miệng vào một câu. Mới đầu tôi cũng cho là như vậy, liền mời bắt quỷ đại sư nổi tiếng ở Tấn Châu, Thanh Đăng đại sư ở Ngũ Đài Sơn, ai biết Thanh Đăng đại sư đến Lỗ gia tôi một đêm liền chết, tinh huyết trên người đều bị hút khô, trước khi chết biểu cảm vô cùng khủng bố. Trong lòng Lỗ lão hổ vẫn còn thấy sợ hãi nói. Chuyện này. Sắc mặt Mộc Phong Nhạc trắng bệch, anh ta có nghe nói đến Thanh Đăng đại sư rồi, cao tăng đắc đạo ở Ngũ Đài Sơn, thực lực trúc cơ hậu kỳ, vô cùng lợi hại. Đại sư như vậy, lại bị hút khô tinh huyết mà chết. Sau đó thì sao? Sắc mặt Mạc Phàm như thường, tiếp tục hỏi. Sau đó tôi nhận được thiệp mời của Hoàng gia, đi tham gia hội giao dịch, tôi vốn định mời Hoàng gia ra tay. Kết quả gặp được Mạc tiên sinh. Lỗ lão hổ không có giấu giếm, nói chi tiết. Mạc Phàm có thể cứu sống Tần lão gia tử, có năng lực chữa trị ung thư, còn giải trừ bệnh truyền nhiễm, ông ta nhìn thấy Mạc Phàm liền không nghĩ đến chuyện mời hoàng gia. Tối qua ông vội vã rời đi là vì chuyện này sao?
Mạc Phàm hỏi. Tối qua đột nhiên mẹ và con trai tôi phát bệnh, bụng trướng lên như hoài thai 10 tháng, tôi mới nhanh chóng quay về. Mạc tiên sinh, cậu cảm thấy rốt cuộc mẹ và con trai tôi bị sao thế? Lỗ lão hổ gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, trong mắt tràn đầy chờ mong hỏi. Không phải quỷ tà thì là bệnh, đến đó sẽ biết, trái lại ông thì sao? Mạc Phàm nheo mắt, trong con người hắn lóe lên lam quang, hắn liếc mắt nhìn lỗ lão hổ một cái. Gần đây ông cảm thấy có gì khác không? Lỗ lão hổ bị Mạc Phàm nhìn chăm chú như vậy, vẻ mặt ngẩn ra, trái tim treo cao. Mạc tiên sinh, tôi bị sao thế, không phải tôi mắc bệnh kỳ lạ gì đấy chứ? Khi ông ta thấy mẹ ông ta phát bệnh bộ dạng vô cùng thống khổ, quả thực sống không bằng chết. Có phải vận khí ông biến tệ, tình hình thân thể rất kém, tính tình hay tính cách dị thường, xuất hiện ảo giác nghe lầm, thân thể ứ xanh và có triệu chứng không hiểu hay không? Sắc mặt lỗ lão hổ trầm xuống trong chớp mắt, mồ hôi như hạt đậu chảy từ trên trán ông ta xuống, chỉ trong phút chốc cả người ông ta như ngâm trong nước. Rất lâu sau, lỗ lão hổ nuốt nước bọt. Mạc tiên sinh, tôi dính tà vật gì sao? Ông sao? Mạc Phàm vừa định mở miệng, xe dừng lại. Mạc tiên sinh, đến nơi rồi, chúng ta đi xem tình hình của mẹ và con trai tôi trước, tôi thì không sốt ruột. Lỗ lão hổ lấy một chiếc khăn tay ra lau mồ hôi, bình tĩnh nói. Ừm. Mạc Phàm gật đầu đồng ý. Ông chủ lỗ này để đầu bóng loáng, vẻ mặt hung dữ, nhìn không giống người tốt gì. Nhưng tâm địa không tệ lắm. Ba người xuống xe, xe dừng trước một tòa biệt thự. Tòa biệt thự được xây theo phong cách châu Âu, trang trí như nhà trắng, ngoài cửa có hai đội nữ giúp việc và vệ sĩ. Ở cửa có một mỹ nữ cao gầy mặc lễ phục màu đen không tay, hai cánh tay tuyết trắng lộ ra ngoài, vạt áo trước ngực mở rộng ra, cổ chữ V lộ ra một mảng lớn tuyết trắng. Mỹ nữ này khoảng 26, 27 tuổi, còn cao hơn lỗ lão hổ một chút. Mái tóc nhuộm thành màu vàng búi lên đỉnh đầu, lỗ tai đeo hai chiếc khuyên tai. Trên gương mặt tuyệt mỹ, mặt ví như hàn băng, cơ ví như mỡ đông, hai mắt to như hai nguồn suối, tràn đầy thủy quang. Hai tay mỹ nữ này để trước ngực, cái cằm hơi nhếch lên, vẻ mặt cao ngạo, như nữ vương nhìn mọi người. Phía sau cô ta là một phụ nhân trung niên vẻ mặt âm u lạnh lùng, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của bà ta. Mỹ nữ này nhìn thấy Mạc Phàm bước xuống xe với lỗ lão hổ, lông mày nhíu chặt lại, trên mặt hiện lên bất mãn. Lão hổ, không phải anh tự mình đi mời đại sư của hoàng gia sao, sao hoàng gia lại phái đứa bé này tới, quá xem thường lỗ gia chúng ta rồi, vậy mà anh còn mang cậu ta tới lỗ gia chúng ta. Mỹ nữ này mới mở miệng, lỗ lão hổ nhíu mày, lập tức chừng mỹ nữ này một cái. Thi thi, đây là Mạc tiên sinh ở Đông Hải. Không được phép vô lễ với Mạc tiên sinh, mau xin lỗi Mạc tiên sinh đi. Mạc Phàm là người bọn họ vô lễ được sao, cho dù nơi này là lỗ gia bọn họ, chọc giận Mạc Phàm cũng có thể giết mọi người, sau đó thoải mái rời đi, chỉ là Hà Thi Thi không biết những chuyện này mà thôi. Nói xong vẻ mặt ông ta áy náy, nhanh chóng xin lỗi Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, đây là Hà Thi Thi vợ của tôi, cô ấy nhỏ tuổi nên không hiểu chuyện, cậu đừng chấp nhặt với cô ấy. Mạc Phàm nhíu mày, liếc mắt nhìn Hà Thi Thi một cái, ánh mắt khẽ lướt qua, nhìn về phía người trung niên phía sau Hà Thi Thi. Phụ nhân trung niên này giống như có cảm ứng, trên khuôn mặt âm trầm hiện lên dị sắc, khẽ nâng mí mắt liếc nhìn Mạc Phàm một cái, rất nhanh lại cúi đầu xuống. Không sao, chúng ta đi xem mẹ và con trai ông đi. Mạc Phàm không quan tâm lắm nói. Hà Thi Thi nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khinh thường, khóe môi khẽ cong lên. Tuổi không lớn lắm, trái lại còn giả trang dày dặn kinh nghiệm. Mạc tiên sinh, tôi thấy còn không bằng đứa bé hoàng gia phái tới. Lão hổ, người bị bệnh là mẹ và con trai anh đó, anh cứ lơ là như vậy, để một đứa con nít tới khám bệnh cho bọn họ, anh không sợ nhỡ đâu chậm trễ bệnh của mẹ và con trai anh sao? Đủ rồi, Thi Thi, vị này là Mạc tiên sinh thần y nổi tiếng ở Đông Hải, ung thư còn chữa trị được, y thuật của cậu ấy hoàng gia có thể so sánh được sao? Lỗ lão hổ hơi tức giận quát cô ta im miệng. Hà Thi Thi hơi nheo mắt, hơi bất ngờ liếc mắt đánh giá Mạc Phàm, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra tươi cười đùa giỡn. Ha ha, nhỏ như vậy có thể chữa trị ung thư, danh tiếng đúng là không nhỏ, gần đây ngực tôi hơi buồn bực, phía dưới còn có chút không thoải mái, Mạc tiên giúp tôi nhìn xem có vấn đề gì không. Một tay Hà Thi Thi sờ bộ ngực cao ngất của mình, một tay đặt ở bụng,
vẻ mặt buồn rầu như cầu xin. Tư thế quyến rũ, vấn đề nhạy cảm, khuôn mặt tuyệt mỹ, giọng nói mềm yếu lập tức làm hầu hết đàn ông đều miệng khô lưỡi đắng, khí huyết tuôn xuống dưới. Lỗ lão hổ cũng nuốt nước bọt, một lát sau mới khôi phục như bình thường, sắc mặt vô cùng khó coi. Mạc tiên sinh, bà xã của tôi bị tôi làm hư, tôi thay cô ấy xin lỗi cậu. Mạc Phàm còn chưa mở miệng, Hà Thi Thi lại xen miệng vào. Lão hổ, em đây là vì tốt cho anh, người sinh bệnh là mẹ và con trai của anh, em đã giúp anh mời bác sĩ Hoàng người của Hoàng gia làm ở bệnh viện thành phố, chắc sắp đến nơi rồi, Mạc tiên sinh này thì để cậu ta đợi ở đây đi. Hà Thi Thi lạnh lùng nói. Một đứa bé thì biết y thuật gì, còn bác sĩ chữa trị ung thư ở Đông Hải, nơi nhỏ bé đó, bác sĩ gây ung thư còn nghe được. Sắc mặt lỗ lão hổ thay đổi, trong lòng vừa gấp vừa giận. Ông ta muốn nổi giận, không biết vì sao luôn không tức nổi với Hà Thi Thi. Nhưng đợi Mạc Phàm nổi giận, lỗ gia bọn họ hối hận cũng xong rồi. Mạc tiên sinh, lỗ lão hổ vừa định xin lỗi, liền bị Mạc Phàm giơ tay ngăn cản. Bác sĩ Hoàng mà cô phải đợi, có khả năng đợi cả đời cũng không đợi được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hà Thi Thi nhìn lướt qua cách đó không xa, chỉ thấy một chiếc xe đang lái tới, khóe miệng cô ta nhếch lên, lộ ra tươi cười khinh thường. Mạc tiên sinh, cậu đừng nói như vậy, bác sĩ Hoàng gia đến rồi. Mộc Phong Nhạc ở bên cạnh Mạc Phàm nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Người phụ nữ này đúng là chưa tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, không để ý đến. Một chiếc xe dừng bên cạnh chiếc xe Lincoln kia, hạ nhân của lỗ gia vội vàng ra khỏi xe. A Siêu, bác sĩ Hoàng đâu? Hà Thi Thi thấy chỉ có một người đi ra, nhíu mày lại, bất mãn hỏi hạ nhân này. Sáng hôm nay bác sĩ Hoàng chết cháy trong phòng làm việc, hiện giờ cảnh sát đang điều tra chuyện này, anh ta không tới được rồi. Đầu hạ nhân kia đầy mồ hôi, nói chi tiết. Cái gì? Vẻ mặt Hà Thi Thi ngây ngốc, tươi cười trên mặt lập tức cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm lại quái dị thêm vài phần. Vừa rồi tiểu tử này nói bác sĩ Hoàng không tới được, bác sĩ Hoàng thật sự không tới được. Cái gì? Lỗ lão hổ cũng giật mình, bác sĩ Hoàng ra tự thiêu sao? Thi Thi, bác sĩ Hoàng đã không tới được, em nhanh tránh ra, để Mạc tiên sinh vào đi, Hà Thi Thi nhíu mày, trên mặt hiện lên lạnh lùng. Để Mạc tiên sinh này tiến vào cũng được, nhưng nếu xảy ra chuyện gì, đừng trách em không nhắc nhở anh, dù sao cũng là mẹ và con trai của anh. Lỗ lão hổ lắc đầu, không biết nói gì cho phải. Bác sĩ Mạc, chúng ta vào thôi. Mạc tiên sinh, mời vào, để cho tôi nhìn xem cậu có bản lĩnh gì. Hà Thi Thi âm dương quái khí nói. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, đi theo lỗ lão hổ vào trong biệt thự. Trong biệt thự, trong phòng ngủ không gian rộng. Trên một cái giường có bà lão tóc hoa râm nằm, trên chiếc giường khác là một đứa bé 5, 6 tuổi. Một già một trẻ. Sắc mặt xanh mét, hai mắt nhắm chặt, chau mày, bụng còn to hơn phụ nữ hoài thai 10 tháng. Làn da trong suốt có thể nhìn thấy lục phủ ngũ tạng bên trong, bộ dạng như muốn nổ tung bất cứ lúc nào, nhìn làm da đầu người ta run lên. Nếu không phải bụng hai người còn lên xuống, sẽ làm người ta tưởng rằng là hai người chết. Xung quanh có không ít thiết bị chữa bệnh tiên tiến, mấy chục bác sĩ y tá mặc áo dài trắng bận rộn chạy quanh lão phu nhân và đứa bé. Mộc Phong Nhạc vừa mới tiến vào, không tự chủ được run lên một phen. Phòng này có không ít người, cũng không mở điều hòa, nhưng lạnh hơn những nơi khác rất nhiều. Mạc tiên sinh, nơi này rất lạnh. Mộc Phong Nhạc nhỏ giọng nói. Mạc Phàm gật đầu, liếc nhìn trong phòng. Hai tay Hà Thi Thi để trước ngực, khóe miệng nhếch lên, cười lạnh lùng. Đã quên nói cho cậu biết, mấy ngày hôm trước Thanh Đăng Đại Sư đã tới. Nhưng hôm sau Thanh Đăng Đại Sư liền chết, Mạc tiên sinh, cậu phải suy nghĩ thật kỹ đó. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, mắt nhìn một vật phẩm trang sức ở đầu giường đứa bé. Vật phẩm trang sức này to bằng lòng bàn tay, phía dưới là một đài sen màu vàng, bên trên có một kim thân đồng tử vẻ mặt tươi cười, trên người có khắc kinh Phật, nhìn không khác gì vật phẩm trang sức bình thường. Thứ này lấy đâu ra thế? Mạc Phàm đi đến bên cạnh vật phẩm trang sức kim thân đồng tử này, hỏi. Mạc Phàm vừa nói những lời này, sắc mặt Hà Thi Thi và phụ nhân lạnh lùng sau lưng cô ta thay đổi, rất nhanh liền khôi phục như thường. Cái này sao? Ông ta luôn bận rộn làm ăn ở ngoài,
một số chuyện vụn vặt trong nhà, ông ta cũng không biết. Thi Thi, thứ này ở đâu ra vậy? Khi sinh nhật Tiểu Hổ bạn bè thân thích đưa, cụ thể là người nào đưa em cũng không biết, hình như là mua từ Thái Lan về, thứ này không có vấn đề gì đâu, nó ở đó mấy tháng rồi mà. Hà Thi Thi lạnh giọng nói. Mạc tiên sinh, đồng tử này có vấn đề gì sao, không phải thứ này khiến mẹ và con trai tôi bị bệnh nặng đấy chứ? Lỗ Lão Hổ lo lắng hỏi. Không phải, nhưng cũng không phải là thứ tốt gì, tốt nhất đừng để ở trong nhà. Mạc tiên sinh, rốt cuộc thứ này là gì? Lỗ Lão Hổ tò mò hỏi. Cổ mạn đồng. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cổ mạn đồng. Lỗ Lão Hổ và Mộc Phong Nhạc vừa nghe sắc mặt lập tức thay đổi, rõ ràng hai người bọn họ đều biết thứ này. Cổ mạn đồng là thánh vật có lịch sử trăm năm của Đông Nam Á, dùng hài cốt của đứa bé sinh non hay chết non và mỡ thi thể, trải qua cao tăng hay pháp sư làm phép, ký linh hồn vào bên trong. Có thể giúp người ta tiêu tai họa giải nạn, tăng phúc tụ tài và nhiều tác dụng kỳ diệu khác, không khác vận tài đồng tử của hoa hạ mấy. Nghe nói một vị tướng quân của Thái Lan, khi đánh giặc mang theo con của mình luyện chế thành cổ mạn đồng, bách chiến bách thắng, công vô bất khắc, thánh vật này mới lưu truyền ra ở Thái Lan, đến bây giờ sớm hình thành sản nghiệp dây chuyền. Rất nhiều người đến nước Thái Lan du lịch, đều hướng về Phật bài và cổ mạn đồng của Thái Lan. Nhưng không phải mỗi cổ mạn đồng phụng dưỡng đều có thể đạt được tác dụng như mong muốn. Cổ mạn đồng sớm thành một loại sản nghiệp, có thể mua được ở rất nhiều nơi trong nước Thái, nhưng với trình độ chữa bệnh hiện giờ, đâu có nhiều đứa bé như trước dùng để luyện chế thành cổ mạn đồng. Ngoài ra đứa bé chết hiểu vốn có oán khí nặng, không có cao tăng, pháp sư chân chính làm phép, có thể tiêu trừ oán khí hay không thì chưa chắc. Nếu không thể tiêu trừ oán khí, còn đáng sợ hơn tiểu quỷ thông thường. Dù sao vốn là đứa bé nên đầu thai chuyển thế, lại bị giam giữ trong tượng đất, không phải là chuyện tốt gì. Lúc trước có một nữ minh tinh phụng dưỡng cổ mạn đồng, hy vọng có thể khiến sự nghiệp lên tới đỉnh cao, kết quả chuyện không hay xảy ra, bị chính cổ mạn đồng mình dưỡng phi lễ, không thể không mời đại sư xử lý cổ mạn đồng này. Chuyện này, sắc mặt Lỗ Lão Hổ khó coi, như bị người ta tát mấy cái. Con của ông ta bị người ta để cổ mạn đồng bên người, vậy mà ông ta không biết. Tôi lập tức bảo người ta mời nó đi. Cổ mạn đồng này đã để ở trong nhà, thì không thể ném đi tùy tiện như một món đồ nào đó, nếu không sẽ bị cổ mạn đồng trả thù. Không cần phiền phức như vậy, sau này đừng chạm vào những thứ như thế là được. Mạc Phàm nhắc nhở. Hà Thi Thi nghe thấy những lời Mạc Phàm nói, lông mày nhăn lại, vẻ mặt không dám tin. Muốn tiến cổ mạn đồng này đi, nhất định phải do đại sư cúng siêu độ 7749 ngày, hơn nữa cổ mạn đồng này phải nguyện ý đi mới được, vậy mà Mạc Phàm nói không cần phiền phức như vậy. Mạc tiên sinh, chẳng lẽ cậu còn biết thuật pháp siêu độ, cho dù cậu biết, cũng không dễ như vậy chứ? Mạc Phàm lắc đầu cười, một tiểu quỷ mà thôi, còn cần hắn siêu độ sao? Ba quỷ vương trăm năm của Chu Trường Hoàng, đều là hắn để bọn họ đầu thai chuyển thế. Càng không nói đến một cổ mạn đồng. Ra đi. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe dị sắc. Bên trên cổ mạn đồng lóe sáng kim quang, một đứa bé yểu điệu lập tức xuất hiện. Đứa nhỏ này như đồng tử đưa tiền trên tranh Tết, làn da như đồ sứ, hai mắt có lệ, nhìn Mạc Phàm với vẻ hoảng sợ, giống như nhìn thấy khắc tinh, thân thể liên tục run rẩy. Đứa bé này vừa xuất hiện, vẻ mặt không ít người trong phòng ngủ ngẩn ra. Bọn họ chưa từng thấy quỷ. Nhưng hiện giờ lại có một con quỷ xuất hiện trước mặt bọn họ. Không ít người run rẩy, chảy mồ hôi lạnh. Đi đầu thai đi. Mạc Phàm tạo pháp ấn, một ký hiệu bay vào trong cơ thể cổ mạn đồng. Thân thể cổ mạn đồng run lên, trong mắt lộ ra một chút hoảng hốt, bất ngờ, kinh ngạc vui mừng. Hai tay đứa bé tạo thành hình chữ thập, lại Mạc Phàm một cái, nhưng lại có chút lưu luyến nhìn thoáng qua con trai của Lỗ Lão Hổ trên giường, giống như có chút lo lắng và không nỡ. Sao Mạc Phàm có thể không nhìn ra ý của cổ mạn đồng, hắn giơ tay ra búng một cái, lại có một đám linh khí đánh vào trong cơ thể cổ mạn đồng. Có tôi ở đây, thứ trên người đứa bé sẽ được giải nhanh thôi, cậu đi đi, niệm tình thiện lương của cậu, tôi tiễn cậu một đoạn đường. Pháp ấn lúc trước của hắn chỉ giải trừ gông cùm xiềng xích trên người cổ mạn đồng này, để cho đứa bé đầu thai chuyển thế, nhưng có đám linh khí này, có thể khiến kiếp sau đứa bé được đầu thai vào nhà tốt. Sẽ không phải chịu khổ như trước. Kim quang trên người cổ mạn đồng lại sáng lên, trên khuôn mặt đáng yêu đều là vui sướng, lại Mạc Phàm,
sau đó hóa thành một đạo kim quang bay về phía tây. Tượng bùn kim thân kia tự vỡ nát, vỡ ra thành mấy cánh hoa. Cổ Mạn Đồng này vừa biến mất, trong phòng lập tức ấm áp hơn nhiều. Trong phòng ngủ, vẻ mặt không ít người sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn về phía Mạc Phàm, ánh mắt rất kỳ lạ. Nhất là Hà Thi Thi và phụ nhân sau lưng cô ta, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm rét lạnh thêm vài phần. Một đứa bé 16, 17 tuổi, vậy mà nói mấy câu là có thể siêu độ Cổ Mạn Đồng, cho dù là cao tăng tu luyện trong tự miếu mấy chục năm cũng không làm được. Lỗ Lão Hổ cũng khiếp sợ, ông ta chỉ thấy công phu của Mạc Phàm, chưa từng thấy Mạc Phàm dùng pháp thuật, ai ngờ pháp thuật của Mạc Phàm cũng cao như vậy. Cảm ơn Mạc tiên sinh. Lỗ Lão Hổ vội vàng nói. Lỗ Lão Hổ vừa nói xong, giọng nói chói tai của Hà Thi Thi truyền đến. Đợi cậu ta chữa khỏi bệnh cho mẹ và con trai anh, hãy cảm ơn. Lỗ Lão Hổ nhíu mày, lạnh lùng liếc Hà Thi Thi một cái. Thi Thi, ở đây không có chuyện của em đi ra ngoài trước đi. Khi Mạc Phàm không phát giận, sẽ giống như người bình thường. Một khi chọc giận Mạc Phàm, Mạc Phàm là tử thần. Thừa dịp Mạc Phàm còn chưa nổi giận, nên bảo Hà Thi Thi rời đi trước tốt hơn. Khuôn mặt người phụ nữ này, bộ dạng khi ở trên giường đều tốt, chỉ là miệng quá độc. Nhớ đâu chọc giận Mạc Phàm, bọn họ sẽ không chịu nổi đâu. Gì mà không có chuyện của em, tuy người nằm trên giường không phải mẹ ruột em, nhưng là mẹ chồng, con trai không phải con ruột em sinh, bình thường cũng gọi em một tiếng gì, bọn họ bị bệnh, sao em có thể ra ngoài được, nhất là để cho một bác sĩ không rõ lai lịch chữa bệnh cho bọn họ, em càng phải ở bên cạnh nhìn chăm chú, nhớ đâu người này có toan tính gì khác, em còn có thể nhắc nhở anh chút ít. Hà Thi Thi giả mù sa mưa nói. Bên cạnh Mạc Phàm, không đợi Mạc Phàm có phản ứng gì, Mộc Phong Nhạc liền không nhịn được đứng dậy. Mạc Phàm không chỉ cứu anh ta, còn trả lại sự trong sạch cho bạn gái anh ta nữa, anh ta không thể chấp nhận được những người khác nhục nhã Mạc Phàm như vậy. Ông chủ Lỗ, Mạc tiên sinh vốn vội vàng đến Lỗ Châu, thấy ông sốt ruột cứu người, lúc này mới đến Tấn Châu với ông một chuyến, đây là thái độ của các ông đối đãi với Mạc tiên sinh chúng tôi sao? Chuyện này, vẻ mặt ông chủ Lỗ khó xử, ông ta còn chưa kịp giải thích. Hà Thi Thi híp mắt, liếc mắt nhìn Mộc Phong Nhạc một cái. Chủ nhân còn chưa lên tiếng, chó đã kêu trước, cậu là ai, báo tên họ mình ra trước. Mộc Phong Nhạc Mộc gia ở Giang Nam. Mộc Phong Nhạc không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Tôi tưởng là đại gia tộc gì cơ, hóa ra là người Mộc gia, chắc chắn không phải đại thiếu Mộc gia đúng không, cho dù là đại thiếu Mộc gia, cậu cảm thấy nếu cậu ta dám kêu gào ở Lỗ gia chúng tôi như cậu, sẽ có kết cục gì? Hà Thi Thi khẽ nhếch miệng, cười khinh thường nói. Cô ta thấy Mộc Phong Nhạc ăn mặc không tầm thường, còn tưởng là công tử nhà nào, kết quả chỉ là tam thiếu gia tứ thiếu gia của Mộc gia mà thôi. Cả Mộc gia đều phụ thuộc vào hoàng gia không dám làm gì Lỗ gia, một tiểu tử Mộc gia cũng dám nói chuyện với cô ta như vậy. Tôi thật sự có chút tán thưởng can đảm của cậu. Hà Thi Thi cười nói thêm một câu. Cô, Mộc Phong Nhạc nhíu chặt mày, không biết nên nói gì. Lỗ gia nổi tiếng là phú hào ở Hoa Bắc. Ở Hoa Bắc dám xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Mộc gia bọn họ có chút danh tiếng ở Giang Nam, nhưng đừng nói là thứ hai, còn không nằm trong top 20. Phu nhân Lỗ gia, quả thật không phải người anh ta có thể trêu chọc. Mạc Phàm nheo mắt, trong mắt lộ ra hàn quang, phòng ngủ này vừa mới ấm hơn được một chút, theo cái nheo mắt này của hắn, còn lạnh hơn trước rất nhiều. Sắc mặt mọi người trong phòng ngủ đều thay đổi, nhìn Mạc Phàm với vẻ sửng sốt. Trong chớp mắt chán Lỗ Lão Hổ đầy mồ hôi, trái tim bị treo lên cao. Ông ta từ Đông Hải quay về Tấn Châu, cố ý lưu ý tin tức về Mạc Phàm. Trương gia đắc tội Mạc Phàm, nhà tan cửa nát. Vương gia đắc tội Mạc Phàm, trời giáng thập nan. Lý Hưng đắc tội Mạc Phàm, chết. Không có một ai đắc tội Mạc Phàm, sẽ có kết cục tốt. Hôm nay bà xã ông ta uống nhầm thuốc, hay va vào họng súng nào đó à? Mạc Phàm nhìn Hà Thi Thi chăm chú, lạnh lùng nói. Cô vừa nói cái gì? Hà Thi Thi vốn sửng sốt, sau đó cười không sợ hãi. Nơi này là Lỗ gia, cho dù cô ta làm gì, tiểu tử này có thể làm gì cô ta? Vừa rồi tôi nói rất nhiều, cậu muốn nghe câu nào? Cô vừa nói tôi có toan tính khác. Mạc Phàm hỏi. Đúng vậy, chẳng lẽ cậu không có toan tính khác sao,
bác sĩ các cậu chữa bệnh cho người ta không phải toan tính tiền bạc, mưu cầu lợi ý sao? Hà Thi Thi cười mỉa nói. Mạc Phàm lắc đầu cười, hắn cần toan tính tiền bạc, mưu cầu lợi ý sao? Người phụ nữ này quá coi trọng tiền tài, danh lợi rồi. Mấy thứ này ở trong mắt hắn, chỉ là gió thoảng mây trôi mà thôi. Lỗ phu nhân đúng không, vĩnh viễn đừng dùng mắt thấy ở dưới đáy giếng, tôi không phải là người cô có thể tưởng tượng được, nếu không cho dù bộ dạng cô xinh đẹp đến mấy, cũng chỉ là con ếch xinh đẹp, còn nữa, vì đứa bé trong bụng cô vẫn nên câm miệng thì tốt hơn, nếu không tôi không cam đoan cô còn có thể nói chuyện với tôi hay không. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Đổi lại là những người khác nói chuyện với hắn như Hà Thi Thi vừa rồi, hắn đã để cho người đó phải hối hận cả đời. Nhưng hắn có một loại người không xử phạt, là phụ nữ có thai. Hà Thi Thi này đã có thai, lúc này hắn mới không để ý đến Hà Thi Thi. Chỉ là nếu Hà Thi Thi vẫn tiếp tục làm vậy, hắn không ngại ra tay đâu. Vẻ mặt Hà Thi Thi ngẩn ra, trên khuôn mặt tuyệt mỹ là tái mét, mãi mới phản ứng kịp. Lửa giận hiện lên trong mắt cô ta. Cô ta đường đường là phu nhân của Lỗ gia lại bị một tên tiểu tử dọa sợ, còn bị một tên tiểu tử gọi là ếch, đúng là buồn cười. Cậu vẫn nên chữa khỏi cho mẹ chồng và con trai tôi trước, nếu như bọn họ xảy ra chuyện gì, có khả năng cậu ngay cả ếch cũng không làm được. Lỗ lão hổ đứng bên cạnh chảy mồ hôi ròng ròng, vội vàng chạy tới. Mạc tiên sinh, bà xã tôi mang thai, gần đây tính tình không tốt, cậu đừng. Mạc Phàm không để ý đến Lỗ lão hổ. Lạnh lùng liếc nhìn Hà Thi Thi một cái. Có tôi ở đây, cho dù Vu Tổ đến đây, cũng đừng nghĩ đến chuyện mang bọn họ đi. Hắn nói xong đi đến bên cạnh đứa bé kia. Lam quang trong mắt hắn đảo qua đứa bé, ý niệm khẽ động, trên tay hắn lập tức xuất hiện bạch quang nhàn nhạt. Hư! Một chữ vang lên, tay và cánh tay hắn biến thành trong suốt, vươn về phía cái bụng cao ngất của đứa bé. Sắc mặt mọi người xung quanh đều thay đổi. Dừng tay! Cậu làm gì thế? Trong đó có một bác sĩ vội vàng bảo hắn dừng lại. Bụng đứa bé đã trướng thành như vậy, khẽ đụng nhẹ nhàng cũng có thể khiến cái bụng vỡ ra. Mạc Phàm dùng lực nắm như thế, không phải là chọc thủng một cái lỗ to trên bụng đứa bé sao? Tim Lỗ lão hổ đập lỡ một nhịp, sắc mặt vô cùng khó coi. Hà Thi Thi và phu nhân sau lưng cô ta cười lạnh lùng, trong mắt lóe sáng vẻ đắc ý. Bác sĩ gì chứ? Không khác gì tên đồ tể. Tay vừa chạm vào, đứa nhỏ này muốn không chết cũng không được. Thần y Đông Hải gì chứ, rõ ràng là sát thủ, các người còn thất thần làm gì, nhanh bắt lấy cậu ta. Hà Thi Thi cười nói. Ở đây chỉ có Mộc Phong Nhạc là bình tĩnh. Mấy tên vệ sĩ Lỗ gia còn chưa tới bên cạnh Mạc Phàm, tay Mạc Phàm đã chạm vào bụng đứa nhỏ này. Mấy y tá kêu lên một tiếng, sợ tới mức nhắm mắt lại. Bọn họ thấy rạch bụng người bệnh không ít lần, nhưng rạch và làm vỡ bụng là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nhưng ngay sau đó, mọi người sửng sốt. Tay Mạc Phàm chui vào bụng đứa bé, giống như biến thành tay xuyên thấu qua làn da. Đừng nói là rạch bụng, không có một chút vết thương nào. Chuyện này. Ngoại trừ Mộc Phong Nhạc ra, mắt mọi người đều mở to, bên trong đều là khó mà tin. Đây là tình huống gì thế? Một bàn tay. Trong chớp mắt như trở nên trong suốt. Ngay cả Hà Thi Thi và người phụ nữ sau lưng cô ta cũng vô cùng khiếp sợ. Mấy người muốn đi bắt Mạc Phàm lập tức dừng lại. Một ký hiệu chớp lóe trên tay Mạc Phàm, bụng đứa bé nhỏ đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ chưa tới một phút, liền khôi phục bình thường, sắc mặt đứa bé cũng chậm rãi khôi phục. Trên tay Mạc Phàm xuất hiện thứ gì đó như một trang giấy to bằng móng tay. Mạc tiên sinh. Đây là thứ gì thế? Ông chủ Lỗ nhìn thấy thứ trong tay Mạc Phàm, vội vàng hỏi. Ngưu bì hàng, Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lời này vừa vang lên, mọi người trong phòng ngủ lại khiếp sợ. Hàng đầu thuật, là một loại vu thuật lưu truyền ở Đông Nam Á. Nghe nói hàng đầu thuật bắt nguồn ở Hoa Hạ, trải qua trăm năm phát triển, tự phát triển thành một loại khác. Cũng có truyền thuyết, hàng đầu thuật là khi Đường Tăng đi thỉnh kinh. Đi ngang qua Trường Giang và Hoàng Hà ở Xiêm La, bị ô quy tinh ném vào sông, toàn bộ kinh thư bị rơi vào trong nước, chỉ thu lại được một phần. Đại thừa kinh, các phần tiểu thừa sấm khác, bị dòng nước cuốn vào Xiêm La, sau này trở thành hàng đầu thuật. Loại thuật này có thể cứu sống người, nhưng cũng có thể thông qua ngày sinh tháng đẻ, tên tuổi, đồ từng dùng, tóc của người khác để hại người trong vô hình.
Hàng đầu thuật tương tự với cổ thuật, hai thứ này được xưng là hai đại tà thuật của Đông Nam Á, mọi người nghe mà biến sắc. Hàng đầu thuật có rất nhiều chủng loại, ái tình hàng, độc hàng, phi hàng, quỷ hàng, thạch đầu hàng, vân vân. Ngưu bì hàng này là một trong những hàng đầu thuật. Hàng đầu sư dùng pháp thuật thu nhỏ lại một tấm ngưu bì, da trâu, đặt nó trong thức ăn hay đồ uống của người kia sẽ vô tình ăn phải thứ đó vào trong bụng. Hàng đầu sư chỉ cần đọc chú ngữ, ngưu bì sẽ biến to trong bụng kẻ bị trúng thuật, dần dần sẽ như con trai của Lỗ Lão Hổ, bụng phệ như phụ nữ có thai. Ngưu bì hàng này vô cùng thần bí trong mắt những người khác, ở trong mắt Mạc Phàm chỉ là tu di thuật có thể biến lớn thu nhỏ mà thôi, dùng tay là giải được. Thứ như tờ giấy này được Mạc Phàm lấy ra, mắt Hà Thi Thi và phụ nhân sau lưng cô ta âm u, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú. Tiểu tử này ngay cả hàng đầu thuật cũng biết, còn giải hàng đầu thuật một cách dễ dàng. Mạc tiên sinh, có thể điều tra ra ai hạ thuật này không? Sắc mặt Lỗ Lão Hổ vô cùng âm trầm, hỏi. Vốn là cổ mạn đồng, cuối cùng là hàng đầu thuật, thậm chí có người đánh chủ ý lên Lỗ gia ông ta, nhất định phải điều tra rõ chuyện này. Lão Lão Hổ không phát huy, thực sự nghĩ ông ta là mèo bệnh à? Lỗ Lão Hổ vừa mới nói xong, bỗng nhiên ngưu bì kia bốc cháy. Chỉ trong chớp mắt đã bị thiêu đốt hầu như không còn. Mạc Phàm khẽ cau mày, trong mắt hiện lên sắc lạnh. Trái lại hàng đầu sư này rất thông minh. Lúc này, không biết người nào kêu lên. Không hay rồi, bụng lão phu nhân lại biến to. Mọi người nghe thấy vậy vội quay đầu nhìn, chỉ thấy bụng lão phu nhân vốn nhét cùng một thứ đồ, lại to hơn nhiều, giống như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. À, trên giường bệnh lão phu nhân vốn im lặng, lông mày nhíu chặt lại, vùng vẫy kịch liệt, giống như rất thống khổ. Mạc đại sư, nhanh cứu mẹ tôi với. Sắc mặt Lỗ Lão Hổ thay đổi trong chớp mắt, tràn đầy vẻ bối rối, vội vàng cầu xin. Mạc Phàm không ngập ngừng, tay tạo pháp thuật, một pháp ấn bay vào bụng lão phu nhân, biến mất trong bụng bà ta. Bụng lão phu nhân nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, lúc này bà ta mới an tĩnh lại, trên trán đầy mồ hôi. Chỉ một lát sau, pháp ấn mang theo một ngưu bì khác bay về phía tay Mạc Phàm, giống như tấm trước, ngưu bì mới gặp không khí liền bốc cháy. Mạc Phàm lại tạo pháp ấn này đánh vào ngực lão phu nhân, lúc này sắc mặt lão phu nhân mới khôi phục như thường, ngủ say, tiếng ngáy nhỏ vang lên. Mạc tiên sinh, giải được hàng đầu thuật trên người mẹ tôi chưa? Lỗ Lão Hổ thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán hỏi. Ngưu bì hàng xong rồi, còn thạch đầu hàng chưa giải, dạ dày mẹ ông đã biến thành tảng đá. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng lam quang, nhìn lướt qua người mẹ Lỗ Lão Hổ một lần, nói. Trên người con trai Lỗ Lão Hổ chỉ có ngưu bì hàng, nhưng trên người mẹ ông ta có hai cái, một cái khác là thạch đầu hàng. Hàng đầu thuật này có thể khiến dạ dày kẻ bị trúng thuật biến thành tảng đá, không khác gì mộc hóa của Thanh Khâu nhất tộc. Nếu không biết giải thạch đầu thuật, thì không thể nghịch chuyển. Cái gì? Trong mắt Lỗ Lão Hổ đầy lửa giận, quả đấm vang lên răng rắc. Tên khốn nạn này hạ ngưu bì hàng với mẹ con ông ta còn chưa tính, vậy mà còn hạ thạch đầu hàng với mẹ ông ta, đúng là quá độc ác, có bản lĩnh đánh chủ ý vào ông ta này. Mạc tiên sinh, cậu có biện pháp giải thạch đầu thuật này không? Nếu không có cấy ghép được không, tôi và mẹ tôi có cùng nhóm máu, có thể cấy ghép dạ dày tôi. Lỗ Lão Hổ không do dự nói. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Lỗ Lão Hổ với vẻ khác thường. Cấy ghép thì không cần, sao tôi lại không có biện pháp giải trừ được chứ? Trong mắt Mạc Phàm lóe lên hàn quang, nói. Giết hàng đầu sư thi triển hàng đầu thuật sẽ tự giải. Vậy còn đợi gì nữa, mong Mạc tiên sinh nhanh thi pháp. Đợi hàng đầu sư kia xuất hiện đã. Mạc Phàm nói. Hắn giải hàng đầu thuật, hắn không tin hàng đầu sư này không đến, nếu không đến, hắn tìm là được. Mẹ tôi sẽ không sao chứ? Vẻ mặt Lỗ Lão Hổ lo lắng nói. Nhớ đâu đợi lúc hàng đầu sư cảm nhận được hàng đầu thuật bị phá giải, gia tăng thạch đầu thuật, dạ dày bị hóa đá có lẽ còn sống được, nếu tim gan phổi bị hóa đá, cho dù là thần tiên cũng không cứu được. Tôi đã làm phép trên người mẹ ông rồi, hàng đầu sư kia muốn thôi động thạch đầu hàng, phải phá giải pháp thuật của tôi trước rồi nói sau, chỉ cần người đó dám đến, hàng đầu thuật trên người mẹ ông sẽ được giải thôi. Mạc Phàm tự tin nói. Lúc này Lỗ Lão Hổ mới yên tâm, trên mặt lại tràn đầy lửa giận. Ông ta không ở nhà vài ngày,
trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu hàng đầu sư kia dám đến, nhất định phải khiến kẻ đó có đến mà không có về, nếu không lại làm người ta tưởng Lỗ gia ông ta dễ bắt nạt. Mạc tiên sinh, cảm ơn cậu đã cứu mẹ và con trai tôi, đợi hàng đầu sư kia xuất hiện, mong Mạc tiên sinh ra tay giúp đỡ. Lỗ lão hổ khẩn cầu nói. Nếu là hàng đầu sư gây ra, vậy Thanh Đăng đại sư chết thảm như vậy hơn phân nửa cũng do người này. Thanh Đăng đại sư đến chúc cơ hậu kỳ cũng chết trên tay hàng đầu sư, có Mạc Phàm ở đây mà nói, sẽ nắm chắc phần thắng hơn nhiều. Không có vấn đề. Mạc Phàm gật đầu. Nếu đã đến đây rồi, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên. Tuy Hà Thi Thi này vô cùng đáng ghét, nhưng Lỗ lão hổ coi như hiếu thuận. Trong lòng Lỗ lão hổ vui vẻ, ông ta lấy một cái hộp vô cùng tinh xảo từ trong túi áo ra. Ông ta ấn lên hộp một cái, nắp hộp mở ra, một dòng chi khí mênh mông như thời hoang cổ tỏa ra, một thứ gì đó như răng thú xuất hiện trong hộp. Mạc tiên sinh, đây là đồ gia truyền của Lỗ gia chúng tôi, Mạc tiên sinh đã cứu mẹ và con trai tôi, đại ân này không lời nào cảm tạ hết được, tôi có thứ này tặng Mạc tiên sinh. Lỗ lão hổ đưa hộp cho Mạc Phàm nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn cái răng này một cái, mắt hơi nheo lại. Hắn còn chưa kịp thấy rõ là thứ gì, Hà Thi Thi phẫn nộ nói. Lỗ lão hổ, anh có ý gì đây, thứ chân quý như vậy, anh không tặng cho em, vậy mà anh tặng cho một người ngoài, anh coi em là gì của anh? Đủ rồi, em câm miệng cho anh. Không biết Lỗ lão hổ lấy đâu ra lửa giận, tức giận nói. Mắt Hà Thi Thi mở to, trong mắt hiện lên sắc lạnh. Được lắm, Lỗ lão hổ, anh vì một người ngoài, cũng dám hung dữ với tôi, hy vọng anh đừng hối hận. Hà Thi Thi hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, người đàn bà kia nhìn lướt qua đồ trong tay Lỗ lão hổ, cũng rời đi theo. Mạc tiên sinh, cậu đừng chê, mong cậu đừng ghét bỏ bảo bối này. Lỗ lão hổ cười nói. Mạc Phàm nhíu mày, cất thứ này đi, tay khẽ tạo pháp ấn đánh lên người Lỗ lão hổ, pháp ấn nhanh chóng biến mất không thấy. Lỗ lão hổ tự mình đưa hai người đến phòng khách, đi chuẩn bị tiệc tối và an bài nhân thủ. Mọi người mới giải tán không lâu, trong một phòng ngủ ở trong biệt thự, trước cửa sổ sát đất. Hà Thi Thi kéo mảnh ra, hàm răng cắn chặt, trong mắt sắp phun lửa, nhìn bên ngoài. Cái tên đáng chết này, vậy mà đưa bảo vật đó cho một đứa con nít, đúng là không biết sống chết, sớm biết sẽ như vậy, bản tiểu thư đã không cần phiền phức như thế, trực tiếp hạ thuật diệt cả nhà Lỗ gia. Cô ta tới Lỗ gia gả cho Lỗ lão hổ, là vì bảo bối gia truyền của nhà Lỗ lão hổ. Cô ta hầu hạ Lỗ lão hổ thoải mái dễ chịu vài lần trên giường, còn mang thai con Lỗ lão hổ, nói muốn bảo vật kia, đều không tới tay. Cô ta vốn đã bàn bạc xong với bác sĩ Hoàng rồi, do anh ta chữa khỏi hàng đầu thuật trên người mẹ và con trai Lỗ lão hổ, sau đó đạt được bảo vật kia. Ai biết bác sĩ Hoàng chết rồi, người đến là Mạc tiên sinh gì đó. Cô ta nghĩ Mạc tiên sinh này không làm được gì, ai biết thật sự biết pháp thuật, chữa trị được cho mẹ con của Lỗ lão hổ, chiếm được bảo vật kia. Bảo vật cô ta cầu thế nào cũng không được, lại bị người ta đạt được một cách dễ dàng, dưới cơn nóng giận này, lòng bàn tay cô ta bị móng tay mình đâm rách, máu tươi chảy ròng ròng. Tiểu thư, đừng tức giận, cho dù Lỗ lão hổ đưa bảo vật kia cho tên tiểu tử đó thì sao chứ, nếu không thể lấy từ trong tay Lỗ lão hổ, vậy lấy từ trong tay tiểu tử kia về. Phụ nhân phía sau Hà Thi Thi mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói. Tên tiểu tử kia giống như rất tự tin với thực lực của mình, bà nắm chắc đối phó được cậu ta không? Hà Thi Thi lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm không chỉ đuổi được Cổ Mạn Đồng, còn dễ dàng phá giải hàng đầu thuật của bọn họ, thực lực không thể khinh thường, chỉ sợ tuổi không nhỏ như mặt ngoài. Cho dù cậu ta có thể giải hàng đầu thuật thì sao chứ? Cậu ta có thể giải hàng đầu thuật trên người mình sao? Tôi thấy cậu ta chỉ biết chút Mao Sơn thuật mà thôi, sao có thể đánh đồng với vu thuật của Nam Cương chúng ta, nếu Mao hài tử này không biết sống chết, lão thân sẽ đưa cậu ta một đoạn đường. Phụ nhân kia hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Một đứa bé 16, 17 tuổi, thì có bao nhiêu bản lĩnh? Lông mày Hà Thi Thi vẫn nhíu lại không giãn ra như trước, cẩn thận nói. Lần này chỉ được thành công, không được thất bại, vu chủ đã bắt đầu thúc giục. Nếu chúng ta không lấy được, ông ấy sẽ phái người qua đây, hai chúng ta sẽ có kết cục gì, bà biết rõ rồi đó. Tiểu thư yên tâm, tối hôm nay, tên tiểu tử đó và người bên cạnh cậu ta, còn cả đám người Lỗ gia nữa, sẽ giống như lão hòa thượng ngày đó,
biến thành một cỗ thây khô, bảo vật kia cũng sẽ đến tay chúng ta. Trên khuôn mặt lạnh lùng của vị phụ nhân kia hiện lên dữ tợn, tự tin nói. Lúc này sắc mặt Hà Thi Thi mới khá hơn chút, gật đầu, phất tay với phụ nhân kia. Tôi đợi tin tức tốt của bà đi trước chuẩn bị đi, đúng rồi, phái người đi điều tra xem bên phía bác sĩ Hoàng là sao, còn nữa rốt cuộc tiểu tử kia có bối cảnh gì. Hà Thi Thi lại an bài, trên khuôn mặt tuyệt mỹ còn sót lại chút giận dữ chưa tan. Kế hoạch của cô ta bị người ta cắt ngang, nhất định phải tra rõ chuyện này. Dạ, tiểu thư. Phụ nhân lui xuống. Hai tiếng sau, Mạc Phàm và Mộc Phong Nhạc dùng bữa tối với Lỗ Lão Hổ ở Lỗ Gia. Thạch đầu hàng trên người lão mẹ Lỗ Lão Hổ còn chưa được giải trừ, bọn họ chỉ ăn uống đơn giản, liền quay trở về phòng khách. Xung quanh phòng khách được Lỗ Lão Hổ an bài rất nhiều thuộc hạ, mỗi người đều lưng hùm vai gấu, còn mang theo súng ống. Lỗ Lão Hổ nhìn bốn phía, có thêm bốn cao thủ cấp bậc nội kình đứng ở mỗi ngõ ngách, trong mắt lóe lên tinh quang, nhìn ngó xung quanh. Hai mắt Lỗ Lão Hổ cũng không ngừng đánh giá bốn phía, chỉ trong phút chốc lại lau mồ hôi, bộ dạng vô cùng khẩn trương. Trong phòng, bầu không khí vô cùng áp lực, giống như gió thổi mưa dông trước cơn bão. Mạc tiên sinh, hàng đầu sư kia có đến không? Lỗ Lão Hổ ngồi trên ghế sofa đối diện Mạc Phàm, nhỏ giọng hỏi. Đã hơn hai tiếng trôi qua rồi, vẫn không có một chút động tĩnh gì. Ông ta bố trí nhiều người ở đây như vậy, hàng đầu sư này còn dám đến sao? Nếu bọn họ muốn cái răng này, chắc chắn sẽ đến. Mạc Phàm lấy cái răng Lỗ Lão Hổ đưa cho ra, lạnh nhạt nói. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, lúc trước hắn vẫn hoài nghi vì sao có người hạ cổ Mạn Đồng, hàng đầu thuật với người Lỗ gia, nhìn thấy cái răng này, hắn hiểu rõ rồi. Lỗ Lão Hổ sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt. Mạc tiên sinh, ý của cậu là hàng đầu sư đến vì cái răng này sao? Đây là đồ gia truyền của Lỗ gia ông ta, cụ thể là làm bằng gì, ông ta cũng không biết, chỉ biết cái răng này có lịch sử hơn ngàn năm, là thứ Lỗ gia bọn họ truyền đời đời, nếu không ông ta không dám lấy ra đưa cho Mạc Phàm. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu. Cái răng này có gì kỳ lạ sao? Vậy mà hàng đầu sư lại vì cái răng này ra tay với mẹ và con trai tôi. Cái răng này là... Mạc Phàm đang định mở miệng, bỗng nhiên hắn nhíu mày lại, lạnh lùng nói. Đến rồi. Hắn vừa mới nói xong, bên ngoài vốn yên tĩnh, bỗng nhiên nổi lên cơn gió to. Gió to vừa nổi lên, nhiệt độ lập tức lạnh đi rất nhiều, trong không khí có thêm mùi máu tươi. Tách, trong chớp mắt tất cả đèn trong căn biệt thự tắt đi. Cốc cốc cốc. Gió thổi vào cành cây đập cửa phòng, giống như có rất nhiều người đang gõ cửa. Nếu là ban ngày, trái lại không có gì phải sợ, nhưng lúc này, cho dù là người trưởng thành cũng có chút sợ hãi. Mọi người vốn đã có chút bối rối, trong chớp mắt khẩn trương nhìn bốn phía. Cơn gió này thổi một lát liền dừng lại. Không ít người thở phào một hơi. Mạc tiên sinh, có phải hàng đầu sư kia tới hay không? Lỗ Lão Hổ sợ bóng sợ gió một lát. Lau mồ hôi hỏi. Vù vù. Dầm. Tiếng gió lại vang lên, một tiếng vang thật lớn, cửa vốn đóng chặt dầm một tiếng mở ra. Một đám khói hồng tràn vào theo gió, mùi máu tươi gay mũi khiến người ta buồn nôn. Vẻ mặt mọi người ngẩn ra, nhìn về phía cửa, mắt một đám người lập tức mở to, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Trong chớp mắt, cả căn phòng đều vô cùng yên tĩnh, gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của mỗi người. Ở cửa, trong xương nồng nặc mùi máu, đầu một người phụ nữ bay giữa không trung, nếu chỉ là cái đầu thì không có gì, phía dưới cái đầu này, vậy mà còn mang theo một chút nội tạng như ruột, dạ dày, tim đầm đìa máu, trái tim còn đang đập, nhìn làm ra đầu người ta run lên. Khuôn mặt người phụ nữ này già nua, bộ dạng khoảng 6-70 tuổi, trên làn da màu đồng cổ đầy nếp nhăn, trong đôi mắt huyết sắc tràn đầy sắc lạnh, khóe môi nhếch lên tươi cười hung dữ. Các người tự mình giao cái răng kia ra, hay để lão thân tự mình ra tay. Cái đầu kia nhìn chằm chằm đám Mạc Phàm trong phòng khách, cười gằn nói. Cái đầu này mới mở miệng, một đại hán lá gan nhỏ hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng ngã xuống đất. Quỷ! Bên cạnh Mạc Phàm, sắc mặt Lỗ Lão Hổ và Mộc Phong Nhạc trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy. Bọn họ từng thấy cổ, từng thấy quỷ, nhưng chưa từng thấy đầu người biết bay, còn là đầu người biết nói chuyện. Mạc tiên sinh, đây là hàng đầu sư đó sao? Lỗ Lão Hổ nhỏ giọng nói.
Ông ta vốn rất tự tin với an bài của mình, cho dù tới trúc cơ hậu kỳ cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, kết quả đầu người đến đây, can đảm của ông ta lập tức biến mất sạch. Xem như là đầu người của hàng đầu sư kia đi. Mạc Phàm nhìn lướt qua đầu người, nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 19.